Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, các cô gái kim cương của chúng ta đã làm được. Chúng ta đã lần thứ 3 liên tiếp giành tấm huy chương vàng SEA Games. Và tối ngày hôm nay, các cô gái kim cương sẽ có mặt ở trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho những cầu thủ U23 Việt Nam, những chiến binh sao vàng. Ngày hôm nay cũng sẽ có được một tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 31 để giúp cho chúng ta có một SEA Games thực sự là ấn tượng tổ chức tại Việt Nam. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình bình luận trận đấu tranh huy chương vàng môn bóng đá nam của SEA Games 31, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Đồng hành cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời: bình luận viên Biên Cương, huấn luyện viên Phạm Minh Đức, người mà tham gia hai buổi bình luận một ngày thì vẫn đủ thể lực, chuyên gia Phan Anh Tú, và cùng với đó là bình luận viên Khắc Cường. Rõ ràng, thưa quý vị, bầu không khí của trận chung kết trận tranh huy chương vàng bóng đá nam đã nóng lên từ rất nhiều ngày vừa qua, và ngày hôm nay cho dù Hà Nội có một cơn mưa từ buổi sáng nhưng không khí theo dõi các trận đấu, đặc biệt là trận tranh huy chương vàng, không hề hạ nhiệt một chút nào. Chúng ta hãy cùng nói một chút về sự chờ đợi của các bình luận viên, các vị khách mời về trận đấu này. Anh Biên Cương, anh chờ đợi như thế nào ở trận tranh huy chương vàng? Đã có rất nhiều trận chung kết, rất nhiều những trận đấu lớn rồi, nhưng một trận chung kết diễn ra ở sân nhà, ở SEA Games thì luôn là một điều cực kỳ đặc biệt. Nó quá đặc biệt, thực sự là như vậy. Tôi cũng rất là may mắn được bình luận rất là nhiều trận đấu cũng quan trọng rồi, nhưng mà thực sự đối với trận này thì rất là hồi hộp trong nhiều ngày vừa qua, vì có lẽ là cuộc hội ngộ giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Vì có lẽ là chúng ta cũng mong chờ những điều mà chúng ta có thể thay đổi được những gì đã thuộc về quá khứ, những cái trận thua như trận thua 19 năm về trước trong trận chung kết SEA Games 2003. Nhưng đặc biệt là chờ đợi hơn cả, đấy là giống như là thầy Park và thầy Trung đã từng hẹn nhau năm 2019 là cùng về trên một chuyến bay với chung những tấm huy chương vàng SEA Games bóng đá. Thì ngày hôm qua đội tuyển nữ đã thành công rồi. Hôm nay tôi rất là hồi hộp và đang nghĩ tới một cái kết viên mãn như vậy cho bóng đá Việt Nam. Tất cả những điều đó hội tụ cùng với cơn mưa ập đến trong cả ngày hôm nay, nó khiến cho mọi thứ thực sự là cứ lâng lâng, rất là đặc biệt. Tôi nghĩ rằng nó cũng không chỉ là công trạng của tôi đâu, mà của hàng triệu cổ động viên Việt Nam. Anh Minh Đức có rất là nhiều vai trò khác nhau, huấn luyện viên rồi có rất là nhiều học trò thi đấu ở đội U23 lần này, cũng là một cổ động viên tiếp sức cho U23 Việt Nam, thì anh chờ đợi điều gì trong những ngày vừa qua để chúng ta hướng tới trận chung kết này? Tôi thì nói với góc độ chuyên môn thì đầu tiên là tôi chờ đợi, tôi xem các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu xem vượt qua được cái tâm lý không. Vì thật ra mỗi một đội cầu thủ mà có được thi đấu ở một cái trận đấu quan trọng như thế này, lại đá sân nhà, lại khán giả đông như thế, cả nước tập trung và tất cả mọi người đều kỳ vọng, thì xem các em vượt qua như thế nào. Và tôi vẫn đang đào tạo thì luôn luôn tôi dạy các em là đã có một cái cơ hội chơi này thì hãy cống hiến hết mình, rồi xem các huấn luyện viên thi thố những cái tài năng của họ, xem họ đấu trí với nhau, họ xây dựng cái lối chơi, rồi xây dựng điểm yếu điểm mạnh của đối thủ để tìm ra. Đấy, rồi là cố gắng làm sao họ thay đổi cục diện trận đấu. Thì cái điều đó là cái điều mà góc độ tôi cũng đang chờ đợi ở trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta đang thấy các cầu thủ khởi động, chúng ta thấy sự tự tin của Hùng Dũng, và chắc chắn ngày hôm nay chúng ta tiếp tục hy vọng Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức, ba cầu thủ quá tuổi. Chuyên gia Phan Anh Tú cũng đã tham dự rất là nhiều kỳ đại hội với vai trò là trưởng đoàn, với rất nhiều vai trò khác nhau, một trận chung kết rồi thậm chí là chung kết ở trên sân nhà. Rõ ràng là tất cả các thành viên, người hâm mộ chờ đợi, mà mỗi thành viên ở trong đội bóng rồi đoàn thể thao đều hồi hộp, phải không? Có lẽ là đối với tôi thì là một người đã tham dự gần chục SEA Games rồi, và rõ ràng bóng đá trong SEA Games, đặc biệt nhất là SEA Games ở Việt Nam, thì bao giờ vô cùng quan trọng. Một trận đấu bóng đá chung kết bao giờ nó khép lại một kỳ SEA Games, mà kỳ SEA Games ở Việt Nam năm nay một SEA Games quá thành công. Chúng ta biết rằng cái số lượng huy chương vàng chúng ta cho là kỷ lục, mà từ trước nay các SEA Games chênh lệch huy chương vàng của các nước không nhiều như thế vậy, mà chúng ta chơi một giải đấu tổ chức SEA Games rất thành công, rất fair play, nhưng số huy chương rất là nhiều, và đặc biệt nhất trận chung kết bóng đá nó sẽ kết thúc cho một kỳ SEA Games tốt đẹp. Và đặc biệt nhất là tôi cho rằng cái tính lan tỏa, ngày xưa chúng tôi đi thi đấu thì bao giờ cũng thế, sự cộng hưởng, sự lan tỏa các sân đấu khác nó ảnh hưởng rất nhiều với trận đấu. Chúng ta biết rằng ở bên nhà bên thi đấu bên kia vật karate được huy chương vàng, thì bên nhà thi đấu bên này bóng bàn bóng chuyền tự nhiên hối thúc nhau lại phải lấy huy chương vàng, bên này bơi lội giành huy chương vàng, thì bên dưới sân Điền Kinh là cái thúc giục nhau để huy chương vàng, và sân bên kia nữ là huy chương vàng thì bên này nam huy chương vàng. Thì tôi cho rằng cái sự động lực nó lan tỏa rất là lớn, nó tạo cho cầu thủ một sự thăng hoa rất là quan trọng. Chúng ta biết rằng là nhiều người nói về áp lực, nhưng cái sự huy chương vàng của các môn khác ấy, nó tác động rất nhiều ở các môn thể thao khác. Môn này ngày thi đấu bên ở sân vận động này có huy chương thì tự nhiên người kia thi đấu bên cạnh đấy cảm thấy rằng bên kia huy chương vàng rồi thì mình cũng phải cố gắng lên trường, thì sự thăng hoa lên rất nhiều, mà nó quên đi sự tâm lý, nó quên đi tất cả những việc khác. Các cầu thủ đều thi đấu hơn 100% khả năng của mình, và đặc biệt những sự thăng hoa đến rất là nhanh. Chúng ta thấy rằng bóng chuyền chúng ta như thế nào, chúng ta thấy bóng bàn của Tuân hôm qua
đạt huy chương bạc nào nó ảnh hưởng rất nhiều đến các môn thể thao khác, và các môn thể khác hiện nay đứng mưu huy chương bạc thì tôi tin rằng bóng đá hôm nay các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam hôm nay cũng thế, sẽ nhận được cái động lực rất là lớn và cái sự cộng hưởng của tấm huy chương của các môn thể thao khác đem đến cho họ. Vâng, tối nay là một sự cộng hưởng. Anh Khắc Cường đã nói sau trận bán kết là chúng ta có hẹn với tháng 5 và đây là điểm hẹn của chúng ta ngày hôm nay trong buổi tối cuối cùng, buổi tối chính thức cuối cùng, bởi ngày mai sẽ là buổi lễ bế mạc rồi. Rất là nhiều những cảm xúc để chúng ta khép lại một kỳ SEA Games, kỳ SEA Games thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam và thực sự đáng nhớ, như chuyên gia Phan Anh Tú đã nói dưới rất là nhiều góc độ khác nhau. Vâng, tôi nghĩ là mỗi kỳ SEA Games, đặc biệt là SEA Games tại Việt Nam thì nó mang cái tính thế hệ. Tức là năm 2003 kỳ SEA Games đầu tiên tại Việt Nam thì cái thế hệ đó bây giờ, những cái cậu bé, cô bé xem cái kỳ SEA Games đó, đặc biệt là xem cái trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games thì bây giờ đều đã trưởng thành, thành những người bố người mẹ cả rồi. Thì cái kỳ SEA Games lần này thêm một lần nữa bóng đá Việt Nam vào chung kết, thì cái thế hệ này cũng sau này sẽ kể lại cho những cái thế hệ sau đó là ngày hôm nay là một ngày mưa, đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan tại sân Mỹ Đình, và vé xem trận đấu này thì ngày xưa mua rất là khó. Đấy, tôi đang tưởng tượng một kịch bản sau 10, 15 năm nữa thì chúng ta kể lại cho con cháu của mình nghe thì cũng lại kể lại câu chuyện như vậy. Thì cái kỳ SEA Games thì nó luôn mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Đôi khi chúng ta nói nhau là hồi đấy, ít khi nói là hồi đấy anh 20 tuổi hay là 22 tuổi, và chúng ta đôi khi chúng ta nói là hồi SEA Games năm 2003, SEA Games năm 2007 hay là SEA Games năm 2009, tức là dùng SEA Games để nói lại những cái câu chuyện trong quá khứ thì nó đặc biệt là như vậy. Thì cũng giống như các vị khách mời trường quay và rất nhiều người hâm mộ, thì ngày hôm nay tôi cũng có cảm giác rất là hồi hộp, cũng rất là lâng lâng, đặc biệt là khi đi qua sân Mỹ Đình trong ngày hôm nay, lúc 13 giờ ngày hôm nay, lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay, lúc đó trời đang mưa và rất nhiều cổ động viên ở đó. Có những cặp đôi làm đám cưới cũng chụp ảnh ở đó, rồi thì những cái cổ động viên, những hội đua xe ô tô rồi đua xe mô tô cũng tranh thủ ra sân Mỹ Đình để ghi lại những cái kỷ niệm, những cái khoảnh khắc mà rất hiếm khi trong cuộc đời thì chúng ta có được điều đó. Vâng, cái cảm giác hồi hộp đó đã đến từ buổi trưa ngày hôm nay khi các cổ động viên đã bắt đầu tới sân Mỹ Đình rồi. Chúng tôi có cảm giác là ở SEA Games lần này nếu các cổ động viên không đến sớm thì cảm tưởng như sẽ không còn chiếc ghế ngồi của mình để theo dõi. Rất nhiều những nhà thi đấu đã chật kín các cổ động viên, và ngày hôm nay sân Mỹ Đình cũng vậy. Sau đây là ghi nhận đầu tiên của các phóng viên Đài Truyền Việt Nam trong những giờ vừa qua, khi mà các cổ động viên đã đến với sân Mỹ Đình từ rất sớm để cùng tiếp sức cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Dự báo thời tiết cho biết là Hà Nội sẽ mưa cả ngày. Như vậy là trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Thái Lan, trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31 sẽ diễn ra trong thời tiết mưa gió. Tuy nhiên thì ngay từ sớm thì mọi ngả đường về phía sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì đều đã chật kín các cổ động viên rồi. Và có thể thấy là không khí ở quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình lúc nào cũng sôi động và rất đông các cổ động viên đã xếp hàng. Và chắc chắn là tất cả các cổ động viên đều mong muốn tiếp lửa cho các cầu thủ của U23 Việt Nam có thể giành chiến thắng trước U23 Thái Lan trong trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cảm giác của các khán giả như thế nào khi mà xếp hàng bước vào sân quốc gia Mỹ Đình ạ. Thưa anh cảm thấy thế nào khi mà anh nghĩ thế nào về đội tuyển U23 Việt Nam, liệu có thể chiến thắng trong ngày hôm nay? Không khí tuyệt vời, hết sảy. Chắc chắn là mong rằng mưa bà con đội tranh nhau hai bàn. Kính thưa quý vị và các bạn, sau tấm huy chương vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thì bây giờ chúng ta đang rất chờ đợi đội tuyển U23 Việt Nam có thể làm được điều tương tự ở trong trận chung kết với U23 Thái Lan ở trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những cảm xúc của những cổ động viên đã đội mưa đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình để theo dõi và cổ vũ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ạ. Thưa cô, lúc này cảm xúc của cô như thế nào ạ? Tôi rất là xúc động và hồi hộp. Đây, tất cả đoàn của thành phố Hồ Chí Minh đến sân Mỹ Đình để cổ vũ cho bóng đá Việt Nam và hy vọng Việt Nam vô địch. Vâng, những gương mặt rạng rỡ của các cổ động viên, cơn mưa có thể làm hạ nhiệt giá vé một chút trong ngày hôm nay nhưng không thể nào hạ nhiệt tình cảm của các cổ động viên có thể đội mưa ngày hôm nay cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Rõ ràng là chủ đề về những tấm vé trong hai ngày vừa qua thực sự nóng, phải không anh Biên Cương? Cơn mưa ngày hôm nay nó khiến cho các cổ động viên có thể đến sân khó hơn, có thể phải mặc thêm những chiếc áo mưa, nhưng chắc chắn là bầu không khí mà chúng ta vừa xem vừa rồi nó sẽ mang tới rất là nhiều sự chờ đợi cho các cầu thủ và cả các bình luận viên cho trận đấu rất sôi động này. Tôi nghĩ là câu chuyện về tấm vé thì là đương nhiên rồi, bởi vì một cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan bao giờ nó cũng rất rất là đặc biệt.
Tôi còn nhớ là năm 2018 khi mà chúng ta vô địch AFF Cup ấy, thì sau khi chúng ta vô địch rồi thì vẫn có nhiều cổ động viên nói rằng giá mà thắng Thái Lan trong trận chung kết thì còn sướng nữa. Đấy. Tức là cái cảm xúc mà thắng được Thái Lan trong một trận đấu quyết định ngôi thứ quan trọng nhất bao giờ nó cũng rất là đặc biệt. Và chúng ta ở cái thế hệ của U23 hiện tại có thể không có được một lớp cầu thủ tài năng như trước, nhưng với lợi thế sân nhà, với tinh thần và trong một trận đấu mà có thể tất cả đều biết rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dẫn dắt đội U23 Việt Nam trong trận này là trận cuối cùng trước khi tập trung cho đội tuyển quốc gia, thì tất cả những điều đó hội tụ khiến cho những hình ảnh chúng ta đang thấy đây nó thật sự là rất đẹp. Lúc nãy thì đài truyền Việt Nam cũng đã bắt được trong khuôn hình của mình hình ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo cầm ô để xem trận tranh huy chương đồng, và tôi nghĩ là nếu như lát vào trong cái buổi họp nhanh trước trận đấu thì có thể thầy cũng sẽ nói về những hình ảnh này, nói về những hình ảnh này để đúc thúc các cầu thủ. Đây là đấy, ngoài kia kìa, 40.000 cổ động viên đang đội mưa, đang cầm ô, đang mặc áo mưa, vân 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 vân, để chờ đợi chúng ta đây. Vậy thì các bạn biết phải làm gì rồi. Vâng. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái động lực tinh thần rất là lớn, giống như huấn luyện viên Mai Đức Chung đã từng truyền cho các cầu thủ nữ của mình về cái việc là những cổ động viên đã xếp hàng từ 3-4 giờ sáng để nhận được tấm vé cầm phả. Thì tôi nghĩ rằng rất nhiều những huấn luyện viên sẽ coi đây cũng là một động lực để cầu thủ của mình thi đấu, chiến đấu và giành vinh quang. Vâng, chắc chắn là như vậy. Động lực từ đội nữ, cơn mưa nó sẽ làm ảnh hưởng một chút đến các đội bóng, nhưng rõ ràng là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở giải đấu này đều đã thi đấu những trận có mưa, phải không anh Minh Đức? Và chắc chắn là các đội cũng đã xem dự báo thời tiết hết rồi để biết là ngày hôm nay phải chuẩn bị những gì để ra sân để thi đấu như thế nào. Tôi nghĩ là đúng là như vậy. Cái thứ nhất là Việt Nam đá cũng đã bị mưa và Thái Lan cũng đã bị mưa, nhưng mà với tôi thì vừa rồi ở cái trận đấu trước thì tôi thấy mặt sân cũng rất là ok, nghĩa là mưa như này thì nước vẫn có thể thoát và nó chỉ có trơn trượt một chút thôi, nhưng mà nếu mà để vào chất lượng một trận đấu thì tôi nghĩ là hai đội đều gặp những khó khăn cùng nhau như nhau và sẽ cố gắng làm sao khắc chế được nhau, rồi cố gắng, tôi nghĩ là nó có những rất là nhiều cái trong mưa thì có những lúc tiền đạo thì lợi thế hơn hậu vệ. Hậu vệ với thủ môn là thất thế nhất trong khi gặp trời mưa. Những trận đấu trong cơn mưa, chuyên gia Phan Anh Tú, chúng ta đã từng thi đấu với U23 Philippines ở vòng bảng rất khó khăn để ghi bàn. U23 Thái Lan cũng có những giây phút rất khó khăn trước U23 Campuchia khi mà trời mưa cũng tầm tã ở Nam Định. U23 Thái Lan cũng thậm chí là có những buổi tập mà trời mưa, ông Pol King cũng không cho nghỉ sớm, vẫn tập rất là đều. Hai đội kể cả ngày hôm nay có mưa thì chắc chắn cũng không phải là điều gì đó bất ngờ, mà hoàn toàn đều sẵn sàng cho trận đấu này. Có lẽ trận mưa ngày hôm nay tôi cho rằng nó cũng rất bình thường thôi. Thứ nhất là nó cũng có một chút bóng trơn, rồi là sân nó hơi tớt nhanh một chút. Đó là những đội bóng chơi kỹ thuật như Thái Lan, như Việt Nam, chơi phối hợp nhỏ, cầm bóng nhiều, nó cũng có một chút khó khăn. Nhưng mà cái khó khăn nhất là sợ nhất mưa to mà bóng vũng nước, bóng không trôi. Thậm chí đứng trôi rất nhanh thì dừng lại, phá bóng không đi, thì những trận đấu như vậy mới là ảnh hưởng lớn. Còn trận đấu này tôi cho rằng là hai đội đều cũng đã xác định rõ cái thời tiết như vậy, với chơi kỹ thuật giống nhau, đều thích cầm bóng, đều thích phối hợp nhỏ, thì nó cũng có một chút chân trượt, nhưng mà tôi cho rằng là điều kiện này cũng đã tốt lắm rồi, lý tưởng rồi, mát mẻ. Các cầu thủ hiện nay thể lực cũng không được tốt, nhưng cái thời tiết này là các cầu thủ sẽ hồi phục rất là tốt. Nên là đấy là một trong những điều kiện cho cũng khá lý tưởng cho trận đấu ngày hôm nay. Vâng, anh Khắc Cường thì sao với những cơn mưa và những trận chung kết, đặc biệt ngày hôm nay là trận chung kết tại Mỹ Đình, cũng đã có những trận chung kết có mưa rồi và chúng ta cũng có may mắn chứ không phải là không có may mắn với những cơn mưa. Vâng, rất là có duyên với những cơn mưa đúng không ạ? Ở những cái trận chung kết mà anh Quang Việt vừa đề cập và trong cả những cái trận đấu ở vòng bảng nữa. Về yếu tố về cơn mưa này, cho đến bây giờ thì chúng ta nhìn ra ngoài trời hiện nay ở khu vực Nguyễn Chí Thanh đúng không ạ, thì trời vẫn đang rất là tạnh ráo, và thông tin mà các phóng viên cũng như là hình ảnh của chúng ta vừa xem cho thấy là thời tiết vào càng tối càng mát mẻ, và điều này rất hợp với khung giờ thi đấu của tuyển Việt Nam. Chúng ta có lợi thế một chút so với đối thủ là chúng ta đã rất quen với khung giờ này rồi. Trong trận bán kết Thái Lan vượt qua Indonesia thì họ đã phải thi đấu khung giờ 16 giờ, tức là lúc đấy trời vẫn còn rất nóng, và có thể là lúc đó thì cái thể lực của Thái Lan nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn so với khung giờ mà chúng ta đá. Sau đó là bắt đầu lúc 19 giờ tại Việt Trì thì nó trời đã mát rồi, do vậy là tôi nghĩ rằng là về mặt yếu tố thể lực và thời tiết thì chúng ta tất nhiên là vẫn có lợi thế hơn một chút so với đối thủ của mình ở trận đấu sắp tới. Xin phép được chia sẻ thêm một chút về yếu tố thời tiết. Đó là gì? Đó là bây giờ thì trời có vẻ đang đẹp, có thể khi trận đấu diễn ra thì trời mưa, nhưng tôi tin rằng với huấn luyện viên Hang-seo thì ông sẽ không bao giờ lấy cái yếu tố khách quan về điều kiện thời tiết để làm cái gì đó cản trở. Ông luôn coi đấy là một điều kiện có thể xảy ra trong mọi tình huống bóng đá, bởi vì là trong cái cuốn mà nghệ thuật quản trị Park Hang-seo mà tôi đã từng đọc, cái cuốn sách đấy, thì ông đã từng nhắc về câu chuyện là đá dưới tuyết ở Thường Châu như thế nào, và ông không hề cho rằng là việc chúng ta thua trước Uzbekistan năm đó là vì điều kiện thời tiết, là vì tuyết rơi, vì các cầu thủ không quen chơi với điều kiện như vậy. Thì tôi nghĩ rằng với trận đấu này cũng vậy thôi. Nhưng có một điều là chúng ta vẫn phải quan tâm, đây là gì? Tôi xem lại tất cả những trận đấu ở giải SEA Games lần này thì cầu thủ Thái Lan họ có khả năng sút xa rất là tốt.
khả năng sút xa khá là tốt, và trong điều kiện bóng ướt sân trơn thì đó cũng là một điều đáng quan tâm. Nhưng họ sút xa tốt thì chúng ta cũng có những người sút xa rất là tốt, Hoàng Đức, Hùng Dũng đều có thể sút xa. Mà ngay cả khi nếu như Huỳnh Công Đến ngày hôm nay đá thay Lý Công Hoàng Anh thì đó cũng là một người rất tự tin với những cú sút xa. Vâng, rõ ràng là như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật kỹ hơn về thông tin thời tiết ở sân vận động Mỹ Đình ở thời điểm hiện tại như thế nào. Bây giờ tôi sẽ kết nối với phóng viên Mạnh Sơn, người lúc này đang có mặt ở trong sân vận động quốc gia Mỹ Đình, để chúng ta cùng cập nhật tình hình thời tiết trước khi bóng lăn. Vâng, xin chào anh Quang Việt, xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay ở Hà Nội trời mưa rả rích cả ngày, nhưng thật may làm sao, lúc này thì trời lại có dấu hiệu đã ngừng mưa rồi. Và lúc này thì ở sân vận động Mỹ Đình đang có một bầu không khí thật tuyệt vời. Thưa quý vị khán giả, hàng nghìn người hâm mộ đã đội mưa đến với sân vận động Mỹ Đình để có thể cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Lúc này những hàng nghìn người khán giả ở trên các khán đài C và D đang kiên nhẫn đội mưa suốt hàng tiếng đồng hồ rồi. Và những tấm áo trắng cũng như là những chiếc áo cờ đỏ sao vàng của các cổ động viên thì cũng đã bắt đầu lấp dần phủ kín khán đài A và B. Có thể nói lúc này tất cả những người yêu bóng đá đã đổ dồn về Mỹ Đình để có thể cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và kể cả cho trời có mưa thêm nữa trong những phút tới thì chắc chắn rằng tất cả những cổ động viên đang có mặt tại sân vận động Mỹ Đình và sẽ có mặt tại sân vận động Mỹ Đình trong ít phút tới sẽ tiếp tục cổ vũ là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tất cả mọi người đều mong muốn đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta có một trận đấu, một chiến thắng để có thể giữ tấm huy chương vàng của SEA Games 31 ở lại với Việt Nam, ở lại với Mỹ Đình, ở lại với Hà Nội. Và tất cả mọi người đều mong chờ chiến của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và bây giờ xin được trở lại với trường quay. Vâng, xin cảm ơn anh Mạnh Sơn, phóng viên thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhưng trong suốt kỳ SEA Games lần này thì anh Mạnh Sơn cũng hơi lấn sân sang thời tiết một chút, bởi chúng tôi luôn muốn cập nhật cho quý vị khán giả mọi yếu tố có thể liên quan đến một trận đấu bóng đá. Anh Mạnh Sơn đã cập nhật từ Việt Trì Phú Thọ vòng đấu bảng, và bây giờ là trận chung kết. Điều kiện thời tiết có thể mưa có thể không, nhưng chắc chắn là các cầu thủ đã sẵn sàng. Lúc này anh Biên Cương đã có đội hình ra sân rồi. Đây là điều người hâm mộ rất là chờ đợi, bởi vì trận bán kết vừa qua tiêu tốn rất nhiều thể lực. Văn Xuân của chúng ta gặp chấn thương, rồi Lý Công Hoàng Anh cũng bị đau và phải rời sân, và chắc chắn là chúng ta cần có những sự thay đổi về đội hình, cho dù có thể huấn luyện viên Park Hang-seo không hề muốn điều này. Đó là điều chắc chắn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong những điều kiện nhất định, mà với điều kiện cụ thể như này thì biết đâu những cái sự thay đổi này nó lại phù hợp với hoàn cảnh thì sao. Ngày hôm nay thì chúng ta vẫn ra sân với thủ thành Nguyễn Văn Toản, và trung vệ vẫn là Thanh Bình ở trung tâm. Bùi Hoàng Việt Anh đá lệch phải, và bên trái vẫn là Vũ Tiến Long. Ngày hôm nay thì Tuấn Tài đương nhiên là thay Lê Văn Xuân rồi, và bên phía cánh phải là Lê Văn Đô. Công Đến sẽ được đá chính ngay từ đầu bên cạnh Hùng Dũng và Hoàng Đức. Và đặc biệt là trên hàng công thì Nhâm Mạnh Dũng không đá chính ngay từ đầu cùng với Tiến Linh nữa, mà Văn Tùng sẽ được sát cánh cùng với tiền đạo Tiến Linh. Tôi nghĩ rằng ít nhiều điều kiện thời tiết ở đây cũng có thể là một trong những điều mà Hùng Quang sơ tính tới nên sử dụng Văn Tùng ngay từ đầu. Và khi tôi xin phép được giới thiệu luôn cả Thái Lan. Thái Lan thì ngày hôm nay họ giữ nguyên đội hình giống như trận đấu gặp Indonesia, chỉ thay một sự thay đổi duy nhất, và tôi nghĩ rằng đó cũng là một sự thay đổi vì yếu tố thời tiết. Cụ thể đây là tiền đạo mang áo số 8 ngày hôm nay là Korawik Tasa không đá chính, mà ông Manu Polking sẽ sử dụng Patrick Gustafsson ngay từ đầu. Patrick Gustafsson thì anh ta hoạt động độc lập tốt, chiều cao 1m87, đánh đầu hay, xử lý cá nhân khá là hay. Nhưng cái khả năng kết hợp của anh ta với những cầu thủ xung quanh thì lại không tốt bằng Tasa. Nhưng chúng ta biết rồi, điều kiện trời mưa sân trơn bóng ướt thì rất cần những mẫu tiền đạo có khả năng hoạt động độc lập tốt. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là một phần lý do mà ngày hôm nay Văn Tùng được lựa chọn chứ không phải là Nhâm Mạnh Dũng. Vâng, rõ ràng là huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những thay đổi cả về mặt con người, và chắc chắn là chiến thuật cũng phải thay đổi, cho dù là chúng ta vẫn biết là có những cầu thủ chấn thương. Anh Minh Đức, đội hình ra sân ngày hôm nay trận chung kết anh đánh giá như thế nào? Thật ra thì cái đội hình này thì cũng là con người tốt nhất này. Ví dụ như Hoàng Anh mà đá trước thì Công Đế và đá sau, hay là Văn Tùng đá sau thì Nhâm Mạnh Dũng đá trước, hoặc là Công Đế hoặc Văn Xuân thì mới cả Tuấn Tài. Ở cái vị trí đó thì nó gần như là những cái vị trí thường được chơi. Tôi nghĩ là những cầu thủ hiện nay, tôi nghĩ là những cầu thủ tốt nhất thì các em cũng được phân tích những cái điểm mạnh của cầu thủ Thái Lan, rồi điểm yếu cầu thủ Thái Lan chúng ta cần đá như thế nào, thì tôi nghĩ là các em cũng đã chuẩn bị rất là kỹ. Hy vọng làm sao một ngày đạt phong độ tốt và một ngày may mắn nữa, vì trình độ đội bóng U23 Thái Lan cũng rất là chất lượng ở Đông Nam Á nữa, thì tôi nghĩ là lúc đó thì cái kết quả nó mới sẽ sau trận đấu, sau 90 phút. Vâng, rõ ràng trận đấu cuối cùng rồi, còn bao nhiêu con người, còn bao nhiêu thể lực, phải quyết tâm thôi, phải không chuyên gia Phan Anh Tú. Rõ ràng là
chúng ta đã phân tích kể từ vòng bảng, U23 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, chi tiết hơn, thể lực chuẩn bị kỹ hơn so với U23 Thái Lan. Nhưng U23 Thái Lan là một đội bóng họ có những con người tốt và càng thi đấu thì càng cho thấy là cái sự nguy hiểm của mình. Và ngày hôm nay thì rõ ràng là như anh Biên Cương đã phân tích có những thay đổi đội hình của hai đội, và chúng ta rất là chờ đợi vào cái khả năng đấu trí giữa ông Park Hang-seo và ông Paul King, hai huấn luyện viên rất hiểu đội bóng của mình. Vâng, chúng ta biết rằng là đội Việt Nam và Thái Lan gặp nhau, và đặc biệt nhất là Park Hang-seo với cả ông Paul King gặp nhau cũng đã nhiều lần. Chúng ta thấy rằng là hiện nay nếu nói về giải đấu này cũng như là đội tuyển Việt Nam đã của Thái Lan thì họ khá hiểu nhau trong cách chơi và hiểu nó rất là rõ. Và cái phong cách chơi của Paul King với ông Park Hang-seo lại tương đối ngược nhau một chút. Chúng ta thấy rằng là hai đội hôm nay đá hoàn toàn hai phong cách khác nhau. Đội tuyển Thái Lan họ dựa vào cầu thủ có chất lượng, kỹ thuật tốt hơn, chơi rất là thanh thản, chơi rất là tự nhiên, nhưng đột ngột thay đổi tốc độ, đặc biệt nhất rất nguy hiểm trong 16m50. Trong đó đội tuyển Việt Nam rất chắc chắn nhà phòng ngự. Chúng ta hàng với hàng phòng ngự như vậy, chúng ta chưa thua bàn thắng nào, mà hầu như là các đối phương hầu như không có cơ hội khá nhiều. Mặc dù các đối thủ chúng ta có thể là yếu hơn, nhưng đặc biệt nhất tôi đánh giá rất cao sự kiên trì, sự kiên nhẫn của đội Việt Nam. Chúng ta có thể không nuột nà, không sắc bén như trước đây, nhưng sự kiên nhẫn và sự kiên trì đấy là một yếu tố rất thành công của tuyển Việt Nam. Yếu tố thứ hai nữa là thể lực. Chúng ta thấy rằng chúng ta có thể lực rất là tốt, các đội đều có thể xuống thể lực. Như đội tuyển Việt Nam đá trận với Malaysia với gần 120 phút, chúng ta thấy rằng thể lực cũng tương đối đảm bảo để đảm bảo tốt cái nhiệm vụ của mình. Thế nên đấy là một trong những cái yếu tố mạnh của tuyển Việt Nam. Nhưng trong đó nổi lên hai câu rất là rõ trong tư tưởng chiến thuật của trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng ông Putin trả lời báo chí rằng là gì? Tôi muốn cho cầu thủ tận hưởng. Cái câu tận hưởng ấy là ông ta hoàn toàn thả lỏng với cầu thủ. Các cầu thủ hãy tận hưởng đi, hãy chơi bóng đi. Với kỹ thuật cá nhân của mình tốt thì họ sẽ thăng hoa, họ sẽ chơi bóng cách rất tự nhiên, không bị áp lực và không bị gò bó bằng phương cách nào cả. Nhưng bên cạnh đó, Park Hang-seo trả lời một câu tôi cho là cũng rất là hay trong sự đối đầu như vậy, là các cầu thủ chúng ta hay bọc lót nhau nhiều hơn. Để thể hiện rằng các cầu thủ Việt Nam cần phải bọc lót nhau nhiều hơn. Với cái đội bóng chơi kỹ thuật như vậy, họ bật tường bật nhà rất là tốt, thì chúng ta cần phải bọc lót nhau nhiều hơn, hỗ trợ nhau nhiều hơn. Vì các cá nhân của chúng ta có thể chưa bằng họ, nhưng đâu đó cần sự hỗ trợ, cần sự bọc lót, tránh sự đối đầu đơn độc mà cần sự bọc lót. Mà sự bọc lót này chúng ta đã thành công ở tuyển Việt Nam rồi. Chúng ta thấy chúng ta đá với Nhật, chúng ta đá với Úc, đá với đội có kỹ thuật rất cao, nhưng khi chúng ta bọc lót tốt, họ có thể ghi bàn chúng ta đâu, cũng rất khó khăn. Thì đấy là một trong yếu tố. Hai câu trả lời của hai huấn luyện viên trước hiệp báo đã bộc lộ cái độ chiến thuật của họ rất là rõ. Một ông nói rằng các cầu thủ tận hưởng, ông nói rằng là chúng ta hãy bọc lót nhau tốt hơn. Nhưng quan trọng nhất trận đấu này, như anh vừa nói về vấn đề bố trí đội chiến thuật, thì tính toán cái thể lực cũng là vô cùng rất quan trọng. Hiện nay hai huấn luyện viên đều phải tính toán đến vấn đề thể lực ở những giây phút cuối cùng. Thì chúng ta biết rằng là các trận đấu vừa rồi các đội bóng đều rất xuống thể lực. Để đâm ra việc tính toán thể lực cho những giai đoạn cuối là vô cùng quan trọng. Mà trong đó tôi thấy rằng là đã có ý đồ rất là rõ của huấn luyện viên này trong vấn đề chuẩn bị thể lực cho những trận giây phút cuối cùng trận này. Chúng ta đã thấy các cổ động viên trên khán đài, cả các cô gái kim cương của chúng ta nữa, anh Khắc Cường, các cầu thủ vừa giành huy chương vàng đến cổ vũ các đồng nghiệp nam, một niềm động lực rất là lớn cho đội tuyển bóng đá nam. Một ít phút nữa thôi các cầu thủ ra sân rồi, đây các cầu thủ bóng đá nữ của chúng ta cùng với gia đình đã xuất hiện, đó là một, tôi nghĩ là một động lực rất là lớn về công an Khắc Cường, một động lực vô cùng to lớn dành cho các cầu thủ nam và mang đến thêm cái niềm tin về chiến thắng dành cho các cổ động viên chúng ta, những người mà sẽ xem trận đấu qua màn hình TV. Ngày hôm qua thì đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu bằng cái trình độ cao hơn, bằng cái lòng quả cảm, bằng cái tinh thần thi đấu và bằng cả thể lực nữa, thì ngày hôm nay tất cả những điều đó sẽ truyền thêm một cái nguồn cảm hứng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Còn về mặt chiến thuật thì ngày hôm nay tôi thấy là cái, chúng ta đã nói về cái đội hình xuất phát ấy, tôi thấy cái vị trí của Huỳnh Công Đến là một vị trí rất là thú vị. Bởi vì có thể đây là trận đấu đầu tiên mà U23 Việt Nam sẽ phải gặp một đối thủ chơi đôi công. Tức là trong tất cả những trận đấu trước thì các đối thủ chúng ta thường là chọn lối chơi thiên về phòng ngự, nhưng ngày hôm nay thì Thái Lan lại là một đội bóng hoàn toàn khác. Thì Huỳnh Công Đến so với Lý Công Hoàng Anh thì anh ta có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt hơn và giúp cho đỡ cho Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng rất nhiều ở khu vực giữa sân để tạo nên cái sự cân bằng lớn hơn. Thì tôi nghĩ là cái vị trí của Huỳnh Công Đến ngày hôm nay sẽ là một vị trí then chốt. Và chuyên gia Phanh Tú vừa nói về thể lực thì thể lực đó là cơ sở để cho Lý Công Hoàng Anh có thể là người thay thế và tạo ra sự đột phá trong phần còn lại của trận đấu. Công Đến cũng là một cầu thủ nhỏ, là thanh minh với yếu tố dự bị và thể lực, chúng ta tôi cho rằng là dự trữ khá lớn. Công Đến cũng là một cầu thủ có nền tảng thể lực rất là tốt, và chúng ta hy vọng là với sự tiếp sức của 40.000 cổ động viên ở sân Mỹ Đình với các cầu thủ bóng đá nữ ở trên khán đài, chúng ta ngày hôm nay các cầu thủ U23 sẽ thi đấu tốt. Và với các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam thì sau khi giành tấm huy chương vàng thì cũng nhận được rất nhiều những lời chúc mừng, rất nhiều những phần thưởng ý nghĩa. Bamboo Airways đã thưởng cho mỗi cầu thủ nữ và ban huấn luyện một vé máy bay khứ hồi ở bất cứ trạng bay quốc tế nào trong vòng một năm sắp tới. Và cùng với đó thì tập đoàn Sovico cũng
trân trọng tặng thưởng các cầu thủ cũng như là các thành viên trong ban huấn luyện một năm bay không giới hạn đến tất cả các chặng bay trong nước và quốc tế của Vietjet. Và đây là một trong những sự động viên tinh thần rất lớn với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hy vọng là U23 Việt Nam cũng sẽ làm được điều tương tự với tấm huy chương vàng. Trận đấu chuẩn bị diễn ra và chúng ta 5 trận vừa rồi, hiệp 1 đều không ghi bàn. Anh Biên Cương, dự đoán của anh ạ. Chúng ta đang nói đến sức mạnh tinh thần thì tôi nghĩ là ngày hôm nay thì, tôi nghĩ là cũng có một sức mạnh tinh thần từ Lê Văn Xuân, người sẽ chống nạng đến để cổ vũ cho đội tuyển. Đấy là một hình ảnh hay. Và tôi nghĩ rằng ngày hôm nay một trận đấu đầy khó khăn nhưng sẽ hấp dẫn thú vị, vì chắc chắn đúng như vậy, Thái Lan sẽ không đá như nhiều đội khác nên sẽ có một hiệp 1 mà cuộc chiến ở tuyến giữa thú vị. Nhưng tôi lại nghĩ rằng ngày hôm nay rất có thể chúng ta sẽ có bàn thắng bởi một cầu thủ phòng ngự, một tình huống đánh đầu và chúng ta có bàn thắng trong hiệp 1. Có bàn thắng trong hiệp 1, anh Minh Đức có hay không trong hiệp 1 ạ? Thật ra thì cũng tôi cũng rất muốn có bàn thắng thật, nhưng mà nếu mà nói về góc độ chuyên môn thì tôi nghĩ là ở trận đấu này trận đấu rất là căng thẳng và tôi nghĩ là ở hiệp 1 sẽ là 0-0. 0-0, chuyên gia Phan Đình Tú ạ. Tôi nghĩ như vậy, vì thứ nhất là hai đội đều rất hiểu nhau, chắc chắn trận đấu họ sẽ thăm dò rất là kỹ và đặc biệt nhất yếu tố thể lực, họ sẽ không đội nào chịu mất sức sớm để đằng sau đuối đâu. Vâng, trận đầu tiên và cũng là trận cuối cùng như sân Mỹ Đình cũng cần có những sự thăm dò. Anh Khắc Cường, tôi hy vọng là đây là trận đầu tiên chúng ta ghi bàn trong hiệp 1. Hai đối thủ quá hiểu nhau nhưng đôi khi một vài bất ngờ nào đó nó sẽ vượt ra ngoài những cái tính toán thông thường của chúng ta. Chúng ta đều hy vọng điều đó và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tất cả chúng ta đều chờ đợi trận đấu này rồi. Các cổ động viên ở trên sân, các cổ động viên ngồi trước màn hình, và lúc này chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, những chiến binh sao vàng của chúng ta. Bây giờ sẽ là hiệp 1 trận đấu tranh huy chương vàng bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trung tâm của tất cả sự chú ý trong ngày 22 tháng 5 năm 2022. Ngày hôm nay thì tất cả chúng ta đều có trong mình một nhịp đập trái tim chung với một nhịp đập ở Mỹ Đình. Mọi suy nghĩ của chúng ta đều nghĩ về Mỹ Đình và mọi ánh mắt của chúng ta đều hướng về sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra trận chung kết trong mơ, trận derby của bóng đá Đông Nam Á. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2021 lần thứ 31 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Đây là hành trình có mặt ở trong trận chung kết này của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Chúng ta thắng U23 Malaysia với tỷ số 1-0 ở bán kết, còn đội tuyển U23 Thái Lan cũng có được thắng lợi tương tự trước đội tuyển U23 Indonesia và cả hai trận đấu đều phải giải quyết trong thời gian đã hiệp phụ. Ở góc máy này chúng ta có thể thấy rằng sân Mỹ Đình ngày hôm nay chắc chắn là không còn một chỗ trống. Sự mong đợi cho cuộc so tài này đã đến ngay từ trước khi SEA Games 31 diễn ra và lên cao đến đỉnh điểm trong những ngày gần đây. Và ngày hôm nay, thời điểm 19 giờ sẽ là thời điểm bóng lăn và đó là lúc mà tất cả mọi người sẽ cùng cổ vũ và động viên cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Có mặt ở trên khán đài lúc này là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và hàng chục nghìn cổ động viên của bóng đá Việt Nam tại sân Mỹ Đình và hàng triệu triệu cổ động viên Việt Nam đang ngồi trước màn hình TV để chờ đợi cho cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Sức chứa của sân vận động quốc gia Mỹ Đình là 40.000 chỗ ngồi. Nhưng nếu sức chứa này tăng lên gấp đôi và nhiều hơn nữa thì chắc ngày hôm nay cũng sẽ được phủ kín. 19 năm sau trận chung kết của SEA Games 2003 và 3 năm 1 tháng 16 ngày sau khi chúng ta gặp Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á. 19 năm trước chúng ta đã để thua trong trận tranh huy chương vàng SEA Games 2003. Đó là thời điểm chúng ta chưa có huấn luyện viên Park Hang-seo. Còn cách đây hơn 3 năm, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bóng đá Việt Nam đã có một trong những chiến thắng tưng bừng nhất trên bóng đá Thái Lan khi chúng ta đánh bại đội bóng này với tỷ số 4-0 ở vòng loại U23 châu Á năm 2020. Cái duyên của huấn luyện viên Park Hang-seo khi dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu với U23 Thái Lan cũng là một cơ sở để chúng ta hướng đến một kết quả ngọt ngào cho đội tuyển U23 Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay.
Trên khán đài danh dự lúc này, chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông đang ngồi cạnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và là những khán giả rất đặc biệt ở trong trận đấu ngày hôm nay để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng ta đã nói về cái duyên của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thực tế thì trận thắng 2-1 trước U23 Thái Lan ngay trên sân khách tại giải M150 Cup chính là cơ sở cho những thành tích chói lọi sau đó của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam. Ngoài ra tại SEA Games cách đây 3 năm, kể cả khi mà U23 Thái Lan đã dẫn chúng ta tới 2 bàn thì họ cũng không thể có được thắng lợi. Và chính trận hòa đó với tỷ số 2 đều đó đã tiễn đội tuyển U23 Thái Lan về nước. Và sau đó chúng ta đều biết là U23 Việt Nam đã giành được tấm huy chương vàng. Đây là những chiến binh áo đỏ đang tiến ra sân. Chúng ta đã chơi tuyệt vời ở Việt Trì Phú Thọ và giờ là Mỹ Đình, nơi Hoàng Đức đã có rất nhiều lần đá hay, nơi Tiến Linh đã nhiều lần lập công. Và ngày hôm nay hai đội ra sân với những bộ trang phục rất đặc trưng của mình. Chúng ta thi đấu với bộ trang phục màu đỏ, còn Thái Lan chơi với bộ trang phục màu vàng. Lần gần nhất hai đội thi đấu với nhau trong trang phục này chính là trận đấu ở King's Cup. Và khi đó chúng ta đã thắng với tỷ số 1-0. Bàn thắng của anh Đức ở cuối trận sau quả đá phạt góc của Xuân Trường. Ngày hôm đó đứng trong khung thành của Thái Lan cũng là thủ thành Kawin Thamsachanan. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Thailand. Đề nghị quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể khán giả đứng dậy, chuẩn bị làm lễ chào cờ. Quốc ca Thái Lan. The National Anthem of Vietnam. Quốc ca Việt Nam. Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày hôm nay thì các cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta nhận được những sự cổ vũ hết sức tuyệt vời. Và ngày hôm nay các cầu thủ chúng ta cũng đang cầm trên tay chiếc áo màu số 2. Đó là chiếc áo của Lê Văn Xuân, người không thể góp mặt trong trận đấu này vì bị chấn thương đứt dây chằng. Lê Văn Xuân ngày hôm nay chống nạng đến để cổ vũ cho các đồng đội và các đồng đội chắc chắn cũng sẽ thi đấu vì Lê Văn Xuân. Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam. Điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Mahmoud Mazarafi, trọng tài người Oman. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam là Đỗ Hùng Dũng, còn đội trưởng của đội tuyển U23 Thái Lan là thủ thành Kawin Thamsachanan. Bây giờ chúng ta cùng đến với nghi thức trao bóng rất quen thuộc tại SEA Games 31 lần này. Cậu bé đang xuất hiện trên màn hình của quý vị và các bạn là Minh Khang đến từ Thái Bình. Cậu bé 9 tuổi này có mong ước có thật nhiều bạn nhỏ đá bóng giỏi và đá hay hơn mình, và cũng ước mơ là sẽ có mặt
cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu tại World Cup. Và đó chính là một ước mơ và một kỷ niệm tuyệt vời không thể nào quên được trong cuộc đời mình đối với bé Minh Khang. Và trên màn hình của quý vị bây giờ là đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Thái Lan. Trong thành là thủ môn mang áo số 1 Kawin, các cầu thủ còn lại gồm có số 2 Nakin Wisechat, số 4 Jonathan Khemdi. Và trên khán đài danh dự lúc này là sự có mặt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Còn đây là đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam. Thủ môn của chúng ta trong trận đấu ngày nay là Nguyễn Văn Toàn. Các cầu thủ còn lại gồm có số 3 Vũ Tiến Long, số 4 Nguyễn Thanh Bình, số 7 Lê Văn Đô, số 9 Nguyễn Tiến Linh, số 11 Nguyễn Văn Tùng, số 12 Phan Tuấn Tài, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 15 Huỳnh Công Đến, số 16 Đỗ Hùng Dũng và số 20 Bùi Hoàng Việt Anh. Còn bên phía U23 Thái Lan ngoài Kawin họ còn có Nakin Wisechat, Jonathan Khemdi mang áo số 4, Afan Dolo mang áo số 6, số 7 Ekanit Pania, số 9 Patrick Gustafsson, số 10 Guarachit, số 16 Chonapat Buafan, số 17 Ben Davis, số 18 Guirathep và số 19 Chayapat. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Thái Lan là ông Manopon King. U23 Thái Lan thực hiện một sự thay đổi người so với trận thắng trước U23 Indonesia. Qua đó thì Patrick Gustafsson, cầu thủ mang hai quốc tịch Thái Lan và Thụy Điển đá chính ngay từ đầu. Người nhường vị trí là Tasa. Còn đội bóng của chúng ta cũng có những sự thay đổi. Lê Văn Xuân không thể đá vì chấn thương và người thay thế là Phan Tuấn Tài. Hiệp 1 của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã được bắt đầu. Trong hiệp đấu đầu tiên, đội bóng U23 Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta. Đây là Phan Tuấn Tài, người sẽ có mặt ở vị trí hành lang bên phía cánh trái trong đội hình của U23 Việt Nam. Trong khi đó thì Huỳnh Công Đến đá chính ngay từ đầu và người thay thế nhường vị trí là Lý Công Hoàng Anh. Một sự thay đổi khác ở hàng tiền đạo khi Nguyễn Văn Tùng đá cặp cùng với Tiến Linh. Ở trận đấu trước thì người đá cặp từ đầu với Tiến Linh là Nhâm Mạnh Dũng. Người vừa chuyền bóng là Chonapat Buafan. Ngay từ đầu thì không khí tại sân Mỹ Đình là rất nóng bỏng. Những pha chạm bóng đầu tiên mang đến sự hồi hộp cho người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên tại SEA Games lần này mà hai đội được thi đấu trên sân Mỹ Đình. Cầu thủ vừa chạm bóng là Huỳnh Công Đến và anh mang về cho chúng ta một quả đá phạt. Lý Công Hoàng Anh ở trận đấu với Malaysia ở gần cuối trận đã có dấu hiệu mất sức và Huỳnh Công Đến là người thay thế. Ngày hôm nay thì trong một trận chiến mà tuyến giữa là cực kỳ quan trọng, trong đó cần một người chia lửa với Hùng Dũng và Hoàng Đức, thì sự xuất hiện của Huỳnh Công Đến cũng sẽ mang đến nhiều điều thú vị. Trên màn hình của quý vị là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đội tuyển U23 Việt Nam ngày hôm nay được sự cổ vũ rất cuồng nhiệt từ phía khán giả và từ các vị lãnh đạo đảng nhà nước. Hoàng Đức cú mở bóng sang bên phía cánh trái cho Phan Tuấn Tài. Đó là sự chủ động rất hay, sự chủ động của Nguyễn Văn Tùng. Vẫn là cầu thủ U23 Việt Nam Phan Tuấn Tài. Hoàng Đức. Đó là đường chuyền của Thanh Bình. Rất tốt. Lê Văn Đô. Ngày hôm nay thì Lê Văn Đô đang thi đấu bên phía hành lang cánh phải theo hướng tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam. Cơ hội! Tiến Linh! Bắn tung! Sút đẹp! Chưa có bàn thắng mở tỷ số dành cho U23 Việt Nam, nhưng đó là một pha bóng mà chúng ta đã thấy được hai tiền đạo đá chính trong trận đấu ngày hôm nay đã có một tình huống phối hợp cùng nhau để tạo ra sóng gió đối với khung thành của thủ môn bên phía đội tuyển U23 Thái Lan Kawin. Nhưng điều quan trọng là nó cho thấy rằng các cầu thủ U23 Thái Lan cũng đang có những vấn đề về tâm lý. Đó là tình huống chuyền hỏng của trung vệ mang áo số 16 Chonapat, và Tiến Linh đã rất nhanh đưa quả bóng đến đúng vị trí cần thiết, đó là Văn Tùng. Pha chạm bóng có lẽ là đầu tiên trong trận đấu này của Văn Tùng, và cơ hội vừa rồi có thể sẽ mang đến cho cầu thủ trẻ chúng ta thêm sự tự tin để có thể hướng đến những cú dứt điểm trong phần còn lại của trận đấu. Văn Tùng và Nhâm Mạnh Dũng mỗi người một điểm mạnh khác nhau. Rất hay, đó là sự chủ động của Tiến Linh. Văn Tùng.
hợp lý. Bùi Hoàng Việt Anh, đường truyền của Bùi Hoàng Việt Anh, Hùng Dũng tiếp tục là Hùng Dũng. Quả đá phạt góc của chúng ta đã có nhất hai tình huống xử lý chậm rãi của các cầu thủ U23 Thái Lan mang đến cơ hội cho đội chủ nhà. Và những tình huống đó cho thấy là U23 Thái Lan đang bị khớp về mặt tâm lý trong sự khởi đầu trận đấu ngày hôm nay. Hoàng Đức sẽ thực hiện quả đá phạt góc này. Và đây có thể là thời điểm mà các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo có thể khai thác khi mà đối thủ chưa thật sự có được sự nhập cuộc ưng ý. Chúng ta đã bắt đầu tận dụng tốt hơn những tình huống cố định rồi. Đánh đầu. Một pha dứt điểm bằng chân của Văn Tùng và vừa rồi là tình huống đánh đầu của Đỗ Hùng Dũng. Hùng Dũng đã chơi như một người không phổi ở trận đấu với U23 Malaysia và là niềm cảm hứng, là động lực để các đồng đội chiến đấu đến những giây cuối cùng một trận đấu rất khó khăn và đầy thử thách. Rất nhiều chuyên gia nhận định rằng vị trí hậu vệ trái của Thái Lan, của Ifan Dolo, là một trong những vị trí mà chúng ta có thể khai thác. Đó vẫn là một pha xử lý có thể nói là tỉnh táo của Thanh Bình. Ở giải lần này thì Thanh Bình đang chơi tốt, anh xử lý rất gọn gàng và đọc tình huống hợp lý để liên tục hỗ trợ kịp thời cho đồng đội của mình. Rất chủ động, đó là Văn Tùng. Tiến Linh, Hoàng Đức, thoát pressing tốt. Một hình ảnh quen thuộc của số 14 bên phía U23 Việt Nam. Huỳnh Công Đến, rất hay. Phan Tuấn Tài, chúng ta đang pressing tầm cao. Pha phối hợp tốt giữa Vũ Tiến Long và Thanh Bình. Đó là tình huống chen chấp của trung vệ Jonathan Khemdi. U23 Thái Lan rõ ràng là đang muốn giảm tốc độ của trận đấu. Tâm lý chính là một yếu tố mà U23 Thái Lan chưa thể hiện thật tốt ở kỳ SEA Games lần này. Trong trận bán kết với Indonesia thì họ đã vướng vào những tình huống tranh chấp không đáng có. Một pha cắt bóng thành công, Tiến Long. Pha cắt bóng trước đó của Phan Tuấn Tài là rất hay. Vắng Lê Văn Xuân là một sự mất mát không hề nhỏ. Nhưng trong một trận đấu mà mọi thứ cần phải diễn ra nhanh như thế này thì sự lựa chọn Phan Tuấn Tài cũng là một sự lựa chọn chất lượng cho U23 Việt Nam. Và ngay lập tức thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ với các trợ lý của mình với những diễn biến ở 7 phút đã qua của trận chung kết. Người sẽ truyền đạt những chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang-seo là huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh. Đây là Ben Davis, một trong những cầu thủ rất nổi bật của U23 Thái Lan tại giải lần này. Và đây là điều mà chúng ta luôn nói về bóng đá Thái Lan và ở cả giải lần này nữa. Đó là một cú đá từ xa của Chayapat. Hai cầu thủ mà huấn luyện viên Park Hang-seo ấn tượng ở U23 Thái Lan đó là Wirathep số 18 và Chayapat số 19. Đó cũng là những người chơi hay nhất khi U23 Thái Lan vượt qua U23 Indonesia. Khán đài sân Mỹ Đình ngày hôm nay cũng thật là sôi động. Và mỗi khi mà các cổ động viên của U23 Thái Lan đánh trống thì ngay lập tức các cổ động viên của chúng ta đã có những tràng cổ vũ liên tục và thật hào hứng. U23 Thái Lan đang chủ động làm chậm trận đấu.
đội bóng này tương đối đáng sợ với những tình huống phối hợp đập nhà ở tiết tấu chậm, sau đó bất ngờ đẩy nhanh tiết tấu. Họ tương đối tự tin với một mẫu tiền đạo có khả năng hoạt động độc lập tốt là Patrick Gustafsson. Đó là đường truyền của Quiratep, cầu thủ đã ghi bàn duy nhất trong trận bán kết vào lưới của U23 Indonesia. Kawin. Hai đội đều đang tung vào sân những cầu thủ trên 23 tuổi của mình. Và đó đều là những người rất quan trọng của cả hai bên. Kawin, Wirathep, Urachis bên phía Thái Lan. Và bên phía chúng ta, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Ở tuyến giữa thì các cầu thủ chúng ta đang chịu khó tranh chấp. Chúng ta thấy được pha tranh chấp của Huỳnh Công Đến. Pha bóng vừa rồi cũng là một điểm cộng của Văn Tùng khi anh lui về để hỗ trợ phòng ngự và hỗ trợ cho tuyến giữa. Hợp lý Hoàng Đức. Một cuộc chiến thực sự ở khu vực giữa sân. Những gì diễn ra cho thấy đây xứng đáng là một trận chung kết của hai đội bóng hay nhất giải. Các cầu thủ áo vàng cũng đang dần lấy lại được thế trận. Họ cho thấy trình độ tổ chức trận đấu cũng như là kỹ thuật cá nhân rất tốt của mình. Ayfan Dolo đã có lỗi của U23 Việt Nam với Ben Davis. Ben Davis, Patrick Gustafsson và Jonathan Khemri, những cầu thủ mang hai dòng máu và hiện nay đang chơi bóng tại châu Âu là những nhân tố cực kỳ nổi bật của U23 Thái Lan tại giải lần này. Ben Davis đang chơi cho Oxford United ở giải bóng của Anh và đã từng đá cho những đội trẻ của Singapore, nhưng sau đó thì quyết định khoác áo các đội U23 và quốc gia Thái Lan. Một tình huống mà chúng ta sẽ phải hết sức tập trung bởi khả năng sút phạt rất khó chịu của Urachit. Nguy hiểm, quả đá phạt góc cho U23 Thái Lan. Vừa rồi thì Văn Tùng đã tham gia hỗ trợ phòng ngự. Cú đá phạt có thể nói là bóng đi xoáy và gây ra rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ chúng ta trong việc ngăn chặn. Pha bắt bóng chính xác của Văn Toản. Trong một trận đấu căng thẳng như thế này thì các thủ môn đôi khi rất cần những tình huống đơn giản như vậy để có được cảm giác. Ông Alexandre Polking luôn xuất hiện trong những trận đấu với chiếc áo màu đen. Ayfan Dolo. Với một lối chơi chậm rãi thì đội tuyển Thái Lan đang dần lấy lại được thế trận. Và bây giờ họ đang chơi với khả năng mạnh nhất của mình, đó là khả năng kiểm soát bóng. Thái Lan ở SEA Games 31 lần này là một tập thể rất đồng đều. Không có một cầu thủ ngôi sao nào thật sự nổi bật giống như vai trò của Chanathip ở đội tuyển quốc gia. Nhưng họ vẫn cho thấy những nét đáng sợ của một đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Đó là chất lượng của từng cầu thủ, từng vị trí, lối chơi đồng đội, khả năng sút xa và đặc biệt là việc chơi hay hơn qua từng trận đấu. Hoàng Đức. Chaya Pipat. Bóng chạm vào gót của Patrick Gustafsson. Thái Lan sẽ rất mạnh trong những tình huống đánh trung lộ. Trong đó các tiền vệ của họ rất tự tin để thực hiện những cú chọc khe cho các tiền đạo thoát xuống. Đúng như dự đoán về cuộc chơi này, cuộc chiến ở tuyến giữa đang thực sự căng thẳng.
Quả ném biên dành cho U23 Việt Nam. Ngay cả Hùng Dũng và Hoàng Đức cũng thường xuyên phải tham gia vào những tình huống tranh chấp. Rõ ràng khu vực giữa sân sẽ là chìa khóa để giải quyết cuộc so tài ngày hôm nay. Trong tất cả những trận đấu quan trọng thì ông Mano Polking không thay đổi 5 tiền vệ ở khu vực giữa sân trong sơ đồ 4-2-3-1. Có lẽ đó cũng một phần lý do mà Huỳnh Công Đến được lựa chọn để có thể chia lửa tốt hơn trong một ngày mà chúng ta sẽ phải đá khác những trận đấu trước khi mà mọi đối thủ đều cố thủ. Còn ngày hôm nay sẽ là một Thái Lan tích cực tổ chức tấn công. Pha xử lý tốt của Vũ Tiến Long. Ifan Dolo. Chính xác. Một tình huống bản lĩnh của Lê Văn Đồ, người cũng chơi hay hơn qua từng trận đấu tại SEA Games 31. Tiến Linh luôn là như vậy, tham gia rất nhiều vào lối chơi đồng đội. Hai bàn thắng của Tiến Linh ở SEA Games 2019 là cực kỳ quan trọng để giúp cho chúng ta hòa trước Thái Lan và cùng với đó cũng loại luôn đội bóng này. Tiến Linh đã ghi bàn 5 phút sau khi Thái Lan dẫn trước chúng ta 2 bàn. Và khi trận đấu bước sang phút 72, Tiến Linh lại là người thực hiện quả penalty thành công để ấn định tỷ số hòa 2-2. Hợp lý, Văn Tông. Trận đầu tiên tại SEA Games chúng ta gặp một đối thủ có khả năng kiểm soát. Cơ hội dành cho U23 Việt Nam. Lỗi của Đỗ Hùng Dũng. Các tiền vệ của Thái Lan đang cố gắng tạo ra một hệ thống phòng ngự từ xa và không cho những tiền đạo của chúng ta có cơ hội được tiếp cận gần với khu vực 16m50. Còn chúng ta thì cũng sẵn sàng cho những tình huống tranh chấp quyết liệt, thậm chí sẵn sàng có những tình huống phạm lỗi vừa đủ ở bên phần sân của đối phương hoặc ở xa khung thành của Văn Toàn. Khả năng tranh chấp rất tốt của Pania, cầu thủ mang áo số 7 này cũng rất lợi hại bên phía U23 Thái Lan. Chính xác. Hùng Dũng. Rất hay. Tiến Long. Vẫn là Tiến Long. Đây là một trận đấu lớn và các cầu thủ trẻ chắc chắn là không khỏi có những áp lực và sự hồi hộp. Hy vọng rằng những áp lực đó cũng sẽ một phần trở thành động lực để giúp cho U23 Việt Nam thành công trong trận đấu này. Vũ Tiến Long. Ngày hôm nay thì các cổ động viên ở mọi lứa tuổi đã đội mưa đến sân Mỹ Đình. Và tất cả đã đến sân từ rất sớm để dành trọn cả ngày chủ nhật hôm nay cho đội tuyển U23 Việt Nam, cho thể thao Việt Nam. Một cuộc chiến thực sự của huấn luyện viên Park Hang-seo và ông Mano Polking. Đợt lên bóng của chúng ta, Tiến Linh. Cú đẩy bóng hơi dài của Levando. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nhường lại việc dẫn dắt đội tuyển U23 cho huấn luyện viên Gong Ho-kyun, huấn luyện viên đồng hương người Hàn Quốc. Còn huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tập trung cho nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Đây là Chonapat Buphan. U23 Thái Lan cho thấy sức ép.
nhưng bây giờ vẫn là thời điểm mà chúng ta vẫn đang kiểm soát bóng. Hùng Dũng, đường truyền vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hàng phòng ngự U23 Thái Lan. Văn Tùng, Văn Tùng, chuyền bóng là một rất hay. Phan Tuấn Tài đánh đầu, cú đánh đầu của Tiến Linh, bóng đúng vào vị trí của Cao Win. Trong những trận gần đây, chất lượng những cú tạt bóng của Phan Tuấn Tài là tốt hơn rất nhiều rồi. Và chúng ta còn nhớ không, chính Phan Tuấn Tài là người đã tạt bóng để bảo toàn đánh đầu giúp chúng ta đánh bại U23 Thái Lan trong trận đấu ở giải U23 Đông Nam Á. Bàn thắng duy nhất đó đã giúp U23 Việt Nam đăng quang tại Campuchia. Một trận đấu rất căng thẳng và đòi hỏi những tình huống xử lý bước một phải thật tốt, tránh những sai số và những tình huống để mất bóng ở giữa sân. Nakin, Việt Anh, đối thủ có một tiền đạo có chiều cao tốt là Gustafsson. Nhưng ở giải lần này thì cả Việt Anh lẫn Thanh Bình đều đảm bảo an toàn khi thực hiện những tình huống tranh chấp bóng bổng. Patrick Gustafsson cao 1m87, Bùi Hoàng Việt Anh cao 1m86 và Thanh Bình cao 1m80. Jonapat đường truyền sang bên phía cánh phải dành cho Naikin Wisechap. Hai trung vệ của U23 Thái Lan cũng có chiều cao rất lý tưởng. Jonapat cao tới 1m95 và Jonathan Khemli cao 1m91. Tuy nhiên trong tình huống mới đây thì Tiến Linh vẫn tìm được khoảng trống để thực hiện một pha đánh đầu sau cú tạt bóng của Phan Tuấn Tài. Trận đấu đang diễn ra với một chất lượng cao, cả hai đội đều rất tôn trọng đối thủ của mình. Chayapipat, từ đầu trận đến giờ thì cả Tiến Linh lẫn Văn Tùng đều có xu hướng lui sâu về và tham gia tranh chấp khi đối thủ có bóng ở khu vực giữa sân. Trước một đối phương chơi với sơ đồ chiến thuật là 4-2-3-1 với 5 tiền vệ mà ai cũng kỹ thuật cả, thì những sự hỗ trợ như vậy là rất cần thiết đối với các tiền vệ chúng ta trong việc ngăn chặn đối phương có thể triển khai tấn công. Xác định đấu với Thái Lan thì đây là một cuộc chiến, cho nên tất cả đều sẽ phải cùng lùi và cùng tiến. Phản công, Hùng Dũng, Tiến Linh, Tiến Linh sút bóng. Một quyết định bất ngờ từ phía Tiến Linh khi anh thực hiện cú đá thẳng về phía khung thành của Cao Win. Tại đây, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Tiến Linh đã từng tạo ra một siêu phẩm vào lưới của UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup. Đường truyền của Chayapipat, Nakin, Ben Davis. Thái Lan rất tự tin với khả năng kiểm soát bóng của mình, và khi đó thì khả năng hoạt động rộng, tranh chấp cũng như là thoát pressing của các cầu thủ tiền vệ U23 Việt Nam sẽ càng quan trọng hơn. Các vị trí trên sân của U23 Thái Lan đều đang chạy không bóng khá nhiều. Lúc này thì đội bóng của chúng ta đang có một đội hình lùi sâu. Hợp lý, đó là pha giải nguy kịp thời và đúng lúc của Thanh Bình.
Có cảm giác như trong khá nhiều thời điểm thì Guiratep được đá giãn sang để thế vị trí của Ifan, và khi đó thì Ifan đá như một tiền vệ biên. Thành đâu? Bóng đã được phá lên. Và pha bóng trước đó là của Thanh Bình. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói về việc các cầu thủ phải liên tục bỏng lót cho nhau. Diễn biến trên sân cho thấy điều đó là hoàn toàn chính xác, khi mà U23 Thái Lan có một trình độ tổ chức thế trận rất đáng kể. Những gì diễn ra đến lúc này cho thấy U23 Việt Nam của chúng ta và Thái Lan xứng đáng góp mặt trong trận đấu tranh huy chương vàng. Pha xử lý tốt. Đường chuyền dài lên phía trên. Áp lực được Hùng Dũng tạo ra. Tiếc là trọng tài đã thổi phạt với đội trưởng của chúng ta. Kem đi Chayapat, người luôn đá thấp nhất trong số các tiền vệ của U23 Thái Lan. Đá thấp nhất nhưng lại là cầu thủ tham gia nhiều nhất cho đến lúc này vào những tình huống tấn công của U23 Thái Lan. Benavis được ông Manu Polking xây dựng vị trí và giao vai trò giống như Chanathip Songkrasin ở đội tuyển quốc gia. Bọc lót cho nhau hay, Vũ Tiến Long. Văn Tùng đã bị thổi phạt, đã bị phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi của Jonathan Kennedy. Đó là tình huống mà Văn Tùng đã che chắn hợp lý trong sự áp sát của trung vệ bên phía U23 Thái Lan. Đối phương đang chơi áp sát. Trong những phút vừa rồi thì bóng luân chuyển bên phía chúng ta thường là những tình huống đưa bóng dài từ phía dưới lên dành cho Văn Tùng hay Tiến Linh để có thể băng tốc. Một trận đấu quá quan trọng và cả hai bên đều chơi một thứ bóng đá thận trọng. Lê tiếp tục là một đường bóng dài. Lê Văn Đô chọn giải pháp an toàn. Đúng là Thái Lan đang tạo ra bất ngờ khi tập trung nhiều bóng vào vị trí số 6 Ifan. Guiratep lấy bóng thành công. Đó là pha tranh chấp mà Đỗ Hùng Dũng là người đã chiến thắng. Chúng ta chứng kiến tương đối nhiều những cuộc chiến tay đôi giữa Guiratep và Hùng Dũng. Trong những phút đã qua thì thế trận có phần nhỉnh hơn, nghiêng về phía U23 Thái Lan, nhưng đây là cơ hội cho đội tuyển U23 Việt Nam. Lại là một đường chạm bóng vào trong. Quả đá phạt góc thôi. Ở phía trong thì Tiến Linh và Văn Tùng luôn đợi sẵn những quả tạt của Tuấn Tài. Một tình huống cố định trong thời điểm mà U23 Việt Nam gặp phải sức ép. Một trận đấu căng như dây đàn, hai bên chọn lối đá an toàn. Và chúng ta sẽ chờ đợi nhiều vào những tình huống cố định như thế này. Những bàn thắng từ những tình huống cố định đã đến từ cú đánh đầu của Hồ Thanh Minh, và đặc biệt là từ cú đánh đầu của Tiến Linh trong trận đấu với Malaysia. Và khi mà Đỗ Hùng Dũng là người thiên quả đá phạt thì hy vọng có bàn thắng lại tăng hơn rất nhiều. Đánh đầu! Cả Quyền đã băng ra. Vẫn là các cầu thủ chúng ta. Đó là Huỳnh Công Đến.
Bây giờ khi thi đấu với bất kỳ đối thủ nào, cho dù đó là đội tuyển quốc gia Nhật Bản, thì những tình huống cố định lại là một thời điểm mà người hâm mộ Việt Nam có quyền hy vọng. Thanh Bình đã ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup. Và ở trong pha bóng vừa rồi thì tình huống cố định lại được chúng ta dàn xếp một cách hợp lý để tạo ra nguy cơ đối với khung thành của Cao Win. Những áp lực từ phía Thanh Bình, từ phía Bùi Hoàng Việt Anh, từ phía Tiến Linh là không thể xem thường với một đội bóng như là U23 Thái Lan vốn rất hiểu các cầu thủ chúng ta. Phút 30 của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Quý vị và các bạn ngoài việc có thể theo dõi trên kênh VTV6 cũng có thể theo dõi trên các nền tảng như VTV Go và kênh YouTube VTV Thể Thao. Nguyễn Văn Tùng, đợt lên bóng của chúng ta. Khá nhiều những tình huống mà Tiến Linh chấp nhận chơi dạt biên hoặc đá thấp để tạo khoảng trống cho các đồng đội. Và chúng ta sẽ được thêm một lần nữa chờ đợi và hy vọng từ quả đá phạt góc này. Chúng ta đã mở tỷ số trong trận chung kết SEA Games 3 năm về trước cũng từ một tình huống cố định, cũng từ một quả đá phạt của Hùng Dũng. Và người đã đánh đầu là Đoàn Văn Hậu. Hùng Dũng đá phạt góc. Lê Văn Đô. Những quả tạt mà Hùng Dũng mang đến cho đồng đội đều rất chất lượng và chính xác. Huỳnh Công đến. Hoàng Đức. Những quả đá phạt góc trong ít phút vừa rồi của Hùng Dũng là cách mà đội tuyển Việt Nam hy vọng sẽ giải tỏa được áp lực mà đối thủ đang tạo ra. Đang có rất nhiều những đường bóng dài từ U23 Thái Lan dành cho cầu thủ ở tuyến trên. Lê Văn Đô đang xuất hiện ở bên phía cánh trái. Và lúc này thì Vũ Tiến Long đang chám vào vị trí của Lê Văn Đô bên phía cánh phải. Cũng có thể vì Huy Phương Sơ đánh giá vào khả năng tấn công của bên phía cánh trái của U23 Thái Lan với sự xuất hiện thường xuyên của Ifan Dolo. Ở đội tuyển quốc gia Thái Lan thì có một cầu thủ có tên tương đối giống cầu thủ mặc áo số 6 này, đó là Elias Dola. Những cú phát bóng của Văn Toản cũng là những tình huống mà chúng ta tạo ra được áp lực với khung thành của đối thủ tại SEA Games lần này. Văn Đô đã trở lại cánh phải. Bóng lót cho nhau kịp thời. Tình huống xử lý tốt của Tuấn Tài. Rất tốt. Ben Davis. U23 Thái Lan đang tận dụng nhiều khả năng đi bóng lắc léo của Davis. Văn Tùng. Không có nhiều khoảng trống dành cho các mũi nhọn của hai bên trong một trận chung kết như thế này. Và trong một cuộc đấu như thế này thì huấn luyện viên Park Hang-seo đang tin tưởng nhiều vào sức trẻ của Văn Tùng. Vũ Tiến Long vẫn đang đá ở bên phía cánh phải và lúc này thì Phan Tuấn Tài sẽ chơi thấp hơn. Nói chung là các vị trí của chúng ta đều có lối chơi đa dạng, chơi được nhiều vị trí cho nên huấn luyện viên Park Hang-seo tương đối linh hoạt trong việc chỉ đạo các cầu thủ có thể thường xuyên chám vào nhiều những khoảng trống khác nhau. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói rằng U23 Thái Lan là một đội bóng hoàn hảo tại giải lần này và các học trò của ông đang chơi bóng và thể hiện rõ điều đó khi cho thấy sự tôn trọng đối thủ và thi đấu với một sự tập trung rất cao độ. Văn Tùng đã được đá chính ở trận đầu tiên
Và trong trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam tại SEA Games thì anh tiếp tục được tin tưởng. Là trận này thành bại tại tuyến giữa. Một cuộc chiến rất căng giữa hai bên. Đây là Chonapat Buphan. Bóng vẫn luôn hướng đến vị trí của Ben Davis. Người vừa chuyền bóng là Voracit. Cách đá của Thái Lan luôn là để Ben Davis hút những cầu thủ đối phương. Những người còn lại sẽ chạy chiến thuật và lấp đầy vào những khoảng trống để nhận bóng từ phía Ben Davis. Chonapat. Jonathan Khamdi. U23 Thái Lan đã vượt qua những phút đầu bối rối và nhiều sức ép bằng một lối chơi chậm rãi và khả năng kiểm soát bóng của mình. Khả năng giữ bóng rất tốt của Benjamin Davis. Thực sự là rất khó chịu nhưng Thanh Bình quá hay. Thanh Bình quá hay trong tình huống này. Như đoán được ý đồ của đối thủ và một tình huống che chắn để Văn Toản kịp thời băng ra và hóa giải. Một pha bóng hay trong tấn công và xuất sắc trong phòng ngự. Đó cũng là tình huống mà các cầu thủ chúng ta đã gọi nhau và thể hiện sự ăn ý để ngăn chặn Ben Davis. Ben Davis đã từng khoác áo những đội U16 và U19 Singapore. Anh đã từng băn khoăn giữa việc chọn khoác áo đội tuyển nào. Và sau đó anh quyết định chọn khoác áo đội tuyển Thái Lan. Cầu thủ này có bố là người Anh và mẹ là người Thái Lan. Pha xử lý của Gustafsson. Lấy bóng thành công. Lê Văn Đô. Lúc này thì Thái Lan đang kiểm soát tốt khu vực giữa sân. Là Wirathep đang đá thấp hơn so với Ifan. Hợp lý. Tiến Linh. Khả năng bao sân của cầu thủ áo vàng cũng là rất tốt. Hơn thế nữa thì U23 Việt Nam đang thi đấu với một đội hình thấp và do vậy mà vừa rồi Tiến Linh đã phải xoay sở để nhìn đồng đội và nghĩ đến một đường chuyền. Hoàng Đức, Quang ơi! Đó vẫn là U23 Việt Nam. Đó là một tình huống mà Uracit thậm chí đã chấp nhận kéo áo đối với Hoàng Đức. Phan Tuấn Tài. Huỳnh Công đến. Tiến Linh. Trời rất thấp. Đây là Vũ Tiến Long. Chuyền hơi non của Hoàng Đức nhưng đồng đội vẫn kịp đón quả bóng đó và giải nguy. Đợt lấy bóng của chúng ta. Hùng Dũng. Vẫn là Hùng Dũng. Tự tin hơn. Hùng Dũng.
Nỗ lực tuyệt vời của Hùng Dũng để đưa quả bóng vào trong. Ở những mét cuối cùng thì Hùng Dũng đã có phần bị đuối sức, nhưng đó thực sự là một pha bóng đáng xem khi mà một cầu thủ của chúng ta mạnh dạn đột phá. Đây là lần đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay mà một cầu thủ chúng ta làm như vậy, và nó đã tạo ra bất ngờ với hệ thống phòng ngự của U23 Thái Lan. Lê Văn Đô. Có lẽ là Hùng Dũng muốn hướng quả bóng tới vị trí của Tiến Linh. Trong đội hình của chúng ta đang có 4 nhà vô địch SEA Games, thủ môn Văn Toản và 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Hùng Dũng. Pha xử lý tốt của Bùi Hoàng Việt Anh trước đó. Tiến Linh vẫn đang có xu hướng chơi thấp để nhận bóng. Tiến Linh. Đường chuyền là của Huỳnh Công đến. Tiến Hùng Dũng. Cú ra chân ngay. Đó là những tình huống mà chúng ta đang có đông người ở bên phía phần sân của đội tuyển U23 Thái Lan. Và mỗi khi chúng ta có đủ người như vậy thì hàng phòng ngự của U23 Thái Lan có lẽ đã gặp phải lúng túng. Đây cũng chính là điểm mà U23 Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác từ phía đối thủ. Và có vẻ như đội bóng của chúng ta đang muốn chọn những thời điểm đầu và cuối của mỗi hiệp để bung sức. Trong trận đấu với U23 Indonesia thì cũng đã có nhiều thời điểm U23 Thái Lan chật vật đối phó khi thể hiện dấu hiệu xuống sức. Pha xử lý vừa rồi là một trong những điểm mạnh của Phan Tuấn Tài. Trước sự vây giáp của đối thủ thì Tuấn Tài luôn biết cách để đá quả bóng vào chân đối phương. Pha xử lý của Huỳnh Công đến. Phút thứ 41 của trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Tỷ số tại sân Mỹ Đình lúc này là không đều. Thực tế dù U23 Thái Lan đang nắm quyền kiểm soát thế trận, nhưng chúng ta vẫn chưa cho họ một cơ hội nào thuận lợi để dứt điểm về phía khung thành của Văn Toản. Hàng phòng ngự của chúng ta vẫn đang chơi ổn định, nhưng bây giờ sẽ là một tình huống mà chúng ta phải đối phó với Ben Davis. Đó là cú sút xa quen thuộc, nhưng Levando đã ngăn chặn. Chayapipak. Đường chuyền của Goracic. Rất tốt. Pha xử lý của Phan Tuấn Tài. Nhìn chung cho đến thời điểm này thì hai biên của đội tuyển U23 Việt Nam đang chơi ổn định. Các cầu thủ mũi nhọn của U23 Thái Lan tấn công liên tục vào những vị trí biên của chúng ta, nhưng sự bóng lót của Bùi Hoàng Việt Anh và Thanh Bình dành cho Phan Tuấn Tài ở bên phía cánh trái và Lê Văn Đồ bên phía cánh phải đang cho thấy được hiệu quả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải hết sức thận trọng và tập trung ở tình huống này khi U23 Thái Lan được hưởng quả đá phạt góc. Đội bạn có một tiền đạo có chiều cao tốt là Gustafsson và hai trung vệ đều cao trên 1m9. Wirathep là người đá phạt. Rất khó chịu. Quả phát bóng lên. Pha chạm bóng của Jonathan Khemdi. Khemdi không có một vị trí thuận lợi để dứt điểm. Cho đến thời điểm này thì hàng phòng ngự của U23 Việt Nam vẫn đang đứng vững. Và các đội bóng của chúng ta dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang-seo đều luôn xây dựng nền tảng sức mạnh của mình
từ sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, và đó là bệ phóng cho những thành công nhiều năm qua của bóng đá Việt Nam. Một lần nữa thì hàng phòng ngự của chúng ta đã bọc lót kịp thời, và đó là pha xử lý hiệu quả của Tiến Long. Cách chơi của trung vệ Thanh Bình, người đá giữa ở trung tâm hàng phòng ngự chúng ta đến lúc này là rất chủ động. Thiên hướng của Thanh Bình là có thể lao lên và nhiều lúc xuất hiện như là một tiền vệ phòng ngự. Khi đó thì Bùi Hoàng Việt Anh và Tiến Long sẽ bó vào trong để sẵn sàng bọc lót cho trung vệ Mao số 4. Thế trận lúc này tương đối cân bằng về tỷ lệ kiểm soát bóng. Chỉ có một sự nhỉnh hơn đáng kể, đó là sự sôi động của các cổ động viên ở trên khán đài, khi mà các cổ động viên chúng ta đang tạo ra bầu không khí tuyệt vời. Văn Tùng. Văn Tùng đang đóng góp khá nhiều vào lối chơi chung. Lê Văn Đô. Tiến Linh. Lê Văn Đô. Lê Văn Đô. Lê Văn Đô. Điểm của Văn Tùng. Huỳnh Công đến. Vẫn là Huỳnh Công đến. Đến trao quả bóng cho một người có khả năng tạt tốt là Phan Tuấn Tài, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phối hợp. Thực sự là rất tiếc cho tình huống xâm nhập trước đó của Lê Văn Đô. Quả căng ngang chính xác hơn nữa thôi là Văn Tùng đã có cơ hội rồi. Đó là một lần hiếm hoi mà cầu thủ mang áo số 7 của chúng ta dâng cao. Và khoảnh khắc đó cũng đã gây bất ngờ cho hàng thủ của U23 Thái Lan. Vẫn có những giây phút mất tập trung và lơi lỏng nơi hàng phòng ngự của đội bóng áo vàng. Cắt bóng tốt, phản công. Đây là Bùi Hoàng Việt Anh chăng? Một vị trí đứng khá bất ngờ của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Không thể tham gia vào pha bóng đó vì đã việt vị mất rồi, đó là Gustafsson. Nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã ngay lập tức phải có những chấn chỉnh. Khi mà Bùi Hoàng Việt Anh vừa rồi đã đứng ở một vị trí quá cao so với thường lệ thì điều đó có nghĩa là hàng thủ chúng ta thiếu người và những kết cấu vững chắc có thể sẽ bị phá vỡ. Hiệp 1 tại sân Mỹ Đình có tỷ số hòa không đều. Trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31 diễn ra với một chất lượng rất cao và với những cầu thủ trình độ nhất tại giải lần này. Hai đội đã cống hiến một bữa tiệc về mặt chiến thuật. Không có nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng tất cả những gì mà chúng ta vừa được chứng kiến hứa hẹn sẽ là một hiệp 2 đầy sôi động và còn khó đoán ở phía trước nữa. Quý vị thân mến, sau đây chúng ta sẽ tạm nghỉ để cùng hướng đến hiệp 2 của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Chủ yếu từ những sai lầm của đối phương, U23 Việt Nam đã có một cơ hội từ sớm, nhưng khả năng kết nối của chúng ta, khả năng liên kết giữa các cầu thủ và chúng ta thiếu đi một chút sự chính xác, sự tinh tế trong những đường dứt điểm cuối cùng để có thể đưa bóng vào lưới của thủ thành Cowin. Hiệp 1 là hiệp đấu mà U23 Việt Nam đã có nhiều tình huống phản góc. Chúng ta đã tạo ra những sóng gió về phía khung thành của U23 Thái Lan, nhưng chưa thể có được đường vào khung thành từ những tình huống cố định như thế này. Một hiệp đấu chặt chẽ và chưa có bàn thắng được ghi cho cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Thưa quý vị, như vậy là cả 6 trận đấu ở SEA Games 31 lần này, U23 Việt Nam đều không thể ghi bàn trong hiệp đấu đầu tiên. Tất nhiên là chúng ta vẫn chưa để thủng lưới và hàng phòng ngự vẫn là điểm tựa của thầy chó huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong hiệp đấu đầu tiên đã có những tiếc ồ, đã có sự tiếc nuối của người hâm mộ khi chúng ta đã có những lúc ở rất gần với việc trừng phạt những sai lầm của U23 Thái Lan, nhưng chúng ta thiếu đi một chút sự bình tĩnh, thiếu đi một chút sự tinh tế và những tình huống phản công cũng thiếu đi một chút tốc độ. Chúng ta hy vọng là những thiếu sót này sẽ được bổ sung ở hiệp đấu thứ hai để U23 Việt Nam chúng ta như thường lệ ở hiệp 2 chơi tốt hơn hiệp đấu đầu tiên và có được chiến thắng ở trận đấu này. Trận đấu có thể kéo dài hơn trong 120 phút hay thậm chí là loạt đá luân lưu. Có rất nhiều những diễn biến đang chờ đợi chúng ta ở hiệp đấu thứ hai
và rõ ràng là rất nhiều khó khăn chờ đợi thầy chó huấn luyện viên Park Hang-seo khi Thái Lan vẫn cho thấy đẳng cấp của mình. Nhưng U23 Việt Nam cũng đã nhiều lần vượt khó và chúng ta cùng hy vọng là lần này chúng ta cũng làm được điều đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với sân Mỹ Đình và cổ vũ cho thầy chó huấn luyện viên Park Hang-seo trong hiệp đấu thứ hai. Hy vọng là chúng ta sẽ có bàn thắng và có chiến thắng. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, ngọn đuốc SEA Games 31 lúc này vẫn đang cháy sáng. Và lúc này tại sân Mỹ Đình thì đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đang hy vọng ở chiến thắng trong trận chung kết môn bóng đá nam với U23 Thái Lan. Xin mời quý vị cùng trở lại với sân vận động quốc gia Mỹ Đình để chuẩn bị theo dõi hiệp 2 và tiếp tục cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay với U23 Thái Lan. Vâng, chúng ta vẫn đang cháy sáng một niềm tin. Một niềm tin về chức vô địch dù thực sự đối thủ ngày hôm nay U23 Thái Lan là một đối thủ đáng gờm. Có vẻ như ở đầu hiệp 2 này thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thực hiện thay đổi nhân sự. Nhâm Mạnh Dũng sẽ góp mặt để thay thế cho Nguyễn Văn Tùng. Đó là sự thay đổi đầu tiên của U23 Việt Nam. Tại SEA Games 31 thì huấn luyện viên Park Hang-seo thường đưa ra những quyết định thay đổi cầu thủ ở đầu hiệp 2. Và cho đến thời điểm này thì tất cả những quyết định như vậy đều thể hiện hiệu quả. Bên phía U23 Thái Lan thì Patrick Gustafsson cũng ra nghỉ và thay cho anh là số 8 Korawich. Hai bên đã đều có những tính toán với điều kiện thời tiết. Nhưng khi mà hai bên đá trong một trận chiến mà tính chất của nó thực sự là căng thẳng ở khu vực giữa sân, và không thể quá khi nói rằng hai đội đá hiệp 1 cứ như chơi cờ vậy, thì rõ ràng ông Manu Polking bắt đầu hướng tới một mẫu tiền đạo có thiên hướng phối hợp hơn thay vì hoạt động độc lập như là Patrick Gustafsson, và đó là tiền đạo số 8 Tasa. Hiệp 2 đã bắt đầu và trong hiệp đấu này thì đội tuyển của chúng ta bảo vệ khung thành ở phía bên tay phải màn hình của quý vị. Huấn luyện viên Park Hang-seo đúng là không quá khi đánh giá rất cao U23 Thái Lan. Và ở trận này thì ông đang xây dựng cho U23 Thái Lan Việt Nam một cách chơi lùi sâu, thận trọng và đảm bảo sự an toàn. Bên cạnh đó là chờ thời cơ trong những tình huống phản công nhanh. Lỗi của Tiến Linh. Hai đội kết thúc hiệp 1 với thế trận về cơ bản là cân bằng. Và bước vào đầu hiệp 2 cũng mỗi bên thực hiện một sự thay đổi người. Đó đều là sự thay đổi ở vị trí tiền vệ, ở vị trí tiền đạo. Và những người vào sân đều là những cầu người có mẫu đá phối hợp nhiều hơn với các đồng đội, thay vì là những tiền đạo hoạt động theo kiểu độc lập. U23 Thái Lan đã tấn công nhiều bên phía cánh trái ở trong hiệp đấu đầu tiên với sự cơ động của Afan Dolo. Và chúng ta vừa thấy một quả phát bóng lên chính xác của Văn Toàn. Ở trong trận đấu đầu tiên của mình tại giải năm nay thì Nhâm Mạnh Dũng cũng vào sân để thay cho Văn Tùng, và anh trở thành một phát hiện đối với U23 Việt Nam trong trận đấu đó khi thực hiện đường truyền để Tiến Linh lập công. Hoàng Đức xoay sở rất hay. Bùi Hoàng Việt Anh. Ekanit Pania cũng đã có 3 bàn tại giải lần này. Anh lập cú hat-trick vào lưới của U23 Singapore trong chiến thắng 5-0 của U23 Thái Lan trước U23 Singapore ở bảng B. Đây là trận đấu mà Pania có thiên hướng bó vào trong nhiều hơn và nhường phần dâng cao ở bên phía cánh trái cho số 6 Dolo. Chúng ta đã khởi đầu hiệp 1, đã tranh thủ những phút đầu tiên ở đầu trận đấu để tạo ra những áp lực không hề nhỏ về phía khung thành đối phương. Và đây là những phút đầu của hiệp đấu thứ hai. Quấn tay qua người. Tất cả những đường bóng từ bên phía cánh trái của Tuấn Tài vào bên trong đều là những quả tạt. Đó đều là những quả tán bổng. Và bên trong dành cho hai tiền đạo Văn Tùng và Tiến Linh ở hiệp 1.
Nếu Lê Văn Xuân có thể thi đấu thì Lê Văn Xuân có thiên hướng xâm nhập vòng cấm nhiều hơn. Nhưng thực tế là nếu đá trận này thì Lê Văn Xuân cũng sẽ có rất ít cơ hội. Ben Davis. Trong tình huống mắc sai sót vừa rồi, Uracic với một tình huống vô lê có phần vội vàng đã đưa quả bóng đi lên trời trong một khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đã quên mất. Cầu thủ áo số 10 khi mà nhịp xử lý trước đó của Phan Tuấn Tài là một tình huống bật cao đánh đầu không trúng bóng, quá nguy hiểm. Chắc chắn khoảnh khắc mà Uracic sút bóng là khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đều thở hắt ra. U23 Thái Lan vẫn đang có xu hướng trên giãn biên để kéo giãn hệ thống phòng thủ của U23 Việt Nam. Người đã tạt bóng chất lượng trong tình huống dứt điểm của Uracic là Dolo. Bóng ở trong tay của Văn Quảng. Hùng Dũng, một cuộc chiến thực sự vất vả ở tuyến giữa của chúng ta. Ekanit Pania, lúc này thì U23 Việt Nam vẫn đang tuân thủ rất chặt chẽ đấu pha của ban huấn luyện. Chúng ta vẫn đang chơi phòng thủ với số đông và thể hiện sự tập trung. Đây là lúc mà đội tuyển U23 Việt Nam sẽ phải kiên trì để có thể trước mắt là phòng thủ tốt và sau đó là chờ thời cơ. Không vào. Cú đá của Uracic. Cú đá thứ hai trong vòng ít phút của số 10 bên phía U23 Thái Lan. Trong tình huống vừa rồi thì Văn Toản cũng đã kiểm soát được tình hình. Anh rất chủ động trong tình huống bay người của mình. Nhưng đó quả thực là một pha sút xa lợi hại của Uracic. Và bắt đầu chúng ta phải nghĩ tới việc bịt lại những khoảng trống trước khu vực 16m50. Chai Pipat vừa có một pha xử lý tự tin. Nakin. Lấy bóng thành công. Đó là pha xử lý tốt của Nhâm Mạnh Dũng. Đó là những tình huống mà chúng ta hoàn toàn có thể khởi đầu cho một pha lấy bóng nhanh và trừng phạt sai lầm của đối thủ. Hoàng Đức. Hoàng Đức bị phạm lỗi. Trước đó thì trọng tài đã có ý định cho chúng ta hưởng lợi thế. Đó là một tình huống mà U23 Việt Nam đã triển khai tấn công khá nhanh và có đến 4 cầu thủ áo đỏ đã băng lên cùng với Hoàng Đức. Đội tuyển Việt Nam đang kiên trì trong cách chơi phòng ngự và chúng ta cũng chờ đợi những cơ hội như vậy. Theo chúng tôi là rất hợp lý với một đối thủ đẳng cấp như là U23 Thái Lan. Lý Xuân Nhan. Nhiệt bị mất rồi. Tất cả những pha bóng tấn công của U23 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay đều được thực hiện nhanh, ít chạm. U23 Việt Nam vẫn đang chấp nhận để đối thủ kiểm soát khu vực rất sát. Quá hay, một động tác làm trao đảo đối phương của Hoàng Đức. Những pha xử lý như vậy của Hoàng Đức sẽ giúp cho các cầu thủ chúng ta thêm sự tự tin để tăng thêm hiệu quả trong những cuộc chiến ở tuyến giữa vốn rất cam go đến lúc này. Tiến Linh.
Đây là một cách thức phòng ngự chủ động của đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là một hệ thống mà những người chơi cao nhất trong đội hình thường xuyên lui về để hỗ trợ phòng ngự. Và các vị trí đều ý thức rất rõ được vai trò của mình. U23 Thái Lan được hưởng một quả đá phạt góc. Đương nhiên là những trung vệ cao to của họ đều đã có mặt trong khu vực cấm địa của chúng ta. Pha giải nguy của Bùi Hoàng Việt Anh. Phan Tuấn Tài. Ở trong hiệp đấu này thì các cầu thủ chúng ta đang phong tỏa nhiều hơn đối với Ben Davis. Hoàng Đức. Thêm lần nữa thì các cầu thủ áo đỏ đã cắt bóng thành công. Tuấn Tài. Nhưng Mạnh Dũng đang di chuyển. Áp sát đi. Vẫn Việt vị. Đúng là đội tuyển U23 Việt Nam đang chủ trương chơi thủ chắc và chờ thời cơ đưa bóng lên thật nhanh và không cần quá nhiều những đường truyền để có thể giúp cho Tiến Linh hay là Nhân Mạnh Dũng ngay lập tức có bóng. Tình huống ngân thoát pressing vừa rồi là tương đối hay với một pha bóng chủ động nhả lại cho trung vệ của Hùng Dũng. Và chúng ta phát triển bóng ở bên phía cánh trái với điểm đến của đường truyền là Nhân Mạnh Dũng. Người sẽ hoạt động cao hơn so với Tiến Linh. Lúc này thì có lẽ những nguồn năng lượng từ bốn khán đài là rất quan trọng với đội bóng của chúng ta. Ben Davis đã bị ngăn chặn, không phải chỉ bởi một người mà từ hai cầu thủ U23 Việt Nam trở lên. Và va chạm giữa Nhâm Mạnh Dũng và Ben Davis. U23 Việt Nam đang muốn cắt đứt sự liên lạc giữa Ben Davis với các cầu thủ phía trên. Nhâm Mạnh Dũng tiếp tục là một đường chuyền ngắn. Vẫn là cầu thủ chúng ta. Hợp lý. Lê Văn Tô pha bóng lên như một cơn lốc ở bên phía cánh phải. Đó là Hùng Dũng chăng hay là Huỳnh Công Đến? Đó là Huỳnh Công Đến. Chúng ta trông chờ những thời cơ như vậy. Đó là khi mà chúng ta gây bất ngờ cho hàng phòng ngự đối phương. Nhưng Mạnh Dũng xuất sắc. Đó vẫn là một cú đá chưa đủ độ hiểm hóc và lực sút để có thể vượt qua được Cao Win. Và dù bóng đã chạm vào chân một cầu thủ đối phương thì Cao Win vẫn kiểm soát được tình hình. Thêm một tình huống có bóng nữa của Tuấn Tài bên phía cánh trái. Tuấn Tài. Bóng hơi dài. Cứ mỗi khi mà các cầu thủ chúng ta thực hiện một tình huống mạnh dạn đột phá thì lập tức khoảng trống đã được mở ra. Pha chân chấp hợp lệ của Jonathan Kemdi. Tình huống của trung vệ số 4 đã soạt trúng bóng trước khi có một tình huống va chạm với Phan Tuấn Tài.
Hy vọng là lối chơi này của chúng ta sẽ khiến đối thủ bị nôn nóng trong việc tìm kiếm bàn thắng. Đường chuyền cũng vẫn hơi sâu khi mà Calvin đã kịp băng ra rồi. Người xâm nhập để đón đường chuyền của Hùng Dũng là Tiến Linh. Đây là cuộc chiến giữa đội bóng có hàng công mạnh nhất U23 Thái Lan. Đội bước vào trận chung kết này với thành tích 13 bàn thắng và đội có hàng phòng ngự chắc chắn nhất. U23 Việt Nam của chúng ta chưa nhận bàn thua nào. Ben Davis. Đường chuyền của Widathep. Khá nguy hiểm. Nguy hiểm quá. Bóng đã vắt ngang qua khung thành của Văn Toàn. Người vừa băng vào đó là Ekanit Pania. Không biết U23 Thái Lan có bị nôn nóng hay không, nhưng họ vẫn chơi theo một cách tương đối quen thuộc. Đó là những người có khả năng giữ bóng tốt như Ben Davis sẽ cố gắng hút các hậu vệ của chúng ta và sau đó mở ra những khoảng trống cho những cầu thủ khác di chuyển. Và thực sự là Ekanit ở tình huống này đã có đầy đủ khoảng trống. Đó chỉ là một tình huống mà nhịp băng vào của Ekanit chưa khớp mà thôi. Tiến Linh. Sự áp sát của Tiến Linh mang về cho chúng ta quả đánh biên. Lê Văn Đô. Tỷ số trên sân Mỹ Đình đang là 0-0 và trận đấu đã trôi qua 60 phút. Ben Davis, một người chơi hai chân như một. Có vẻ như những phân tích của chính báo chí Thái Lan nói về vị trí của Polo là một điểm yếu ở bên phía cánh trái đang được Mano Polking khắc phục khi kéo Wirathep đá vị trí này. Sự tranh chấp của Hùng Dũng, các cầu thủ chúng ta luôn phải như vậy, tiến cùng tiến và lui cùng lui để hỗ trợ cho nhau trong một trận đấu mà đối phương đang cho thấy khả năng kiểm soát bóng rất hay đến thời điểm hiện tại. Lúc này thì Widathep đã là người giữ nhịp cho U23 Thái Lan. Lê Văn Đô. Tiến Linh. Người đang có bóng là Naikin Wisechat, hậu vệ cánh phải của U23 Thái Lan. Widathep. Áp lực đang lớn hơn đối với Lê Văn Đô bên phía hành lang cánh phải. Hoàng Đức. Hoàng Đức. Lỗi rồi. Trước đó người đã giải nguy có lẽ là Nguyễn Thanh Bình. Pha cắt bóng trước đó để đưa quả bóng tới vị trí của Hoàng Đức của Thanh Bình là rất hay. Ngoại trừ trận đấu với Philippines thì sau khi chúng ta không ghi bàn được trong hiệp 1, sau đó chúng ta đều đã ghi bàn được trước các đối thủ của mình ở những hiệp đấu sau. Trong đó có bàn thắng ở hiệp phụ khi đối đầu với Malaysia.
Ở trong hiệp đấu này thì thời gian kiểm soát bóng của U23 Thái Lan đang nhỉnh hơn đáng kể nếu như chúng ta so sánh với những chỉ số của hiệp 1. Có một phần vì ông Paul King đã tung cầu thủ áo số 8 Ta Sa vào sân. Và cũng bởi đây là lối chơi mà U23 Việt Nam đã lựa chọn nhất quán từ đầu trận đến giờ. Không vào. Có một quả đá phạt góc dành cho U23 Thái Lan. Cú đá của Polo. Ivan Nuno đã xâm nhập đầy táo bạo. Bóng chạm vào đầu của Bùi Hoàng Việt Anh. Bây giờ thì U23 Việt Nam sẽ có sự thay đổi ở tuyến giữa. Huỳnh Công Đến ra nghỉ và thay cho anh là Lý Công Hoàng Anh. Đây là phút thứ 65. Và không biết thì sự thay đổi cầu thủ này có mở ra một thế trận khác sau khi những tính toán của ban huấn luyện đã được thực thi đầy đủ ở quãng thời gian trước đó hay không. Lý Công Anh so với Huỳnh Công Đến có thứ chơi tấn công tốt hơn, có tốc độ tốt hơn và khả năng lắt léo trong những quả đột phá. Nhịp điệu trong cách chơi với các đồng đội của Lý Công Hoàng Anh cũng tốt hơn. Giá trị của Công Đến là phá sức đối phương bởi lối chơi có nền tảng thể lực dồi dào và không ngại va chạm. Nhưng bây giờ đã là phút 66 rồi. Và khi đối phương kiểm soát bóng hay trong những phút vừa rồi, chúng ta cũng cần một đối trọng từ Lý Công Hoàng Anh. Chúng ta sẽ chờ xem những diễn biến ở trong những phút sắp tới. Và đó là dấu ấn đầu tiên của Lý Công Hoàng Anh. Đó là đường chuyền hay của Lý Công Hoàng Anh sau khi vào sân. Nhưng Mạnh Dũng, Cam Đi vẫn chơi tỉnh táo. Tính đột phá sẽ cao hơn với sự có mặt của Lý Công Hoàng Anh. Hoàng Đức cực kỳ kỹ thuật. Chính xác. Tiến lên. Qua được thêm một cầu thủ nữa của U23 Thái Lan. Đang đợi Levando nhưng cũng có thêm nhiều giải pháp khác mà đường truyền dành cho Lý Công Hoàng Anh. Hoàng Anh. Có thể là những đợt tấn công của U23 Việt Nam sẽ đến nhiều hơn ở trong những phút sắp tới. Sau khi chúng ta đã thu mình, nhường thế trận dành cho đối thủ. Na Kim. Lại là Thanh Bình. Quyền ném biên cho chúng ta. Khi mà ngay cả một cầu thủ đá biên như Nakin Wisechat cũng sẵn sàng xâm nhập trong tình huống vừa rồi thì thực sự trong tay Paul King đang có tương đối nhiều những cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng hay. Một trận chiến thực sự giữa hai đội bóng mạnh nhất tại SEA Games lần này. U23 Thái Lan miệt mài tấn công. Họ đã dành rất nhiều sức để có thể hướng đến việc có bàn thắng sớm và từ đó triển khai một thế trận với khả năng kiểm soát bóng. Bây giờ là đường chuyền sang bên phía cánh phải dành cho Levando. Levando. Tiến lên. Hồng Dũng. Gần như không có kẽ hở. Chưa có cơ hội dứt điểm dành cho đội bóng của chúng ta. Vừa rồi thì Hùng Dũng đã buộc phải phạm lỗi với cầu thủ đối phương để ngăn chặn một pha lên bóng nhanh của số 7 Ekan Hispania. U23
Wirathep lại ra sang bên phía cánh phải rồi. Tiến Long. Dolo. Nguy hiểm. Và phù hợp tốt giữa Bùi Hoàng Việt Anh và Văn Toàn. Phút thứ 70 của trận đấu. Hồng Dũng. Quá hay. Cơ hội dành cho Văn Toàn. Đường chuyền cho Tiến Linh. Đó là pha chuyền bóng vào bóng ngoài chân trái của Nhâm Mạnh Dũng. Chúng ta đã nói về sự thay thế dành cho Lý Công Hoàng Anh. Và bây giờ thì có vẻ như là sự thay đổi đó đã mang đến một thông điệp rõ ràng là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tấn công nhiều hơn. Nhưng tình huống lắc người và di chuyển vừa rồi của Nhân Mạnh Dũng thực sự là đáng khen ngợi. Số 17 của chúng ta có lẽ đã làm tốt nhất có thể trong tình huống vừa rồi rồi. Quả đá vào góc cho U23 Việt Nam. Trong một thế trận căng như dây đàn như thế này thì tỷ số phạt góc cũng đang là đều nhau. Và chúng ta cũng rất kỳ vọng vào quả đá phạt góc này của Hoàng Đức. Có thể đây là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá rằng thể lực của đội tuyển U23 Thái Lan đã có phần đi xuống sau khi họ chạy liên tục để dàn xếp tấn công. Và do vậy đây là thời điểm mà chúng ta có thể dâng cao đội hình nhiều hơn và sẵn sàng chơi áp đặt đối với họ. Chính xác. Phạt bóng tay. Sút đích. Cú đá là của số 12 và đó là một điều bất ngờ. Tiến Linh. Tốc độ được đẩy cao hơn trong những tình huống cầu bóng của U23 Việt Nam. Quả bóng rất hay cho Lê Văn Đồ nhưng nó còn hơi mạnh một chút. Đúng là chúng ta đang đẩy cao đội hình hơn, chơi mạo hiểm hơn rồi. Sự xuất hiện liên tục của Lê Văn Đồ bên phía cánh phải và Phan Tấn Tài bên phía cánh trái ở trong khoảng chừng 20m đối với khung thành của Kawin càng cho thấy điều đó khi mà các cầu thủ đá biên chúng ta đã sẵn sàng dâng cao nhiều hơn. Một trận đấu chung kết chưa thể hiện bằng những bàn thắng trên bảng điện tử, nhưng thực sự cuộc đấu này nâng tầm bóng đá Đông Nam Á. Cách chơi của hai đội có tính tổ chức rất cao. Những người giỏi nhất tại SEA Games 31 đều đang tranh tài với nhau ở cả trên băng ghế huấn luyện lẫn ở trên sân. Và qua người là của Lý Công Hoàng Anh. Thanh Bình vẫn luôn là chốt trận cuối cùng trong hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam. Và nếu như có một khe hở nào đó lộ ra thì xung vệ mang áo số 4 này sẽ lập tức bị kín. Những góc máy toàn thể hiện rất rõ đội bóng của Huy Hoàng Hang-seo khi chống những tình huống lên bóng của đối thủ đã trở lại với sơ đồ 5-4-1 với người cắm cao nhất là Nhâm Mạnh Dũng. Một cuộc chiến cam go ở tuyến giữa nên việc phải tăng cường quân số ở tuyến giữa là một điều dễ hiểu.
Nakin Wisechat. Tuấn Tài. Cho đến lúc này thì Tuấn Tài vẫn đang đảm bảo tốt trong khâu phòng ngự của mình. Hùng Dũng. Đường chuyền nhanh. Đường chuyền của Hùng Dũng cho Mạnh Dũng. Áp sát. Khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ áo vàng cũng phải nói là rất hay. Thái Lan này đang chơi cách chơi quen thuộc. Họ sẽ lại phối hợp chậm ở trước khu vực 16m50 và sau đó đi tìm những khoảng trống. Các cầu thủ chúng ta cũng đang cố gắng để không để lộ ra những khoảng trống nào. Hai nách vẫn được bịt kín. Khả năng chống chịu những áp lực của đối thủ đến từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam vẫn đang được duy trì một cách đều đặn và tạo ra sự yên tâm. Đó là sự bóng lót rất đúng lúc. Lại là cánh phải với Nakin. Và đây lại là Ben Davis. Khá nguy hiểm. Hoan hô thủ môn Bắc Toàn. Phải chăng là U23 Thái Lan cũng đang rất nôn nóng để ghi bàn? Nhưng đó là cách mà họ đã từng đánh bại Indonesia, với một nhịp giữ bóng ở giạt biên một chút và thả quả bóng vào trong. Tất nhiên pha xử lý ở trận đấu bán kết với Indonesia thì Wirathep đã làm tốt hơn Muracit rất nhiều. Thời gian thi đấu chính thức còn 15 phút nữa. Sau khi vào sân thay Nguyễn Văn Tùng thì Nhâm Mạnh Dũng đang mang đến giá trị của mình. Anh là điểm đến trong rất nhiều những tình huống bóng từ phía dưới lên. Và thể lực tốt của cầu thủ này sẽ là sự bổ sung dành cho Tiến Linh. Trong một thế trận căng thẳng như thế này, nhìn nụ cười của các cổ động viên cũng là một cách hay. Trong đó có các cầu thủ nữ của chúng ta, những nhà vô địch của bóng đá nữ SEA Games với 7 chức vô địch SEA Games rồi. Năm 2019, các cầu thủ nữ cũng đã có mặt ở trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Indonesia. Rất hay. Đây rồi, Phan Tuấn Tài. Phan Tuấn Tài. Những quả đột phá từ hai biên của Lê Văn Đô bên phía cánh phải và Phan Tuấn Tài ở bên phía cánh trái là những tình huống rất đáng chú ý. Và cả hai cầu thủ này đã mạnh dạn hơn trong việc thọc sâu vào trung lộ. Ở hiệp 1 thì Tuấn Tài chủ yếu đá bám biên và treo vào trong những quả tạt dành cho Tiến Linh và Văn Tùng. Nhưng ở hiệp đấu này thì khi mà Nhâm Mạnh Dũng đang tích cực di chuyển và khi mà Tiến Linh đang lùi sâu thì cũng sẽ có những khoảng trống dành cho Phan Tuấn Tài để có thể đột phá và tạo ra những khoảng trống. Pha xử lý an toàn của Tuấn Tài. Hoàng Đức. Rất hay. Xoay người tuyệt vời. Tiến Linh. Tiến Linh. Rất hồi hộp với những pha bóng ở trên sân. Và bây giờ thì đội tuyển U23 Việt Nam được hưởng một quả đá phạt góc. Một tình huống sở trường của Tiến Linh. Người đứng ngăn cản là Jonathan Kennedy. Tiến Linh đã có một bàn thắng đẹp mắt vào lưới đội tuyển Campuchia tại AFF Cup theo một phong cách tương tự. Đưa bóng sang chân thuận và thực hiện một cú đá thật căng về phía khung thành đối phương. Hoàng Đức. Hoàng Đức thực hiện quả đá phạt góc này cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và đây là những thời điểm mà đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chọn những cách thức khác nhau để thực hiện những quả cố định. Dứt điểm.
vẫn là cao thủ chúng ta. Tuấn Tài đi đây, rất đau. Tình huống để bóng chạm tay của Nhâm Mạnh Dũng quá đáng tiếc, quá đáng tiếc cho tình huống vừa rồi. Rất hay, đó là cú tạt bóng của Phan Tuấn Tài đã loại toàn bộ hàng phòng ngự đối phương rồi. Nhưng bước một của Nhâm Mạnh Dũng là một thất bại. Thực sự thì ở giải đấu lần này trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo có rất ít sự lựa chọn cho phương án 2. Nó khác hẳn so với nhiều giải đấu trước đây như SEA Games tại Philippines 3 năm về trước. Đó là một giải đấu mà bàn thắng ở SEA Games đó có thể đến từ rất nhiều vị trí. Cho đến lúc này thì chúng ta chưa có một cầu thủ phòng ngự nào ghi bàn. Nhưng trong trận chung kết của SEA Games 2019, Hoàng Văn Hậu đã ghi tới 2 bàn. Hình ảnh tuyệt đẹp của các cổ động viên tại sân Mỹ Đình. Tiến Linh, đúng là trong quãng thời gian cuối của hiệp 2 này thì U23 Việt Nam đang là đội bóng dâng cao. Tiếp tục là một quả đột phá. Hùng Dũng, cầu thủ Thái Lan vướng vào trọng tài và bị ngã. Bóng luồn quẩn trước vòng cấm địa của U23 Thái Lan. Tiến Linh vẫn là cơ hội dành cho U23 Việt Nam. Đánh đá. Nhâm Mạnh Dũng vào sân ở trong hiệp 2 và đang làm nhiệm vụ phá sức hàng phòng thủ của U23 Thái Lan. Hình ảnh đủ cho thấy là trận đấu này căng như thế nào. U23 Thái Lan cũng hướng tới việc gia tăng hàng công với sự xuất hiện của Thirasat. Đó là Thanh Bình, và băng lên chủ động của trung vệ áo số 4. Ngay cả người chơi thấp nhất trong số các cầu thủ phòng ngự của U23 Việt Nam vừa rồi cũng đã bất ngờ dâng cao và phòng ngự từ xa phù hợp. Lê Văn Đô đã xử lý hay. Cho đến lúc này thì 3 trận đấu ở vòng knockout SEA Games năm nay đều không thể kết thúc trong 90 phút thi đấu chính thức. Trận tranh huy chương đồng giữa Malaysia và Indonesia hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và không đáng hiệp phụ. Hai đội giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu. Indonesia thắng và giành huy chương đồng. Thanh Bình, Việt Anh, chính xác. Tiến Linh ở cánh trái đang di chuyển là Phan Tuấn Tài, một trong những cầu thủ hoạt động tích cực ở hiệp đấu này. Đánh đá. Ông đã thay thế và ông đã chiến thắng. Có vẻ như đó là những
của huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi chứng kiến học trò của mình ghi bàn. Đó là một bàn thắng bằng đầu. Và nếu trận này chúng ta thắng bằng bàn thắng này thì có thể nói ông Park Hang-seo đã hơn ông Pol Kinh một cái đầu. Chúng ta xem lại tình huống này. Tình huống mà Tuấn Tài treo bóng vào trong và Nhâm Mạnh Dũng lắc đầu đầy hiên ngang để ghi bàn thắng mở tỷ số. Vâng, Phan Tuấn Tài đã tạo ra một đường băng với cú tạt bóng chính xác tới từng cm. Và Nhâm Mạnh Dũng cắt cánh với một pha đánh đầu không cho Ca Huyên một chút cơ hội nào. Tôi bây giờ khẳng định rằng đó là một khoảnh khắc châu Âu ở sân cỏ Đông Nam Á. Tất cả đều tuyệt vời trong tình huống này. Không thể tin được khi mà chúng ta đã ghi bàn thắng ở thời điểm rất bất ngờ như vậy đối với U23 Thái Lan. Bình tĩnh lại để xem lại pha bóng này thì chúng ta thấy rất hay. Tiến Linh thay vì phát triển một đường bóng ở bên phía cánh phải với Lê Văn Đô, Tiến Linh lại chuyển hướng sang bên phía cánh trái vì có lẽ tin tưởng vào chất lượng tạt bóng của Phan Tuấn Tài. Và anh Cường có nhớ không ai là người tạt bóng cho Bảo Toàn hạ gục Thái Lan tại chung kết U23 Đông Nam Á? Đó là Phan Tuấn Tài. 1-0 hôm đó và bây giờ chúng ta đang dẫn 1-0 hôm nay. Từ trận đấu bán kết với đội tuyển U23 Malaysia và cho đến trận đấu chung kết này với đội tuyển U23 Thái Lan thì đội tuyển U23 Việt Nam liên tục ghi bàn bằng đánh đầu. Sự kiên trì, sự kiên nhẫn, sự bền bỉ của chúng ta đã mang đến hiệu quả. Và tất cả đều diễn ra theo đúng với những toan tính chiến thuật mà ban huấn luyện đã dự trù cho cuộc so tài ngày hôm nay. Nhưng chúng ta vẫn phải chắc chắn trong khoảng 6 đến 7 phút còn lại của trận đấu này, tính cả thời gian bù giờ. Đây là lần đầu tiên tại SEA Games năm nay Thái Lan bị dẫn bàn. Trong trận đấu với Malaysia họ đã thua, nhưng đó là trận đấu mà Gup Tasson mở tỷ số. Sự thay đổi của ông Mano Pol Kinh vừa thực hiện khi Mati vào sân. Còn khoảng 4 phút nữa thôi thì trận chung kết môn bóng đá nam sẽ khép lại. Hôm qua thì đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng 1-0 bằng cái chân của Hình Như. Và hôm nay thì chúng ta U23 Việt Nam đang dẫn trước Thái Lan một bàn bằng cái đầu của Mạnh Dũng. Và bây giờ thì Nhâm Mạnh Dũng đã trở thành tiền đạo thứ tư của chúng ta ghi bàn ở SEA Games lần này rồi. Từ Phnom Penh với giải U23 Đông Nam Á đầu năm cho đến Hà Nội với trận chung kết SEA Games thì các đội bóng U23 của chúng ta đều ghi bàn với người Thái Lan bằng đánh đầu. Chính xác, một sự bóng loát kịp thời và người thả bóng lên là Bùi Hoàng Việt Anh. Jonathan Kennedy bây giờ cũng đã phải dâng cao. Và thêm một tình huống phá bóng ra xa nữa từ phía Việt Anh. Cuộc chiến giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và Mano Pol Kinh đã căng thẳng, đã kịch tính cho tới gần những phút cuối trận. Và đó là thời điểm mà U23 Việt Nam của chúng ta tăng tốc. Chính xác, đó là Thanh Bình. Người vừa mang lại sự thanh bình cho khu vực 16m50 của U23 Việt Nam bằng một quả đánh đầu phá bóng lên. Thêm một cú phá bóng lên nữa của Thanh Bình. Bây giờ thì hệ thống phòng ngự của chúng ta đang có được sự kết nối và bóng lót cho nhau hiệu quả. Sự ghép là rất lớn ở trong những phút cuối cùng này của hiệp 2. Bây giờ thì chúng ta sẽ chứng minh giá trị của một đội bóng chưa để thủng lưới. Một đội bóng đã có 11 trận liên tiếp giữ sạch lưới đến lúc này. Lỗi việt vị.
Bộ không khí lễ hội đang thực sự xuất hiện ở Mỹ Đình rồi thưa quý vị. Nhưng chúng ta sẽ phải bền bỉ trong những thời khắc cực kỳ quan trọng. Chúng ta sẽ không có một chiếc cúp như thế này, nhưng một tấm huy chương vàng bóng đá trước Thái Lan là một điều mà chúng ta quá mong chờ. Chúng ta đã từng lỗi hẹn với nó năm 2003 tại sân Mỹ Đình 19 năm trước rồi. Phút thứ 90 của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Quỳnh Như đã mang về tấm huy chương vàng cho đội tuyển nữ. Và Nhâm Mạnh Dũng đang mang cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao khi ở rất gần tấm huy chương vàng SEA Games năm nay rồi. Phút 90 của trận chung kết. Tuấn Tài. U23 Thái Lan bây giờ đang phải chạy đua với thời gian, và thời gian không hề là người bạn đồng hành với họ ở trong trận đấu chung kết này. Chayapipat chỉ còn 4 phút nữa. Pha xử lý tốt của Tuấn Tài. Tuấn Tài kiến tạo để Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì anh đang thủ rất hay. Quả đá phạt góc cho đội bạn. Hy vọng chúng ta sẽ duy trì được sự tập trung trong một khoảnh khắc đầy khó khăn như thế này. Chính xác. Quả đá quá mạnh của Ben Davis. Ném biên cho U23 Việt Nam. Thật hạnh phúc cho những ai có mặt ở sân Mỹ Đình ngày hôm nay khi đang được chứng kiến những phút giây sẽ đi vào lịch sử. SEA Games lần thứ 2 được tổ chức ở tại Việt Nam, và ngày chủ nhật trọn vẹn, SEA Games trọn vẹn sẽ khép lại nếu như U23 Việt Nam có thể giành được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam. U23 Việt Nam đã chơi lạnh lùng, giống như cái cách mà chúng ta triển khai thế trận phòng ngự ngày hôm nay. Và khi thời cơ đến thì chúng ta đã tận dụng được nó. Ở ngoài sân thì một vài cầu thủ đang sẵn sàng để có mặt. Đó là số 5 Lương Duy Cương và số 6 Dung Quang Nho. Thầy Bắc đã nhìn đồng hồ rồi. Rất có thể hơn 2 phút còn lại cũng là hơn 2 phút cuối cùng của thầy Park khi ông là huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam. Nhưng những gì ông làm được có thể tồn tại mãi với thời gian. Đường chuyền của ông Dũng. Sút bóng. Bàn thứ hai. Không có bàn thứ hai dành cho U23 Việt Nam. Đó lại là pha phối hợp của Đỗ Hồng Dũng và Nguyễn Tiến Linh. Những phút này thì nguồn năng lượng của U23 Việt Nam lại càng trở nên tốt hơn khi tất cả đều chiến thắng đối phương trong những quả bóng cần sức dướn. Thành Bình. Benavis đang có bóng. Gần hết 3 phút bù giờ. Khép góc sút. Đó là một cú đá lên trời. Đó là một cú đá lên trời. Và chỉ còn đúng 1 phút nữa thôi để chúng ta bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Rất nhiều những cú đá hỏng của U23 Thái Lan ở trong trận này. Rõ ràng là càng chơi thì các chân sút của họ càng cho thấy sự sốt ruột trong việc tìm bàn thắng vào lưới của U23 Việt Nam. Trọng tài vừa rút ra thẻ vàng với Tuấn Tài. Hình ảnh các cổ động viên nước ngoài trên khán đài của sân Mỹ Đình mặc áo cờ đỏ sao vàng và cổ vũ cho U23 Việt Nam. Ngày hôm nay trên các con phố từ Bắc vào Nam thì những hình ảnh như vậy
sẽ xuất hiện rất rất nhiều và cùng chia sẻ niềm vui với các cổ động viên chúng ta trong một ngày có thể nói là tưng bừng của bóng đá Việt Nam. Thật tuyệt vời với một tài năng mới đầy triển vọng, Phan Tuấn Tài, một cầu thủ thất tài, và ngày hôm nay có lẽ vì một lý do chấn thương mà Tuấn Tài được thay thế Lê Văn Xuân. Nhưng đôi khi trong bóng đá, trong rủi lại có may, và Phan Tuấn Tài với cái duyên tỏa sáng trong những trận chung kết đã lại là người thực hiện đường bóng quyết định để mang tới cho chúng ta bàn thắng mở tỷ số và rất có thể là bàn thắng định đoạt trận đấu này. Quý vị có thể nhìn thấy đồng hồ ở góc bên phải màn hình. Đã quá thời gian đã bù giờ. Và những hy vọng lẻ loi cuối cùng dành cho U23 Thái Lan. Chúng ta vẫn còn phải đứng trước một SEA Games khác. Thật là nghẹt thở trong những phút giây này. Quả đá phạt góc dành cho U23 Thái Lan. Cao Win cũng đã có mặt ở trong khu vực 16m50. Một pha bóng rất hồi hộp. Văn Tuấn chắc chắn vào. Phạt góc lên rồi. Hết giờ chưa trọng tài ơi. Đã quá một phút bù giờ rồi. Nhưng chúng ta đã có thể nghĩ tới trước vô địch rồi. Chúng ta đã có thể nghĩ tới trước vô địch, tới tấm huy chương vàng rồi. Khi mà phía trước của chúng ta không còn là một tình huống tấn công của đối thủ nữa. Huấn luyện viên Park Hang-seo như thường lệ vẫn ở ngoài đứng biên, và ông luôn là người tỉnh táo nhất để yêu cầu các cầu thủ của mình tập trung. Và bây giờ thì những cổ động viên cuồng nhiệt và đặc biệt nhất trong trận đấu ngày nay của U23 Việt Nam đều đã đứng cả dậy. Tất cả đều đang mong chờ một tiếng còi, một thứ âm thanh ngọt ngào nhất với lúc này của cổ động viên Việt Nam. Chúng ta hãy giữ sức để cùng hô vang một thời khắc rất quan trọng đó. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã ra dấu hiệu cho thấy là đã quá giờ, hết giờ. U23 Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games. Cảm ơn thầy Park. Lời chia tay quá đẹp của ông đối với U23 Việt Nam. Ông đã nói rằng U23 Thái Lan là một đội bóng hoàn hảo. Đúng, họ là đội bóng hoàn hảo cho đến khi Ponting phải đối đầu với Park Hang-seo. Cho đến khi U23 Thái Lan phải gặp U23 Việt Nam, vì chúng ta là nhà vô địch. Trong những phút giây sôi động nhất ở trên sân, các học trò luôn cần có được cái đầu lạnh thì huấn luyện viên Park Hang-seo là người lạnh lùng nhất. Và khi mà các học trò đã ăn mừng chiến thắng thì ông ngồi yên tận hưởng cảm giác chiến thắng đó một cách thật sự là đặc biệt. Vâng, các bạn Thái Lan, các bạn rất xuất sắc. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi xuất sắc hơn, kiên trì hơn, bền bỉ hơn và có dấu ấn chiến thuật đặc biệt hơn. Ngày thứ Bảy 21 tháng 5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng với thắng lợi 1-0. Ngày Chủ nhật 22 tháng 5 thì đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục giành huy chương vàng với chiến thắng tương tự. Ngày và cùng với 2. đó. Vâng, tôi xin phép anh Khắc Cường để nói lại ngày 1 tháng 2, ngày đầu năm Nhâm Ngọ, năm Hổ chúng ta bùng nổ, và Nhâm Mạnh Dũng đã lại tiếp nối một năm rất thành công của bóng đá Việt Nam. Sau chiến công mà chúng ta thắng đội tuyển Trung Quốc, chiến thắng đầu tiên và duy nhất ở vòng loại U23 châu Á, chúng ta đã có chiến công của bóng đá nữ giành quyền dự World Cup, và sau đó đội tuyển nữ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Và đến giờ thầy Park đang ôm từng người một để cảm ơn vì họ đã chiến đấu như những chiến binh. Bây giờ thì mọi góc sân và khoảng trời tại Mỹ Đình đang thuộc về U23 Việt Nam, còn ở một góc riêng thì Jonathan Kennedy đang phải gặm nhấm nỗi buồn. U23 Thái Lan cho thấy họ là một đội bóng xuất sắc. Nhưng ngày hôm nay thì những cái đầu lạnh lùng, những sự tính toán hợp lý và việc tuân thủ chiến thuật chặt chẽ đã mang đến niềm vui này dành cho bóng đá Việt Nam. Phan Tuấn Tài đã khóc. Có lẽ Tuấn Tài sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc vào đây. Hình ảnh quá đẹp. Hình ảnh quá đẹp với sự xuất hiện của Lê Văn Xuân. Lê Văn Xuân xuất hiện với các đồng đội với đôi nam. Và chúng ta sẽ nhớ về Spinazzola của Italia cũng đã lên nhận huy chương Euro với đôi nam. Và ngày hôm nay Lê Văn Xuân chắc chắn cũng đã truyền cho các đồng đội của mình một sức mạnh tinh thần. Hình ảnh đẹp quá, đẹp quá. Các cầu thủ có lẽ đã chiến đấu vì số 2 của chúng ta. Và thật tuyệt vời khi người thay thế Lê Văn Xuân là Phan Tấn Tài đã tỏa sáng với cú tạt bóng. Và đây là niềm vui của tuổi thanh xuân. Ngày hôm nay thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng luôn đứng dậy để cổ vũ cho các cầu thủ ở dưới sân thi đấu. Và đó là điều mà rất rất nhiều những cổ động viên Việt Nam ngày hôm nay đều làm. Jonathan Kennedy
Jonathan Kelly đã làm tất cả những gì có thể. Giống như đội bóng của anh là một đội bóng hoàn hảo, nhưng cho đến khi gặp Việt Nam của chúng ta, họ chỉ hoàn hảo đến khi gặp Việt Nam của chúng ta thôi. Niềm vui của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Rất giống hình ảnh của Spinazzola ở Wembley tháng 7 năm 2021 và ngày hôm nay tháng 5 của năm 2022. Lê Văn Xuân, một người cũng đá ở vị trí biên, xuất hiện để cùng chia vui với các đồng đội. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng ông không hề biết về chuyện chúng ta đã từng thua Thái Lan trong 4 trận chung kết SEA Games. Bởi khi đấy ông có dẫn dắt đội U23 Việt Nam đâu, nhưng ngày nay ông đã hơn Mano Polting một cái đầu. Thực sự là như vậy, khi những tính toán bền bỉ của ông đã phát huy tác dụng với thời điểm rất quan trọng là bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng. Ông đã để cho quá khứ ngủ yên và khơi dậy nơi các cầu thủ sức mạnh của hiện tại. Với hiện tại, với Nhâm Mạnh Dũng, với Tiến Linh, với Phan Tuấn Tài, với Hùng Dũng, với Hoàng Đức, với Văn Toàn, với một loạt những cầu thủ của chúng ta có thể thay đổi quá khứ. Đây là hai thế giới cùng song song tồn tại tại sân Mỹ Đình. Một thế giới sôi động và đầy niềm vui của đội tuyển U23 Việt Nam và một thế giới của những sự tiếc nuối và thất vọng bên phía U23 Thái Lan. Các cổ động viên tại sân Mỹ Đình ngày hôm nay đã có mặt tại đây để cổ vũ cho U23 Việt Nam dưới một tiết trời tháng 5 thật đẹp. Dù đã mưa rả rích cả ngày nhưng đúng vào thời điểm mà đội tuyển U23 Việt Nam bước ra sân thì mưa đã tạnh. Và bây giờ thì bầu trời đêm này hoàn toàn dành cho những ngôi sao U23 Việt Nam. Những xúc cảm của AFF Cup 2008 như trở lại khi mà đội tuyển Việt Nam cũng có được kết quả thắng chung cuộc trước đội tuyển Thái Lan tại sân này. Chúng ta đang được sống trong bầu không khí lễ hội ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình với thời khắc mà những chàng trai áo đỏ đã đánh bại hoàn toàn Mano Polking. Ông Polking như bao trận đấu khác, ông lại mặc chiếc áo đen để hy vọng rằng đội bóng của mình vẫn có vận đỏ. Nhưng ngày hôm nay, tất cả màu đỏ đã thuộc về chúng tôi rồi. Và dù đội bóng các bạn mặc chiếc áo màu vàng, thì đó cũng chỉ là màu vàng trên trang phục thôi. Còn tấm huy chương vàng sẽ thuộc về chúng tôi, U23 Việt Nam. Xin được cảm ơn các cầu thủ hai bên đã cống hiến một trận chung kết bóng đá nam đáng nhớ. Một trận đấu cực kỳ chất lượng và khẳng định cho chất lượng của SEA Games lần này. Các cổ động viên của cả hai đội trên sân cũng đều cực kỳ tuyệt vời để cùng mang thêm những gia vị đáng nhớ cho trận chung kết bóng đá nam SEA Games ngày 22 tháng 5. Những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thanh xuân. Đỗ Hùng Dũng, lần thứ hai liên tiếp, kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp là đội trưởng của U23 Việt Nam giành được tấm huy chương vàng SEA Games và anh đã đi vào lịch sử. Đúng là như vậy. Hùng Dũng tưởng như sinh ra và không dành cho sân chơi SEA Games bởi ở đúng độ tuổi đó thì Hùng Dũng không một lần có cơ hội thể hiện mình ở SEA Games. Những bông hoa nở muộn của bóng đá Việt Nam đã có tất cả SEA Games, hai tấm huy chương vàng liên tiếp. Thật là khó tin. Và trong những trận đấu đó, Hùng Dũng đều mang băng đội trưởng. U23 Việt Nam cũng tạo dựng nên một lịch sử có lẽ là không bao giờ bị lật đổ nữa rồi. Chúng ta tiến tới trận chung kết và vô địch mà không bị thủng lưới một bàn nào, thưa quý vị và các bạn. Kể từ khi bóng đá dành cho lứa U23 thì chưa đội bóng nào tạo ra một chiến công hiển hách như U23 Việt Nam. Và kể từ khi bóng đá chúng ta hội nhập trở lại vào năm 1991, cũng chưa có một nhà vô địch SEA Games nào giữ sạch lưới cho tới khi tiếng còi kết thúc giải đấu vang lên. Việt Nam đã làm được những điều khó tin nhất, một nhà vô địch tuyệt đối. Thêm một hình ảnh đáng nhớ nữa tại sân Mỹ Đình, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
Tháng 5 là một tháng rất đặc biệt đối với người dân Việt Nam. Và tháng 5 năm nay... Vâng, thưa quý vị khán giả, tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Ngày mà đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Thái Lan để lên ngôi vô địch và giành được tấm huy chương vàng danh giá của SEA Games 31. Và còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta bây giờ sẽ cùng lắng nghe những cảm xúc của người hùng trận đấu ngày hôm nay, đó là Nhâm Mạnh Dũng. Nhâm Mạnh Dũng, tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam ngày hôm nay đã gần như đã vỡ òa cảm xúc khi mà bạn ghi bàn. Vậy còn bạn thì sao, cảm xúc của bạn đó như thế nào? Thực sự thì đây là bàn thắng coi như là phải gọi là quý giá nhất sự nghiệp của em. Hơn nữa đây là bàn thắng mang về chiếc huy vàng SEA Games và tổ chức tại Việt Nam. Và năm ngoái Việt Nam chúng ta cũng là nhà vô địch, thì năm nay để bảo vệ được thành công này thì đội đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Và thật sự là không thể diễn tả nổi cảm xúc của em bây giờ khi ghi bàn thắng giúp chúng ta bảo vệ thành công chiếc vô địch đấy. Khi mà bạn ghi bàn thắng đấy, lúc đó trong đầu bạn nghĩ đến điều gì và bạn muốn giành bàn thắng này cho ai? Ghi bàn thắng này thì trước tiên em xin dành bàn thắng này cho người hâm mộ cả nước, những người đã luôn đồng hành cổ vũ bọn em suốt chặng đường SEA Games. Mặc dù rất khó khăn từ lúc bắt đầu nhưng mà chúng ta đã gặt được quả ngọt, thì bàn thắng này em xin dành cho tất cả người hâm mộ. Theo bạn thì đây là một trận đấu khó khăn, điều gì giúp cho chúng ta, những bí quyết nào, cách nào giúp chúng ta có thể giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Thái Lan để lên ngôi vô địch? Thực sự thì đội tuyển U23 Thái Lan là đội tuyển rất là mạnh, có kiểm soát bóng rất là tốt, nên là chúng em đã chủ động chơi phòng ngự và chủ động phản công để kết liễu đối thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những điều chỉnh như nào trong trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là hiệp 2, để giúp cho chúng ta thi đấu tốt hơn và có được bàn thắng? Đối phương thì rất là mạnh kiểm soát bóng ở trung lộ, nên là chúng ta cố gắng tổ chức đông ở phía đường trung lộ và cố gắng vào đến sân chúng ta là tranh cướp mạnh và tổ chức được phản công nhanh. Em nghĩ hiệu quả là mang đến chúng ta thành công. Vâng, đó là những điều đã giúp cho chúng ta giành chiến thắng trước U23 Thái Lan. Và bạn thấy không, bây giờ trời bắt đầu mưa nhưng mà tất cả những người yêu bóng đá ở đây vẫn đang ở bên cùng các bạn để có thể cùng tận hưởng niềm vui ngày hôm nay. Vậy thì Nhâm Mạnh Dũng hãy thay cho toàn đội, hãy gửi một lời nào đó tới tất cả những người yêu bóng đá của chúng ta đi. Em xin thay mặt đội cảm ơn tình cảm của người hâm mộ. Mặc dù hôm nay thời tiết rất là mưa, rất là khắc nghiệt, nhưng mà người hâm mộ đã có mặt rất từ sớm và lấp kín trên các khán đài và cổ vũ nhiệt tình suốt 90 phút vừa qua. Thì thực sự là cảm ơn người hâm mộ và em xin dành chiến thắng này đến tất cả người dân Việt Nam. Vâng, xin được dành chiến thắng này cho tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng tận hưởng niềm vui chiến thắng bây giờ thôi nào. Thật là một năm Nhâm Dần đáng nhớ với Nhâm Mạnh Dũng. Nhâm Mạnh Dũng đã nói là bàn thắng đó quan trọng nhất sự nghiệp của Nhâm Mạnh Dũng. Điều đó đúng cho đến lúc này, nhưng Dũng còn rất trẻ và chúng ta vẫn hy vọng rằng Nhâm Mạnh Dũng sẽ còn mang đến nhiều điều tuyệt vời nữa. Đây là người hùng của chúng ta, người đã cho quá khứ ngủ yên với 4 lần thua trước Thái Lan trong trận chung kết. Nhưng đó là khi chúng ta không có Huy Park Hang Seo. Còn giờ với Huy Park Hang Seo, chúng ta thay đổi lịch sử, đảo chiều bánh xe lịch sử. Một trận đấu quả cảm của U23 Việt Nam và cả của U23 Thái Lan nữa. Biết nói gì về huấn luyện viên Park Hang-seo đây. Ông đã chịu không ít áp lực. Áp lực thực sự. Nhưng thực sự là người đã đến và thay đổi lịch sử cho chúng ta. Ông sẽ chia tay U23 sau giải đấu này và nhường chỗ cho Gong Ho-kyun. Nhưng ông đứng đó như một tượng đài của bóng đá Việt Nam. Người đã mang đến cho chúng ta những điều mà nó chưa bao giờ đến trước đó. Ông không chạy quanh sân, không ăn mừng với các cầu thủ. Ông đứng đó để chiêm nghiệm lại và sống trong những khoảnh khắc đẹp nhất. Ông là một tượng đài thực sự cho đến lúc này. Lần cuối cùng, trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo với U23 Việt Nam. Và ông đã mang đến chức vô địch thật sự là khó có thể tin được. Và Lê Văn Xuân nữa, nhà vô địch trên chiếc nạng. Lê Văn Xuân đã cống hiến tất cả những gì là tốt nhất có thể. Anh không ngần ngại dùng cả thân mình, cũng giống như Lý Công Hoàng Anh, cũng giống như rất nhiều những cầu thủ khác tại SEA Games năm nay. Các đồng đội đã chiến đấu vì Lê Văn Xuân ngày hôm nay, giống như đội tuyển nữ đã từng chiến đấu vì Thái Thị Thảo, người không thể dự SEA Games vì chấn thương. Thầy Park, người thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam, người biến những điều không thể thành có thể, người đã thay đổi
và giúp chúng ta quên đi những u buồn của quá khứ trong những trận chung kết SEA Games trước tính người Thái. Và xin được tổng kết trận đấu ngày hôm nay bằng đôi dòng thơ: Hot Team căng thẳng đợi chờ, cuối cùng tuyệt phẩm nên thơ đánh đầu. Chiến thắng có dễ dàng đâu, lịch sử chào đón, túc cầu ngôi vương. Một trận đấu thực sự là căng thẳng và nó đã kết thúc viên mãn nhất, đẹp đẽ nhất với một pha đánh đầu xứng đáng là tuyệt phẩm. Bàn thắng này vẫn đánh bại Kawin giống như cách anh Đức đã từng đánh bại ở King's Cup. Nhưng xét về độ đẹp của nó thì thực sự là rất tuyệt vời. Lời chào của huấn luyện viên Park Hang-seo gửi tới các cổ động viên đã cổ vũ cho ông và các học trò trong trận đấu ngày hôm nay và trong suốt hành trình SEA Games 31. Luôn là người tỉnh táo nhất, bản lĩnh nhất và sáng suốt nhất. Dù thua trận nhưng U23 Thái Lan cho thấy mình thực sự là một đội bóng có chất lượng cao. Cả hai trận chung kết ở lứa U23 trong năm nay, năm Nhâm Dần 2022 đều mang đến những chiến thắng 1-0 bằng những quả đánh đầu dành cho các đội tuyển U23 Việt Nam. Một lần nữa vì đánh bại, U23 Thái Lan làm tất cả những gì có thể để giành tấm huy chương vàng SEA Games năm nay. Họ chấp nhận rủi ro ở vòng loại Asian Cup năm 2023 vì vào ngày 8 tháng 6 tới họ sẽ đá vòng loại Asian Cup năm 2023. Nhưng sau đó bà Madam Pang xuất hiện và quyết định là ông Manopon King sẽ thay thế ông Urarus Srimaka để dẫn dắt đội U23 giành huy chương vàng SEA Games. Họ làm tất cả nhưng họ không thể chiến thắng được thầy Park và không thể chiến thắng được U23 Việt Nam của chúng ta. Thật là hạnh phúc cho bất kỳ ai được lưu lại khoảnh khắc với huấn luyện viên Park Hang-seo lúc này. Bây giờ thì những ca từ của bài hát Hãy Tỏa Sáng đang vang vọng tại sân Mỹ Đình. Ngày hôm nay thì tất cả các cầu thủ chúng ta đã tỏa sáng. Đó là một ca khúc rất hay nhưng tôi sẽ thích hơn ca khúc Đất nước chọn niềm vui. Bởi chúng ta đã chọn niềm vui ở bóng đá, chọn niềm vui ở các môn thể thao. Đó là khía cạnh chuyên môn. Còn chúng ta cũng đã có chọn niềm vui với vai trò của một nước chủ nhà. Khi mà chúng ta thành công ở cả thi đấu lẫn công tác tổ chức, với dấu ấn từ chính các cổ động viên, vì sự thân thiện, vì sự cuồng nhiệt mà chúng ta mang lại. Phía trước chúng ta sẽ là lễ trao giải dành cho 3 đội bóng giành huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam. Ông Kiev Samet, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, xuống sân để trao huy chương và linh vật dành cho các đội bóng. Ladies and gentlemen, please welcome onto the stage Mr. Nguyễn Xuân Phúc, President of Socialist Republic of Vietnam. Mr. Phạm Minh Chính, Prime Minister. Và bây giờ thì các lãnh đạo đảng và nhà nước sẽ tham gia vào buổi lễ trao huy chương. Mr. Võ Văn Thưởng, Member of Political Bureau. Mr. Nguyễn Văn Hùng, Minister of Cultural, Sport and Tourism. And Mr. Kiev Samet,
President of Southeast Asian Football Federation, for the presentation of medals and mascot to the teams. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ là các vị lãnh đạo có mặt để trao huy chương của môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Kính thưa quý vị, huy chương đồng sẽ được trao cho đội tuyển Indonesia. Mời các cầu thủ và ban huấn luyện đội lên nhận huy chương. Đội tuyển Indonesia sau chiến thắng ở loạt sút luân lưu trước đội tuyển U23 Malaysia sẽ nhận huy chương đồng môn bóng đá nam. U23 Indonesia đến với giải đấu lần này với lực lượng có thể nói là chất lượng. Họ gồm hơn 10 cầu thủ đã từng đá tại AFF Cup 2020. Họ có những tham vọng và cũng để lại những dấu ấn. Và có thể nói vị trí thứ 3 cũng sẽ là động lực để U23 Indonesia sẽ có thêm những thành công trong tương lai và sẽ là một đối trọng với bóng đá Việt Nam của chúng ta. Rất nhiều tờ báo Hàn Quốc đã chờ đợi một cuộc đối đầu giữa huấn luyện viên Shin Tae-yong và huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận chung kết này. Có hai huấn luyện viên Hàn Quốc ở trên bục nhận huy chương ngày hôm nay. Ông Shin Tae-yong với tấm huy chương đồng cùng đội tuyển U23 Indonesia và huấn luyện viên Park Hang-seo với tấm huy chương vàng cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Mỗi tấm huy chương mà các vận động viên hay các đội tuyển giành được đều thấm đẫm mồ hôi, những giọt nước mắt, sự kiên trì, những sự hy sinh, vất vả và đầy cố gắng. Kính thưa quý vị khán giả, tiếp theo ban tổ chức sẽ trao huy chương bạc môn bóng đá nam. SEA Games năm nay cũng có một huấn luyện viên xin chúc mừng đội tuyển Thái Lan từng dự World Cup trên cương vị là huấn luyện viên trưởng của một đội tuyển quốc gia, đó là ông Shin Tae-yong. Cũng giống như việc kỳ SEA Games năm nay có những nhà vô địch thế giới, những nhà vô địch Olympic có mặt và mang đến một kỳ đại hội với những màn tranh tài đỉnh cao. Phải nói thật rằng với trình độ ngày càng phát triển của những nền bóng đá Đông Nam Á thì ngày hôm nay dù Thái Lan đã thua trận nhưng họ cùng với Việt Nam của chúng ta đã tạo nên một trận đấu phải nói rất hay. Nó thực sự nâng tầm bóng đá Đông Nam Á. Bởi tư duy chơi bóng, bởi ý đồ chiến thuật. Có lẽ sự khác biệt là việc chúng ta đã biết bung ra đúng thời điểm. Như một võ sĩ trên sàn đấu quyền Anh đã tung ra đòn knockout ở thời điểm mà đối phương đã bắt đầu có dấu hiệu xuống sức.
thì Thái Lan thực sự cũng đã chơi rất tốt ở trận này. Đây là các cầu thủ U23 Thái Lan nhận huy chương bạc từ phía các vị lãnh đạo đảng nhà nước. Trận đầu tiên và trận cuối cùng của kỳ SEA Games này, U23 Thái Lan đều thất bại. U23 Thái Lan đã không mặc trang phục này trong những trận đấu ở bán kết và vòng bảng. Họ muốn có một sự chuẩn bị đặc biệt để giành lại tấm huy chương vàng SEA Games với một bộ trang phục màu vàng. Và màn công kênh và các cầu thủ dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan sẽ còn hội ngộ lại nhau ở giải U23 châu Á ngay trận đấu mở màn của chúng ta ngày 2 tháng 6. Và sau đó chúng ta cũng sẽ đối đầu với Malaysia vào ngày 8 tháng 6. Giữa hai trận đấu này là trận đấu với U23 Hàn Quốc vào ngày 5 tháng 6 tại giải U23 châu Á được tổ chức tại Uzbekistan. Jonathan Khemdi là một trong những người buồn nhất khi mà hai trung vệ của Thái Lan là những người đều cao trên 1m9. Khemdi cao 1m91 và cầu thủ mang áo số 16 Chonapat cao 1m95. Nhưng họ lại thất bại trong chính cuộc đua chiều cao đó khi Nhâm Mạnh Dũng đã chiến thắng ở thời khắc quan trọng. Là phút giây quan trọng nhất của ngày hôm nay, huy chương vàng môn bóng nam sẽ được trao cho cầu thủ và ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Và bây giờ sẽ là giây phút chạm vào vinh quang của U23 Việt Nam. Ta đi trong luôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay, rộn ràng bao mê say, những bước chân dồn về đây, những lời ca của bài Đất nước chọn niềm vui. Ladies and gentlemen, the champions are Việt Nam. Lê Văn Xuân giống như Spinazzola ở Euro, một hình ảnh quá đẹp. Bây giờ là lúc mà niềm vui và những tiếng cười chiếm trọn không gian tại sân Mỹ Đình. Xin được chúc mừng các cầu thủ U23 Việt Nam. Tập đoàn Everland đã quyết định tặng thưởng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam số tiền 500 triệu đồng cho thành tích giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Những chàng trai này sẽ đi vào biên niên sử bóng đá Việt Nam với ý chí, tài năng và đẳng cấp của mình để giúp bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Và đây là những người hùng của bóng đá Việt Nam, những người thầm lặng. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được tấm huy chương vàng từ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và một cái ôm. Trợ lý Lee Jong-jin. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã dành cho vị huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam và cả Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nữa cũng đã dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo những tình cảm đặc biệt. Chúng ta nợ huấn luyện viên Park Hang-seo quá nhiều. Và có lẽ ông cũng chỉ cần nơi chúng ta những lời cảm ơn thôi. Kể từ ngày ông đến với bóng đá Việt Nam vào tháng 10 năm 2017, trong bóng đá Việt Nam đã không có một khái niệm là sợ Thái Lan nữa. Ông đã thay đổi điều đó ngay ở giải giao hữu quốc tế M150 Cup. Chúng ta thắng Thái Lan trong trận đấu đó với tỷ số 2-1. Và sau đó là những trận đấu thắng khác. Ngày 26 tháng 3 năm 2019, chúng ta đã thắng Thái Lan với tỷ số 4-0 ở vòng loại U23 châu Á. Và sau 3 năm, hơn 1 tháng, chúng ta lại thắng đội bóng này. Và ngay sau đây,
Và bây giờ xin mời toàn thể quý vị, dù có mặt ở Mỹ Đình hay đứng trước, đang ngồi trước màn hình TV, chúng ta hãy cùng đứng dậy để cùng đến với giây phút rất xúc động, nghi lễ cử hành quốc ca Việt Nam, nhà vô địch của bóng đá nam SEA Games. Đại biểu, các vị khách quý cùng chụp ảnh lưu niệm với các đội bóng. Ladies and gentlemen, we would like to invite all the participating teams onto the stage for the photo sessions with the distinguished guests. Xin cảm ơn những tình cảm của người hâm mộ đã dành cho các đội bóng. Xin cảm ơn các hãng thông tấn, báo chí đã đồng hành cùng môn bóng đá nam SEA Games trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn các nhà tài trợ đã hỗ trợ cho ban tổ chức đại hội. Xin được chúc mừng cho câu lạc bộ đội bóng đã thi đấu và cống hiến hết mình vì thành công chung của SEA Games 31. Chúc các đội bóng, các cầu thủ tiếp tục vững bước. Bầu trời sao để lại nhọc nhằn gian lao, nơi đây tôi chạm vào vinh quang cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng, con tim đôi chân sẵn sàng. Together stronger star is this year, together we will fight until the end. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Together, hand in hand, we're running right. Together, we are high to the finish line. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Let's shine. Trao yêu thương, ánh mắt nụ cười tươi, rạng ngời tình bạn muôn nơi. Nào mình cùng chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Con tim đôi chân sẵn sàng. Together stronger star is this year.
chào cùng nhau tỏa sáng. Vâng, thưa quý vị khán giả, một buổi tối tuyệt vời, một cái kết tuyệt vời cho SEA Games 31 và có lẽ là nhiều người cũng đã khản giọng rồi đúng không ạ? Nhưng chúng ta cùng chúc mừng cho U23 Việt Nam, cùng chúc mừng cho thể thao Việt Nam đã khép lại một kỳ SEA Games 31 thực sự là thành công với dấu ấn cuối cùng là chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước đội tuyển U23 Thái Lan. Xin chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam, xin cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ, tất cả đã tạo nên một buổi tối đầy cảm xúc và mang tới chúng ta những cảm xúc thực sự trọn vẹn. Và hãng hàng không Bamboo Airways cũng đã quyết định dành tặng cho mỗi cầu thủ và ban huấn luyện của đội U23 Việt Nam mỗi người một vé máy bay quốc tế cứu hồi hạng thương gia. Và cùng với đó thì hai cầu thủ ghi bàn trong các trận chung kết bóng đá nam và bóng đá nữ, đó là Huỳnh Như và Nhâm Mạnh Dũng, sẽ nhận được hai cặp vé, một cặp vé cứu hồi quốc tế hạng thương gia, và tổng giá trị của các hạng vé này là 1 tỷ đồng mỗi đội, tức là 2 tỷ đồng cho hai đội. Và bên cạnh đó thì tập đoàn Sovico cũng dành tặng một năm bay không biên giới trên tất cả các chặng bay nội địa và quốc tế của Vietjet tới rất nhiều địa điểm trên thế giới cho đội tuyển U23 Việt Nam cũng như đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Rõ ràng là chắc chắn sẽ còn rất nhiều phần thưởng cho các đội tuyển bóng đá, các vận động viên Việt Nam sau những thành tích ấn tượng ở SEA Games vừa qua. Hai bình luận viên đã chia sẻ rất nhiều trong cabin bình luận và trong buổi lễ trao giải. Và bây giờ chúng tôi cũng xin được hỏi các vị khách mời, những người cũng rất hồi hộp theo dõi trong 90 phút của trận đấu, và cũng có những thời điểm mà chúng ta bị đội tuyển U23 Thái Lan ép sân rồi cuối cùng chúng ta đã giành chiến thắng. Đúng với chuyên gia Phan Anh Tú đã nhận định từ đầu trận, đó là việc thể lực mà chúng ta đã chờ đợi những thời điểm hợp lý nhất. Vâng, tôi trông đợi như vậy. Tôi mong đợi sự kiên nhẫn của thầy Park, tôi mong đợi sự kiên nhẫn các cầu thủ. Chúng ta tuân thủ rất tốt về mặt chiến thuật. Và khi Thái Lan bắt đầu xuống sức thì chúng ta tăng tốc. Và chứng minh rất rõ, cú đánh đầu như vậy, mặc dù hai cầu thủ Thái Lan rất to cao, ngang Nhâm Mạnh Dũng không hề có thể bật nổi. Nhưng Mạnh Dũng, việc tăng tốc đúng lúc chúng ta với sự dự trữ thể lực tốt, công tác chuẩn bị thể lực tốt đã làm nên chiến thắng. Mặc dù Thái Lan là đội bóng cầm bóng tốt, có thể chơi có kỹ thuật hơn, nhưng mà tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và phát huy đúng cái khả năng của mình và đúng lúc đúng chỗ là chúng ta đã có chiến thắng. Vâng, một chiến thắng tuyệt đối, chúng ta không để thua bàn nào, và chúng ta có thể không ghi nhiều bàn bằng U23 Thái Lan ở giải lần này, nhưng những bàn thắng, mỗi bàn thắng đều rất có giá trị, phải không anh Minh Đức? Đúng là như vậy, vì tôi nghĩ đây là một cái lối chơi thực dụng của huấn luyện viên Park Hang-seo ở cái kỳ SEA Games lần này. Và nhất là ông đánh giá đúng được cái năng lực ông đang có trong tay. Và những trận đấu gặp đối thủ yếu thì đẩy cường độ cao lên để ghi bàn, thì cũng đã có những bàn thắng tuy không nhiều nhưng mà cũng đã có những bàn thắng rất là quan trọng. Và hai cái trận đấu knockout thì đều chơi với cái, những cái chiến thuật khác nhau. Và tôi cũng đã nói ngay đầu chương trình là tôi chờ xem hai huấn luyện viên đấu trí với nhau và các cầu thủ của chúng ta có vượt qua được cái áp lực tại sân nhà và một cái kỳ SEA Games bảo vệ chức vô địch, trong cộng với là cái áp lực của những cầu thủ trẻ, thì phải nói là tất cả các em như Mạnh Dũng đã chia sẻ sau trận đấu là
tuân thủ đấu pháp và những cái gì huấn luyện viên đề ra thì các em đã làm rất là tốt, và chờ những cái cơ hội mà hôm nay Phan Tuấn Tài cũng lại là một cái cầu thủ mà đã tạt vào đường bóng rất là chuẩn xác để cho Nhâm Mạnh Dũng, là hai cầu thủ là của trung tâm đào tạo Viettel cùng nhau đá thi đấu của cả giải U21 nữa. Tôi nghĩ là họ cũng rất ăn ý với nhau và họ nhìn thấy nhau, thì tôi nghĩ là đấy là những khoảng khắc của những cái cầu thủ mà tạo ra một trận đấu gọi là kỳ tích. Đầu năm thì Tấn Tài là ghi bàn đầu tiên cho chúng ta vào lưới đội tuyển Trung Quốc, còn bây giờ là Tuấn Tài là người tạt bóng để cuối cùng Nhâm Mạnh Dũng là người ghi bàn. Chúng ta trên hành trình vào tới chung kết và giành tấm huy chương vàng ở SEA Games lần này, anh Biên Cương có thể thấy là có những cái nét rất là trùng hợp với năm 2003 trên sân nhà. Chúng ta cũng gặp Malaysia ở bán kết, rồi chúng ta cũng không có hậu vệ trái tốt nhất của chúng ta khi vào chung kết. Cuối cùng thì cái kết nó đã thay đổi và nó trọn vẹn nhất chúng ta sau 19 năm. Bóng đá nhiều khi nó có những cái duyên đúng là cũng khó nói thật. Ví dụ như thế là lúc nãy ông Tú cũng vừa gợi lại đây là năm 2008 khi ở đây thì cũng có 3 người ngồi trong cái buổi bình luận đấy, là có ông Tú, Khắc Cường và tôi. Thì ngày hôm đấy chúng ta cũng có được tấm huy chương quý giá trước vô địch AFC đầu tiên, và nó cũng đến từ một pha đánh đầu. Cũng rơi vào góc ấy. Cũng vào cái góc đấy. Vẫn là một pha đánh đầu đẳng cấp. Rồi là lúc nãy anh Đức vừa nhắc lại là Phan Tuấn Tài tạt bóng đấy ngày hôm nay, và chính anh ấy là người thực hiện cú đánh tạt bóng để bảo toàn giúp chúng ta đánh bại chính Thái Lan trong trận chung kết U23 Đông Nam Á. Và bây giờ thì lúc nãy tôi với anh Cường cũng nhắc lại rồi, trong năm Nhâm Ngọ khởi đầu như vậy, Nhâm Dần. Với một cái sự năm Nhâm Dần khởi đầu như vậy, với tất cả cái sự tưng bừng như thế thì lại Nhâm Mạnh Dũng là một người xuất hiện. Hôm nay thì là có anh Đức ngồi đây trong chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc, tức là nó cứ dồn nén như vậy rất đặc biệt. Nhưng mà trở lại với điều mà Quang Việt đã nói đây là năm nay chúng ta đi con đường cũng tương đối giống với năm 2003, tức là những chiến thắng có tỷ số rất là bình thường, tức là không có những tỷ số bùng nổ, chúng ta đi chậm chắc. Và năm nay có lẽ khác nhiều ở chỗ chính là chúng ta có Huy Hoàng Sơ, một người biết thay đổi lịch sử, một người đã nói trong buổi họp báo trước trận là đối với tôi không biết những trận đấu đó như thế nào, hay nói cách khác là ông ấy luôn biết làm cho quá khứ ngủ yên và không bị ám ảnh gì từ quá khứ cả. Vâng, không ám ảnh với những thất bại của chúng ta mà chúng ta đã giành chiến thắng và chúng ta có sự tự tin. Thái Lan hôm nay cũng mặc trang phục màu vàng cũng giống như năm 2008, anh Khắc Cường, anh Viên Cương là người bình luận trận chung kết lượt về đúng không ạ? Và cũng những cú đánh đầu đấy, chúng ta đang xem lại bàn thắng đúng là quý hơn vàng của Nhâm Mạnh Dũng. Anh Khắc Cường, cái khoảnh khắc lúc đó thì như thế nào khi mà chúng ta hiệp 1 chúng ta đã đôi phần bị đội bạn lấn lướt, sang hiệp 2 những cơ hội nó cứ đến một cách rõ ràng dần, và cuối cùng là chúng ta vỡ hòa với một cú đánh đầu mà bóng đi ở một góc khó nhất, và Cao Win thực sự là không có một cái cơ hội nào để anh có thể cứu quả bóng ấy cả. Vâng, chúng tôi đã nói về thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo đưa Lý Công Hoành vào sân để thay cho Huỳnh Công Đến, và nó như là một sự dịch chuyển từ cái chơi phòng ngự bây giờ sang mạnh dạn tấn công, và cùng với những đợt tấn công liên tiếp thì cuối cùng thì mọi thứ nó đã thành hiện thực với bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng. Chúng ta nhớ lại cái trận đầu tiên của U23 Việt Nam tại giải lần này, Nhâm Mạnh Dũng là người chuyền bóng, thực hiện đường kiến tạo để tiến lên ghi bàn, và Nhâm Mạnh Dũng cũng là người khép lại cái hành trình này bằng một bàn thắng vào đến đầu, và nó mang đến thêm một cái sự bổ sung cho bộ sưu tập những cái trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan rất kịch tính và căng thẳng tại sân Mỹ Đình, mà bàn thắng quyết định thì bao giờ cũng ghi được những phút cuối cùng. Năm 2003 thì Natapon ghi bàn thắng vàng ở phút thứ 96, năm 2008 thì Lê Công Vinh đánh đầu phút cuối cùng, và trong trận đấu ngày hôm nay thì những phút cuối cùng Nhâm Mạnh Dũng lại ghi bàn. Thì sau cái trận đấu ngày hôm nay thì chắc chắn là nếu mà còn những trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan nữa thì những cơn sốt vé nó vẫn lên cao trào. Đừng nói đi vé anh ơi. Chắc chắn là như vậy. Ai sự hấp dẫn nó vẫn còn đến rất gần. Hấp dẫn như thế. Và thực ra là tôi rất là muốn nghe, tức là bây giờ chúng ta cũng đụng đã có đầy đủ cảm xúc rồi, nhưng tôi rất là muốn nghe những ý kiến của ông Tú cũng như của anh Đức về chiến thuật. Nhưng thực ra tôi xem trận này, cá nhân tôi ở góc độ là bình luận, thực ra chúng tôi muốn nó căng thẳng, nó hay, nó nhiều pha bóng bàn thắng. Nhưng tôi xem trận này tôi thấy là cái đẳng cấp của bóng đá Đông Á có vẻ lên thực sự, bởi vì hôm nay tôi cảm giác như hai đội bóng cứ như là hai võ sĩ quyền anh ấy, cứ rèn giữ nhau, và thầy Park có vẻ như là đến những khoảng hiệp 9-10 là bắt đầu định cho đòn knockout đây, và knockout thật. Đó là những điều hay mà thật. Chuyên gia Phan Anh Tú cũng như là huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã trao đổi trong suốt cái quá trình trận đấu xem diễn trận ra. Chúng ta sẽ bắt đầu với chuyên gia Phan Anh Tú khi mà Thái Lan họ cũng thể hiện những điểm mạnh của họ với khả năng ban bật phối hợp mà trung lộ, còn chúng ta cũng chọn rất là rõ ràng cách chơi như hai bình luận viên đã nói. Chúng ta có thể nhường thế trận cho đội bạn, nhưng chúng ta có những cái thời cơ phản công, và khi mà chúng ta tận dụng được cơ hội, chúng ta phải nhường thế trận đội bạn vì chúng ta cần người. Chúng ta biết rằng là ngay cái lúc tôi nói, tức là cái họp báo mà hai ông trả lời nhau thể cái tư thế cho rất là rõ, đội Việt Nam bắt buộc phải bọc lót vì kỹ thuật cá nhân của Thái Lan rất là tốt, khả năng một đánh một, khả năng bật tường họ rất hay. Nếu không bọc lót thì sẽ không chống đỡ được những đường tấn công như vậy của họ. Vì nếu muốn bọc lót được nhau thì phải đưa người về, làm sao để người lên được, phải có đủ người đâu. Chúng ta chấp nhận chịu thế trận, có đủ số lượng đông người ta bọc lót pha phối hợp của Thái Lan. Nhưng rõ ràng đầu hiệp 2 Thái Lan cũng có một chút tăng tốc, bắt đầu tạo sự nguy hiểm,
Nhưng sự tăng tốc thì tôi cho rằng Thái Lan có một chút gì đấy hơi bảo thủ. Tức là họ chỉ tấn công trung lộ và nách trung lộ, trong đó thì biên rất rộng thì họ không tấn công. Nhưng sau đó khi họ thua rồi thì bắt đầu họ phát triển tấn công biên, thì lúc họ còn sức đông nữa. Tôi nói anh Đức mà bây giờ mới tấn công biên, bắt đầu những đường căng ngang đường biên thì lúc ấy còn sức đâu nữa mà đá. Trong khi đó lúc pha phản công của họ có rất nhiều đường trồng biên được. Nhưng họ không đá, họ cứ quay vào đánh nách trung vệ, quay vào đánh mặt trung tuyến, trong đó trung vệ chúng ta rất hay. Chúng ta biết là Bùi Hoàng Việt Anh rồi là Thanh Bình đá ở V-League rất nhiều. Thi đấu với các trung vệ to, các trung phong to cao của các đội, các cầu thủ nước ngoài quen rồi. Nên là cái việc đó tôi cho rằng là họ đánh như thế họ đâm vào bức tường rồi. Đâm vào bức tường, các trung vệ của chúng ta rất là tốt, đâm ra họ không thành công. Và trong đó biên rất rộng, có thể tấn công biên được thì họ lại rất bảo thủ. Mà lúc hiệp 2 họ đã tăng tốc, và lúc ấy chúng ta thấy rằng là các tình huống bắt đầu nghi hiểm, những đường căng ngang ở nách trung lộ đã có một vài cú đặt chân trượt, đúng không ạ? Hai cú Thái Lan đã vội vàng đặt chân trượt, chứ còn nếu họ trúng bóng thì vấn đề cũng không biết xảy ra thế nào cả. Nhưng đấy, ý tôi muốn nói rằng là nếu họ chơi đa dạng hơn một chút thì có khả năng là cái thế trận nó sẽ rộng hơn và chúng ta sẽ phải đuổi bắt nhiều hơn. Nhưng vì cái tấn công của họ nó tương đối là đơn điệu theo một cách như thế, đâm ra nó làm cho thể lực chúng ta không bị hao tổn mấy. Mà trong đó chúng ta xác định rồi, ở trận đấu này thể lực rất quan trọng. Chúng ta nói rằng là ngay bản thân lực lượng dự bị của thầy Park đã chuẩn bị một lực lượng, nếu cần thiết phải đá hiệp phụ, cũng đã có ví dụ Quang Nho, cũng đã có Hồ Thành Minh, cũng đã có rất nhiều người rất khỏe để chuẩn bị chống đỡ. Mà người Thái nếu vào hiệp phụ tôi cho rằng còn đi bộ hơn là ở đoạn cuối của hiệp 2 cơ. Vì chúng ta thấy đá trận Indonesia, chúng ta biết chất lượng thể lực của các đội như thế nào rồi, rất là rõ. Trong đó đội tuyển Việt Nam là một trong tiềm năng nhất, đến Đỗ Hùng Dũng, một cầu thủ lớn tuổi như vậy đá trận Malaysia cuối cùng vẫn đủ năng lượng. Thì nếu bạn đọc trận đấu thấy ngay là gì, nếu Thái Lan mà đưa vào hiệp phụ nữa thì Thái Lan còn quyệt quệ nữa về mặt thể lực. Thế chính vậy mà cái sự chuẩn bị lực lượng, sự chuẩn bị cẩn thận, như tôi nói thầy Bắc rất chi tiết trong kế hoạch, rất chi tiết trong công tác chuẩn bị, từng tính rồi. Thầy đánh giá hội bạn rất cao chứ không đánh giá rất cao. Rất phải cao, nói thẳng đánh giá đội bạn rất cao, đúng, chính vậy phải sử dụng lực lượng nhiều để chống đỡ họ. Nhưng mà khi họ xuống sức cái là thầy đẩy lên ngay lập tức, thì chúng ta thấy rằng là hầu như là họ khó đuối sức, không kịp chống đỡ nữa. Đấy là cái chúng ta khai thác tốt. Nhưng đấy, những một trận đấu mà tôi nghĩ rằng là các em sẽ thắng rất nhiều. Kiên trì với các em, kiên trì với Tấn Tài, kiên trì với Tiến Long, kiên trì với Nhâm Mạnh Dũng, kiên trì với Tùng, đúng không ạ? Kiên trì với Công Đến, rất kiên trì. Những người đó người ta có việc của người ta phá sức đối phương, người ta có công việc của người ta cả. Và các em cứ tiến bộ dần, chúng ta thấy rằng Tấn Tài càng ngày càng đã tự tin hơn. Ở trận 1 đến trận này dám đột phá rồi. Chỉ rất tiếc là một chi tiết, một sự tinh tế thì phải có 5 tháng thì mình có thể tinh tế lên được, phải có 5 tháng thì mới điêu luyện lên được để đường truyền nó chính xác hơn, để truyền sắc bén hơn thôi. Thì cái đó thì phải bành nành 5 tháng, phải chiến trận để các em trưởng thành, còn không cái nào khác. Cái cách mà Tuấn Tài thể hiện thì là chúng ta cũng đã nhìn thấy từ trận đấu Malaysia rồi. Sau khi vào sân Tuấn Tài tạt bóng tốt hơn hẳn. Cho nên cái pha bóng đó chúng ta thấy là Tiến Linh thực ra là có thể vì lý thuyết có thể phát triển bóng ở bên phía cánh phải với Lê Văn Đô, nhưng mà lại chờ đợi một nhịp để Tuấn Tài lên và tạt quả bóng. Tôi xin có kiến Tiến Linh hôm nay rất nhân lại. Tiến Linh này hy sinh rất nhiều. Rất hy sinh, đá rất rộng. Tiến Linh này rất chịu khó về cầm bóng để chuyển bóng lên cho các em. Chứ Tiến Linh này không đá mũi nhọn nữa. Tiến Linh đá giống như là Tottenham mà Harry Kane đang đá. Và tôi với cả chú thầy Tú ngồi ở ngoài thì có nói là hôm nay nhìn hai đội đá đúng như là một đội bóng của Pep Guardiola thi đấu với một đội bóng của Conte. Nghĩa là cái vấn đề về chuyên môn tôi rất là kỹ. Và khi cái đội và U23 Việt Nam khi co lại cái chiều ngang sân ấy, 5 người mà đứng chỉ trong vòng 30 mét thôi, đến 35 mét chưa đi đúng thôi. Tức là co cụm để không cho các cầu thủ U23 Thái Lan vào những cái khe, họ chơi toàn là 1, 2, 3 chạm nhanh vào khe, nhưng mà gần như các cầu thủ U23 Việt Nam đã hóa giải được cái điều mà tôi nghĩ là cái này là huấn luyện viên Park đã chuẩn bị rất là kỹ cho xem bằng hình rất là kỹ để xem để phá được những cái lỗi như là Ben David của một cầu thủ rất là khéo, nhưng gần như cầu thủ nó không xuyên phá được mà phải quay về rất là nhiều, hay là những tình huống xuất xa cũng đã bị ngăn chặn rất là kịp thời ở cái hàng tiền vệ. Thì tôi nghĩ đây là một trong những cái mà chúng ta làm rất là chuẩn xác. Và cái nữa tôi nghĩ là với hàng hậu vệ của chúng ta rất là cao, trên chính như vậy thì ông Poking cũng không thể nào ông tạt bóng bổng, mà ông chỉ tạt cái quả căng và căng sau lưng hậu vệ thì mình tụt như thế thì còn chỗ nào nữa. Chính vì thế tôi nghĩ là những cái tính toán đầu tiên là nhẫn nhịn để chờ những cơ hội, giống như lúc nãy là nhưng mà Dũng đã chia sẻ những cái gì ở họp báo là ý là những cái mà thầy đã dặn dò toàn đội. Thì tôi nghĩ là rất là hợp lý và cái thành công đó cũng đến như vừa rồi Minh Cương có nói. Tôi nghĩ là thành công của bóng đá Việt Nam những năm trở lại đây là cái công của thầy Park quá nhiều để đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Một cái hình ảnh rất rõ đối với đội tuyển Thái Lan, tức là Benjamin David, chúng ta thấy không? Khi anh ta còn sung sức, đội Thái Lan đã rất hiệu quả, nhưng sang đến đoạn nửa hiệp 2 thì Benjamin hầu như là sung sức rồi thì không còn một chút hiệu quả nào nữa. Lúc chúng ta không còn một chút lo ngại nào nữa đối với tuyển Thái Lan nữa rồi. Vujicic thì ra rồi. Đấy, chúng ta thấy rằng là khi Thái Lan đã thay người rồi thì chúng ta thấy rằng là hiệu quả họ xuống hẳn. Mà một hình ảnh rõ nhất là Benjamin David, chúng ta thấy không, khi anh ta hay sung sức thì đội Thái Lan hiểu là những khi anh ta đã sung sức rồi thì
hoàn toàn vô hiệu. Anh Khắc Cường có bổ sung gì thêm trong một trận đấu mà tôi nghĩ là không chỉ các bình luận viên cảm thấy hồi hộp đâu, các khán giả ở trên sân có lẽ cũng cảm giác được cái sự hồi hộp đấy. Tôi cảm giác có những cái thời điểm mà nó tương đối trầm, bởi vì khi mà Thái Lan cầm bóng và tạo ra chúng ta cơ hội nguy hiểm rồi sau đó chúng ta hóa giải thì cái bầu không khí ở sân Mỹ Đình lại rộn ràng hơn, và tiếng bình luận của các bình luận viên nó cũng trở nên hào hứng hơn ở những cái thời điểm đó trước khi mà chúng ta ghi bàn. Tôi có cảm giác là U23 Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay đá với U23 Thái Lan giống như những đội bóng Thái Lan trước đây đá với đội tuyển Việt Nam, tức là chúng ta đã có những cái thế hệ trước rất xuất sắc, cũng đã có những thời điểm mà tạo ra áp lực, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể dứt điểm được trước các cầu thủ Thái Lan chơi bản lĩnh và lý đòn. Thì ngày hôm nay U23 Việt Nam của chúng ta lại thể hiện một cái hình ảnh như vậy trước Thái Lan, tức là đảo ngược về lối chơi và về kết quả. Thì đấy là cái bản lĩnh mà ban huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện viên Park Hang-seo đã dày công xây dựng được cho đội bóng của chúng ta, và nó cho thấy là một cái quá trình chuẩn bị cho giải đấu năm nay thì được thực hiện rất là kỹ lưỡng, và công tác nghiên cứu đối thủ, nắm thông tin về đối thủ của chúng ta đã được thực hiện một cách rất là đảm bảo. Và hơn thế nữa thì cái thể lực của chúng ta thì quả thực là tuyệt vời ở cái SEA Games lần này trước những đối thủ rất mạnh về thể lực như là Philippines, như là Malaysia, như là U23 Thái Lan, nhưng chúng ta đều là những người khỏe hơn và dai sức hơn ở trong những phút cuối, và rất nhiều bàn thắng của chúng ta được ghi trong hiệp 2 là kết quả nó phản ánh là cái việc là thể lực của chúng ta được duy trì và được đảm bảo tốt như vậy. Và cách đây 3 năm đó là một chiến thắng hoàn toàn áp đảo của chúng ta trước Indonesia, bàn thắng cũng đến sớm. Năm nay thì bàn thắng đến muộn hơn, và chúng ta thấy là khi mà tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ ăn mừng thì lúc đấy huấn luyện viên Park Hang-seo mới giải tỏa được cái sức ép nó nặng, nó lớn như thế nào, đúng không anh Biên Cương? Thực tế là nó có rất là nhiều sức ép trong đấy, thì lúc nào ông cũng nói rằng người Việt Nam kỳ vọng lắm, tôi nghe nhiều lắm rồi. Vừa sang thì tôi đã tìm hiểu với người Việt Nam là họ rất là quan trọng những trận đấu với Thái Lan, cho nên giải M150 là tôi phải bằng mọi cách là phải giúp cho Việt Nam thắng Thái Lan để từ đó chúng ta không có tâm lý sợ Thái Lan nữa. Cái đấy là ông chia sẻ từ tháng 12 năm 2017 khi ông ấy chân ướt chân ráo đến Việt Nam thôi. Thì đấy là cả một cái quá trình tư duy mà con người đấy, hôm nay phải nói là đạo diễn hình của đài truyền Việt Nam đã bắt những khuôn hình, tôi nghĩ là những khuôn hình gọi là những hình ảnh biết nói. Ví dụ khi thầy đứng một mình thì đúng như một tượng đài, nhưng nó cũng thể hiện cái sự nhẫn nại và rất là từ tốn cũng như là âm thầm của thầy. Mọi người vui mừng thì thầy ngồi đó. Mà chúng ta biết rằng ở một cái giải đấu lần này so với những giải đấu trước, nhân sự trong tay rất là ít, gần như là không có bột mà vẫn gột ở nên hồ thì giỏi quá còn gì, đúng không? Chúng ta biết là ví dụ như là trước đây thì làm sao chúng ta có thể nghĩ rằng một cầu thủ đang được Viettel cho câu lạc bộ Đắk Lắk mượn như Phan Tuấn Tài lại có thể tạo được một cái vai trò như vậy, rồi thậm chí như cả Nhâm Mạnh Dũng, người đá trung vệ, đá tiền đạo rồi sử dụng ở thời điểm nào, vân 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 vân. Thì tất cả những cầu thủ như vậy rõ ràng là nó cho thấy cái tài năng của huấn luyện viên Anh Đức thì chắc là hiểu điều đó hơn cả. Bây giờ tôi đặt ra câu hỏi là không biết là Viettel có còn cho câu lạc bộ Đắk Lắk mượn Phan Tuấn Tài nữa hay không? Chắc không phải hết giai đoạn nào. Mùa sau Viettel cũng đang rất là thiếu hậu vệ trái, quay trở về với cả Viettel nhá. Không đủ thi đấu thì cũng không bằng đá cho Đắk Lắk. Cầu thủ phải được thi đấu, và tôi nghĩ là về Viettel cũng không có hợp để thi đấu năm nay. Nên là em có thể thêm một năm nữa rồi em quay trở về. Còn đâu là cái khi mình đá như này, mình tốt rồi, mình tự tin rồi, mình về mình đá giải tập huấn, mình phải lên đầu tiên phải khẳng định với huấn luyện viên trưởng thì mình mới có vị trí. Đấy là bóng đá. Anh Đức nói thì đúng rồi, anh quá hiểu. Và rõ ràng là chúng ta thấy là bên cạnh việc các cầu thủ thi đấu nhiều thì những cái giải đấu U23 Đông Nam Á như ở đầu năm nay, phải không anh Đức, cho dù là không phải là lứa cầu thủ tốt nhất, cho dù chỉ là lứa cầu thủ 19 hay 21 tuổi, nhưng những giải đấu đấy thực sự là giá trị. Nếu không có giải đấu đó thì chưa chắc là huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhìn ra Phan Tuấn Tài, mà đây là một cầu thủ mà lại thậm chí là còn bổ sung sau khi mà các đồng đội bị nhiễm Covid và anh sang anh thi đấu 2 trận. Đúng là như vậy, tại vì thật ra ở cái lứa trẻ của chúng ta bây giờ rất là nhiều cầu thủ. Đấy, và nếu những cầu thủ mà không có cơ hội được thi đấu thì không ai thể biết được, chỉ có huấn luyện viên tại địa bàn đó, địa cơ sở đó biết. Rồi giống như bây giờ có nhiều đội bóng, hiện nay có một đội bóng đang tập trung tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng rất nhiều cầu thủ sinh năm 99, đúng không ạ? Đúng. Nhưng chưa có cơ hội đá để chuẩn bị cho đá cho tháng 6, thì tôi nghĩ là cái lực lượng kế cận của bóng đá trẻ Việt Nam rất hùng hậu. Và tôi nghĩ là những người làm đào tạo như tôi đang xây dựng những lứa tiếp theo trong vòng 4-5 năm nữa, có những lứa cầu thủ tiếp theo nữa, thì đấy là cái đóng góp mà âm thầm của những cái trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở đất nước Việt Nam đây rồi. Anh Đức vừa nói về sự âm thầm thì chúng ta đã dành cả một lời cảm ơn cho thầy Park nói rất là nhiều, nhưng ở đây thì tôi cũng xin phép nói thêm một chút. Đây là có lẽ là khi mà chứng kiến cái thành công của Phan Tấn Tài, chúng ta cũng phải là cảm ơn thầy Ly. Bởi vì thầy Ly là người đã dẫn dắt đội U23 đá giải Dubai Cup. Mà khi mà theo dõi cái giải đấu đấy thì có hai cầu thủ mà gần như thầy Ly sử dụng trong cái một cái kế hoạch luân phiên thay đổi, đấy là Trần Quang Thịnh và Phan Tuấn Tài, gần như trận nào cũng được đá chính. Thì hơi tiếc là Thịnh gặp phải chấn thương không đá được giải này. Còn Phan Tuấn Tài thì có lẽ là huấn luyện viên Lee Sang-jin là đã trao đổi với thầy Park, lúc đang bận dẫn dắt đội quốc gia đá vòng loại U23 vòng loại World Cup, thì đã trao đổi và có lẽ là đã cài ở nơi Phan Tuấn Tài những kế hoạch đặc biệt rồi. Vâng ạ, và các cầu thủ, phần lớn cầu thủ của đội U23 Việt Nam ở SEA Games lần này thì cũng chỉ ăn mừng được đêm nay rồi ngày mai thôi,
4 tháng 5 theo thông tin mà chúng tôi biết là không chỉ tập trung đâu, bay sang Uzbekistan để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, bởi vì đầu tháng 6 chúng ta thi đấu rồi, 2 tháng 6 đã rồi, còn hơn một tuần nữa thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ có huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia riêng và một huấn luyện viên cho đội U23 riêng để phát triển trong thời gian tới, chứ không phải là một mình huấn luyện viên Park Hang-seo nữa. Chuyên gia Phan Anh Tú, rõ ràng là chúng ta cần phải chia sẻ những gánh nặng để các huấn luyện viên cũng có thể chuyên trách hơn, và như anh Minh Đức nói, có thể tìm kiếm được nhiều tài năng hơn, làm việc nhiều thời gian hơn với các cầu thủ để hiểu hơn các cầu thủ. Có lẽ cái vừa rồi chúng ta cũng có thể mở rộng ra một chút. Chúng ta nói về trường hợp Phan Anh Tài, về trường hợp thầy chọn người, và trong đó thầy Jin dẫn chúng các em đi đá ở Dubai vừa rồi, chúng ta biết rằng là đấy, nó phải phụ thuộc cái triết lý của thầy. Thầy Lee Sang-jin là chính tay phải của thầy Park rồi, đâm ra khi dẫn đội bóng thì thầy đã nhìn ngay những người nào sẽ hợp với triết lý của thầy Park. Và chúng ta thấy rằng là có thể là em có thể không hợp triết lý của thầy này ở câu lạc bộ này, em phải sang câu lạc bộ khác. Nhưng vấn đề quan trọng nhất khi rơi vào mắt của huấn luyện viên mà người ta đương cần tìm kiếm nhân sự, đang tìm kiếm cho cái triết lý người ta, thì phát hiện ra ngay đây là một cầu thủ nếu lắp vào vị trí được rèn luyện sẽ rất hay trong cái ý đồ bóng đá của mình. Thì đấy là một trong những cái rất là rõ ràng. Thế còn ban nãy anh Việt vừa hỏi gì tôi cũng chưa. Thế bây giờ chúng ta huấn luyện viên Park Hang-seo đã kết thúc cái vai trò của đội U23. Tôi cho rằng là ông Gong Yong-kun, tôi cho rằng hiện nay đối U23 khi chúng ta sau khi tăng là vấn đề thả lỏng rất quan trọng. Vấn đề hồi phục rất quan trọng. Hiện nay nếu phải đá vào tháng 6 thì vấn đề thể lực của các cầu thủ đá ở U23 lần này là một vấn đề đấy. Các huấn luyện viên phải rất chi tiết trong vấn đề hồi phục thể lực cho cầu thủ. Nhưng ngược lại nữa, với một huấn luyện viên mới, tôi cho rằng là sẽ có những sự thay đổi. Một cái triết lý nó cũng không thể giống thầy Park được. Chúng ta biết rằng thậm chí đây, như anh Đức biết, ngày xưa tôi là huấn luyện viên, đưa hẳn giáo án cho anh huấn luyện cũng không phải là giống như người huấn luyện viên chính đâu. Đúng rồi. Huấn luyện viên chính huấn luyện, nhưng tôi viết giáo án tôi đưa cho người khác. Không thể nào huấn luyện chất lượng đúng như thế được. Ý tưởng. Đấy là vấn đề như thế, tức là không phải rằng là học tất cả cách thầy Park mà làm đúng thầy Park ở đâu. Mà vậy họ phải có cái riêng của họ. Và những cái riêng của họ chúng ta hy vọng rằng là sẽ tìm ra những điểm mới, sẽ tìm ra những điểm sáng. Cũng là một cái thêm một sự phát triển đa dạng nữa, cũng là một cái rất hay. Có những cầu thủ trên U23 tuổi. Vâng. Bây giờ thực ra thì có một đội U23 khác ông Gong Yong-kun đã dẫn dắt ở trong thời gian vừa qua, và cũng sẵn sàng những cầu thủ đó để chuẩn bị cho giải đấu Uzbekistan. Bây giờ chúng ta đã có những tín hiệu họp báo từ sân vận động Mỹ Đình với những chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi mà nhận được tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ 2, và đây là buổi họp báo cuối cùng trong vai trò của huấn luyện viên Park Hang-seo khi là huấn luyện viên trưởng của đội U23. Kể từ ngày mai, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam mà chúng ta hướng tới AFF Cup vào cuối năm. Để ý một hình ảnh trong lúc các cầu thủ ăn mừng ở khu vực cabin ban huấn luyện thì ông alo thì ông lặng lẽ tiến bước một mình ra khu vực khán đài B. Vậy trong cái khoảnh khắc đấy thì điều gì đã lóe lên trong suy nghĩ của ông? Xin cảm ơn. The question for the head coach is that in the final moments after the game, while the players are celebrating, you just closely approaches the B stands. You were thinking something. Could you please let us know what you were thinking and how you felt at that moment? C 게임은 저한테 의미 있는 대회입니다. 첫 번째는 필리핀 대회에서 60년 만에 우리가 우승을 하였고, 또 이번에는 주최국이 베트남이다 보니까 더 많은 책임감을 느꼈습니다. 또 베트남 국민들의 많은 또 기대를 받고 있었기 때문에 저와 우리 선수들은 많은 노력을 했다고 생각합니다. 또 이 대회는 제가 이제 23세
를 맡는 감독으로서의 역할을 마지막으로 한 대회이기 때문에 꼭 좋은 결실을 맺어야 된다는 의무와 책임감에 만인이 스트레스를 받았습니다. 결과로 많은 베트남 국민들의 또 많은 국민들의 성원과 또 정부의 많은 관심 또 우리 스태프들의 일과 성의 넘치는 역할 이런 부분이 잘 되어서 너무너무 기쁩니다. 다시 한번 최선을 다해준 우리 선수들에게 감사의 말씀을 드립니다. SEA Games này là một giải đấu thực sự có rất là nhiều ý nghĩa đối với tôi. Thứ nhất, 2 năm trước thì sau 60 năm chờ đợi, tôi và cùng đội U23 Việt Nam đã giành được chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam đầu tiên. Còn năm nay, giải đấu được tổ chức tại Việt Nam, cá nhân tôi cảm thấy tôi có nhiều thêm trách nhiệm. Tôi biết rằng nhân dân Việt Nam luôn kỳ vọng và chờ đợi rất nhiều vào kết quả của đội tuyển. Tôi cũng cảm nhận được rằng các cầu thủ đã cố gắng hết sức, cố gắng hết mình vì mục tiêu chung. Dưới tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội U23 quốc gia Việt Nam, có lẽ đây là trận đấu cuối cùng với tôi. Điều này khiến tôi càng cảm thấy tôi có nhiều trách nhiệm hơn. Thực sự tôi đã gặp rất là nhiều stress và cuối cùng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới nhân dân Việt Nam, người hâm mộ bóng đá. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các ban ngành, các đơn vị, cá nhân hữu quan. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể ban huấn luyện, những người đã cố gắng hết sức làm tốt nhiệm vụ của mình để đội có thể có kết quả ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ của tôi. The head coach's answers is this SEA Games brings many meanings and fulfilling for me. 2 years ago, after 60 years of waiting, we've won the gold medals in men's football for the first time. And now, as a host in Vietnam, I believe that the people of Vietnam expect so much on the results of this final game. And I feel that the players has done the best that they could. And as the head coach of the under-23 Vietnam, finally, as in my final game, I have met many stresses during these process. And lastly, I want to thank all the people, the government, the authorities, and all the board of directors, board of coaches for this amazing win. Thank you for the people of Vietnam for always supporting us and bring this life and this coaching career of mine more fulfilling. Tôi là Quốc Việt đến từ Báo Thanh Niên. Thưa ông Bắc, tôi xin gọi ông là huyền thoại vì tất cả những gì ông đã làm cho bóng đá Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển. Và hôm nay, từ ngày nay như ông đã nói, khả năng cao sẽ không dẫn dắt U23 nữa. Vậy thì ông có thể tiết lộ hơn là ông sẽ khi có 100% thời gian cho cấp độ đội tuyển quốc gia thì ông sẽ có kế hoạch như thế nào hay không? Xin cảm ơn. The question for the head coach from the reporter. I would gladly call you a legendary now for everything that you've done for Vietnamese football in every national team classes. And I've heard that you will no longer be the head coach of the under-23. And when you dedicate 100% of your time for the national team, could you let me know what you would do and your plans? Video분들에게도 감사드립니다. 많은 우리 베트남 축구 대표팀과 23세
관심을 가져준 것에 대해서 먼저 감독으로서 감사드리고 저는 23세 때는 이 시기경까지만 하고 저는 23세에는 전혀 간여를 하지 않습니다. 그는 뭐 제가 계약할 때 베트남 축구협회와 계약의 어떤 문제니까 저는 관여하지 않습니다. 국가대표팀은 지금 25일 날 소집해서 28일 날 호치민으로 이동합니다. 그래서 6월 1일 날 아프가니스탄하고 호치민에서 경기하고 할 예정입니다. 그리고 이제 제 이야기는 남은 A 대표팀 경기는 올 연말에 서지키컵 대회가 있습니다. 이 앞에 대회에서 저희들이 4강에서 준결승에서 태국한테 2등이기 때문에 이번에 저에게 대표팀 서지키컵 대회는 특별한 의미가 있고 다시 한번 나와 우리 국가대표 선수들이 힘을 합쳐서 다시 정상에 우뚝 서기를 우뚝 서도록 노력하겠습니다. Lời đầu tiên thì tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các đơn vị và cá nhân làm truyền thông, các anh chị nhà báo, phóng viên đã luôn luôn quan tâm và đồng hành với đội U23 quốc gia. Dưới tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội U23 thì đây có lẽ là giải đấu cuối cùng của tôi rồi. Sau giải đấu này thì tôi sẽ không còn phụ trách đội U23 quốc gia nữa. Tuy nhiên thì hợp đồng của tôi với liên đoàn thì vẫn còn đó, tôi vẫn sẽ phụ trách đội tuyển quốc gia. Theo kế hoạch thì ngày 25 này đội tuyển quốc gia sẽ tập trung lại. Ngày 28 đội sẽ di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Và vào ngày 1 tháng 6 thì đội sẽ có trận giao hữu quốc tế với đội Afghanistan. Và cuối năm nay thì như chúng ta đã biết thì vẫn có lịch của giải AFF Suzuki Cup. Vào kỳ Suzuki Cup năm trước thì chúng tôi đã bị loại ở vòng bán kết giải đấu mà đội Thái Lan đã lên ngôi. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng ở giải đấu AFF Suzuki Cup vào cuối năm nay đây sẽ là một giải đấu có nhiều ý nghĩa với tôi. Tôi cùng toàn thể ban huấn luyện cũng như các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức để đạt được thành tích tốt trong giải đấu đó. My first word, I would like to say thank you to all the media agencies, the reporters, for your care, for your support, for your companionship. And as the head coach at the under-23, this will be my final tournament. I will no longer be the head coach at the under-23 team. However, the contract, it is still on, and I will be running the national team. On the 25th, that we will have a rendezvous. And on the 28th, we'll have a training in Ho Chi Minh City, preparing for the beginning of June, a national friendly with Afghanistan. In the previous AFF Suzuki Cup, we are eliminated in the semifinals when Thailand claimed championship. So this AFF Suzuki Cup, it will mean so much to me and the board of the coaches and the entire national team. So we will try our best. We will train our best to get the best result in this tournament, in this upcoming tournament. Tôi là Tiến Dũng VTV. Tôi xin hỏi ông, tôi biết là ông sẽ không dẫn dắt đội U23 ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, nhưng mà 10 ngày nữa thì chúng ta sẽ gặp lại U23 Thái Lan, có lẽ là vẫn những cầu thủ như thế. Thì theo ông thì hai đội sẽ không có những cầu thủ quá tuổi nữa, thì ông nghĩ đội nào sẽ có lợi thế hơn? The question from the reporter is that he acknowledged that you are no longer the under-23 coach. But in the next 10 days, we will face again the under-23 Thailand roster. And in the both team, that we won't have any other overage players. So which side do you think that will have the advantage?
11 후에 우리 U23세 팀이 또 탈락, U23세 대국도 만날 겁니다. 그 모습에 대해서 그래서 그 와일드카드 없는 상황에서는 감독님이 혹시 어떤 팀을 더 유리한지. 뭐 제가 직접 드릴 답변은 아닌 것 같습니다. 새로 지금 우즈벡에 가는 공우균 감독도 뭐 훌륭한 감독이니까 또 각 감독에마다 어떤 추구하는 철학과 또 어떤 전술 전략이 있기 때문에 또 선수 관리하는 방법이 있기 때문에 제가 그 부분을 어떻게 하는지를 뭐 제가 정확하게 알 수 없고 또 그거는 감독의 고유 권한이기 때문에 제가 뭐 관여할 수도 없습니다. 단지 우리 베트남 선수들은 지금 각 팀에서 출전 기회가 좀 미흡한 부분이 있기 때문에 이제 이번 서지킵을 통해서 좀 많이 경기 경험이 향상됐다고 생각합니다. 우즈벡에서도 뭐 좋은 결과를 낼 것이라고 저는 생각하고 있습니다. Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi không phải là người phù hợp nhất để có thể trả lời trực tiếp được câu hỏi này. Chắc tất cả mọi người đều biết đội U23 quốc gia thì bây giờ đã có huấn luyện viên trưởng mới, đó là huấn luyện viên Kongo Kun. Thì đây là một huấn luyện viên cũng rất giỏi. Cần phải nói thêm, mỗi huấn luyện viên trưởng thì đều có chiến thuật, triết lý bóng đá cũng như cách vận hành, quản lý đội bóng khác nhau. Cũng không thể biết được là đội U23 quốc gia sắp tới chúng ta sẽ chơi như thế nào. Tôi nghĩ rằng vấn đề bây giờ là các cầu thủ Việt Nam của chúng ta, các cầu thủ trẻ không có nhiều cơ hội để ra sân, không để tích lũy kinh nghiệm trong giải đấu quốc nội. Và những giải đấu gần đây sẽ là cơ hội để họ có thể thể hiện mình cũng như là tiến bộ và phát triển. Tôi tin rằng đội U23 quốc gia sẽ có được kết quả tốt trong giải đấu sắp tới tại Uzbekistan. 네, 헤드 코치's answer is I believe that I'm not the suitable person to answer this question right now because in the upcoming days the under 23 national team will have a brand new head coach, head coach Gongo Kim. He's a very good a great head coach, and I would like to repeat that each head coach has a different philosophy, a different target, a different way of manage the football team. So well, we cannot tell earlier that how the under 23 will play in the upcoming games. I understand that the young players, they don't have the opportunities to play more, to gain more experience. So this upcoming tournament will be the great chance for them to grasp, to gain more of the experience in the playing field. So I believe that the under 23 will have the best results yet in Uzbekistan in the upcoming tournament. Ông chia tay đội tuyển U23 Việt Nam trong vinh quang, nhưng ông để lại phía sau cho người đồng nghiệp và cũng người đồng hương của ông Go Yun Kyun có rất nhiều những áp lực. Sau khoảng 5 năm ông làm việc ở Việt Nam thì ông biết rằng là người Việt Nam luôn có một phép so sánh nho nhỏ giữa đội tuyển này với đội tuyển kia. Và đặc biệt là ông có rất nhiều những trải nghiệm khi mà ông dẫn dắt một lứa U23 khác so với lứa U23 Thường Châu năm 2018, và ông hiểu áp lực dành cho những cầu thủ thế hệ của năm nay. Và rõ ràng là với ông Kong Kyun thì ông cũng sẽ phải chịu rất nhiều những sức ép bởi có quá nhiều điều ông dành cho đội tuyển trẻ. Vậy thì ông sẽ chia sẻ điều gì với ông Công? Và ngược lại, cho dù ông không thực sự là đồng hành với bóng đá trẻ, nhưng có một cách nào đó ông có thể là hỗ trợ trong cái khoảng thời gian đầu ông Công tiếp quản đội tuyển U23 hay không? Có hai ý. Thắng Dịch giúp anh nhé.
thứ hai là ông có tiếp tục hỗ trợ. So the question for the head coach is that you finish your under-23 terms in victory, but you leave your the next coach so many pressure. So as Vietnamese, we have this momentum of comparing this one to the other team. In this term, we compare this under-23 team with the under-23 that made the success in China. So my question is, the new coach of under-23 will go through many of the pressure. What will you share with him? And secondly, you won't be in charge of the young football anymore, but any way that you can provide support? 조금 전에 말씀하셨다시피 각 감독은 자기의 축구 철학이 있고 또 선수의 어떤 관리 방법도 있고 또 어떤 감독마다 다 개성이 틀립니다. 그래서 제가 공유근 감독한테 도움을 줄 수 있는 거는 좀 베트남 선수의 정보, 문화의 정보 이런 부분이지 실질적으로 선수의 어떤 뭐 기용 문제라든지 이런 부분에 대해서는 제가 뭐 관여할 수가 없습니다. 뭐 공욱 감독이 뭐 스트레스를 받는 거는 미디어 분들께서 스트레스를 안 주면 부담을 받지 않지 않겠습니까? 쟤 đây ít phút thì tôi cũng đã chia sẻ rồi. Mỗi huấn luyện viên trưởng thì đều có triết lý, chiến thuật khác nhau, lối chơi cũng như cách quản lý vận hành đội bóng khác nhau. Tôi nghĩ rằng dưới góc độ đó thì tôi không thể tham gia ý kiến cũng như là giúp thầy công trong cái công tác chọn người được. Nhưng ở một khía cạnh nào đó tôi có thể giúp thầy công được về những cái thông tin liên quan đến văn hóa, những thông tin văn hóa Việt Nam, thông tin liên quan đến cầu thủ. Còn về áp lực của thầy công thì tôi nghĩ rằng có lẽ là truyền thông cũng bằng một cách nào đó chúng ta nên giảm cái áp lực đối với thầy công. Có lẽ đó sẽ là một điều tôi nghĩ rằng sẽ có thể giúp được cho thầy công. The head coach answer is that earlier each of the coach will have his own philosophy, his own style of play, and his own management way of the team. So I cannot join, unfortunately, with the new coach in selecting the players. However, I can help him to understand more about the Vietnamese culture, about how players play, how players do on the pitch. And I believe also the media should lower the pressure that we have on the new coach because it will do the best for everyone, for the entire team, for the results. Thank you. Thank you. Thank you so much. Mọi người chờ chút. Để ông Park dành cho phóng viên này. Vâng ạ, tôi Hải Hưng, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An NTV ạ. Một câu hỏi cuối dành cho thầy Park, đó là ở trận đấu này như chúng ta biết là các cầu thủ trẻ của Việt Nam thi đấu cũng gần như là ngang ngửa với các cầu thủ trẻ của Thái Lan. Vậy ông nghĩ thế nào về một sự cạnh tranh giữa Thái Lan và Việt Nam tiếp tục sau trận đấu này? Uh,
The question from the reporter is that at this game, the young players from Vietnam has been playing very good against the Thailand players. So what do you think about these how the Thailand and the Vietnamese compete in this tournament? Hằng 어떤 국가든 팀이든 라이벌 관계가 있어야만이 항상 서로 발전하는 것입니다. 동남아에서도 뭐 우리 베트남뿐만 아니라 태국, 인도네시아, 말레이시아, 뭐 미얀마, 또 캄보디아 이런 팀들이 많이 성장하고 있습니다. 뭐 그래서 그런 라이벌 관계가 서로 축구 발전을 발전시키는 계기라고 생각하고 있고 그런 경쟁력과 지속적으로 되어야만이 축구 발전에 서로 도움이 될 것이라고 생각합니다. Tôi nghĩ rằng là dù là đội bóng nào, dù là khu vực nào đi nữa thì cũng luôn luôn sẽ có những cái mối quan hệ kỳ phùng địch thủ. Chẳng hạn như là Việt Nam, mà không chỉ Việt Nam, không chỉ như Việt Nam với Thái Lan, chúng ta còn có các đội khác trong khu vực như Indo, Myanmar, Campuchia, Malaysia. Thì cái mối quan hệ kỳ phùng địch thủ trong những trận đấu, cái tính chất cạnh tranh này sẽ thúc đẩy sự phát triển của bản thân những nền bóng đá đó, cũng như là thúc đẩy được sự phát triển của cả khu vực. Tôi nghĩ rằng đây là một điều rất tốt và đây là một điều sẽ đem đến những sự trưởng thành cho các đội tuyển trong tương lai. The head coach's answer is that no matter what teams that you're playing against, there will always be rivalries. And we're not talking only about Vietnam and Thailand. We have other great teams in the region, such as Indonesia, Malaysia, Myanmar, and Cambodia. The rivalries in these important games are crucial for the development of footballs in each of the countries. It is crucial for the players and is crucial for development of the entire region's football and for the development of the team. So I believe this is the rivalries. They are very important. Thank you. Thank you. Vâng, đó là rất nhiều những chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo, những chia sẻ để ông kết thúc nhiệm vụ ở đội tuyển U23 Việt Nam, một nhiệm vụ vô cùng thành công với hai tấm huy chương vàng. Phía trước vòng chung kết U23 châu Á sẽ là huấn luyện viên mới Kim Go-kun. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ có nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia với trận đấu giao hữu với đội tuyển Afghanistan vào ngày 1 tháng 6 tới đây để có những thử nghiệm chúng ta hướng tới AFF Cup vào cuối năm. Chúng ta còn nhớ là cuối năm ngoái chúng ta không thành công khi chỉ góp mặt ở bán kết thôi, và năm nay chắc chắn là huấn luyện viên Park Hang-seo muốn nhiều hơn thế. Hợp đồng của ông sẽ kết thúc vào tháng 1 năm sau và chắc chắn là huấn luyện viên người Hàn Quốc muốn có rất nhiều những kỷ niệm đẹp với bóng đá Việt Nam. Chúng ta cùng chia sẻ những chia sẻ cuối cùng trước khi chúng ta khép lại buổi bình luận ngày hôm nay, cũng như là SEA Games, anh Biên Cương, một SEA Games trọn vẹn của đoàn thể thao Việt Nam và bóng đá thì đã khép lại một cách rất là ấn tượng. Cho tới lúc này thì các nội dung tranh tài đều đã kết thúc rồi. Tôi thấy là năm nay thì có thể nói là chúng ta cũng có thể nói là vận nước, thực sự vận nước đã được chúng ta cảm nhận từ ngày mùng 1 Tết. Mà đôi khi bóng đá, thể thao nó cũng là một cái dấu ấn của điều đó. Nhưng cái điều mà hôm nay chúng ta thấy rất là rõ ràng đấy là gì? Hôm khai mạc chúng ta cũng chứng kiến một cái sự lo lắng, đấy là không biết là liệu khai mạc có diễn ra được không, vì buổi chiều thì mưa tầm tã như vậy, bầu trời đen kịt. Nhưng đến sát giờ khai mạc thì thời tiết rất đẹp. Ngày hôm nay trận đấu mà tất cả chúng ta đều chờ đợi cũng diễn ra như vậy. Cả một ngày gần như trời lúc nào cũng ủ ấp, là có thể mưa bất kỳ lúc nào, nhưng thời tiết của trận đấu thì lại quá đẹp và kết quả thì là viên mãn. Tôi nghĩ rằng thực sự là chúng ta có một kỳ SEA Games mà chúng ta có thể gọi là đất nước chọn niềm vui. Niềm vui ở tất cả mọi khía cạnh. Chúng ta vẫn còn nhớ hình ảnh hai vợ chồng người Indonesia đúng không?
dơ một cái biển là cảm ơn người Việt Nam trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ. Đó chỉ là một hình ảnh nhỏ thôi, nhưng nó đã nói lên rất là nhiều điều. Chúng ta thành công về công tác chuyên môn, công tác tổ chức, và chúng ta để lại hình ảnh một đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách. Quá tuyệt vời. Vâng, quá tuyệt vời. Và có lẽ là tôi thì không biết là các vị khách mời như thế nào, nhưng mà sau buổi hôm nay có lẽ là mọi người có thể giặt những chiếc áo bên trong của mình, đúng không ạ? Mọi người cũng đoán là rất là nhiều khán giả chia sẻ là... các vị khách mời cũng không hề chia sẻ thay đổi chiếc áo, mặc nguyên bộ này. Gia đình tôi thì cũng khó khăn, nhưng mà thôi cũng chỉ mặc bộ này từ đầu đến giờ. Trước thì cũng mặc nguyên cái bộ như này, nói chung là để làm sao cho nó theo đúng cái chiều hướng tích cực, vị trí ngồi cũng thay đổi đúng không? Để sao nó cũng may mắn, nói chung là mỗi người đều có một cái đóng góp, ở mỗi người một cái đóng góp nhỏ từng cái công việc của mình. Nói vui một chút thì là sau hiệp một trận gặp Indonesia đầu tiên, đúng không ạ, anh Phan Ngọc Tiến, trưởng ban thể thao, là có điều chỉnh một chút vị trí ngồi, không biết là có phải điều đấy mà cho đến giờ thì chúng ta duy trì cái vị trí ngồi như vậy là từ đầu đến giờ là không thay đổi. Và cái chiến thuật này đến ngày hôm nay thì thôi, ở góc độ anh em mình ngồi đây là cũng thấy cũng thành công, đúng không? Và có lẽ là ông Polking sau cái giải đấu này thì ông bỏ cái áo đen được rồi anh Đức nhỉ? Thật ra tôi nghĩ là ông ấy lựa chọn áo xanh ngày hôm nay để ông mặc áo vàng, nhưng mà tôi nghĩ là ông cũng sẽ rút kinh nghiệm vào lần sau. Rất tiếc là đội Thái Lan này mặc áo vàng, đâm ra ông không được mặc áo bíp vàng. Chỉ ông mặc áo bíp vàng là cũng rất là có lợi cho phong thủy của Polking. Chúng ta thấy rằng là ở trận đấu mà ông thắng rất vất vả, sau khi ông mặc treo bíp vàng ấy là ông có chiến thắng ngay. Nhưng trận đấu này mình thấy đội tuyển Thái Lan mặc áo vàng rồi, thế thì tại vì ông đừng lựa chọn áo xanh, làm sao Polking lại mặc áo bíp vàng? Thái Lan là áo xanh mà, lần đầu tiên họ mặc áo vàng mà, đúng rồi, mà lại cũng thua mình như năm 2008 cũng áo vàng trên sân Mỹ Đình và trận kinh cũng thế, và cũng cái góc lưới, nếu không nhầm thì đúng góc lưới luôn. Cũng thôi không ở phía cổng môn bên phía cột đuốc ấy. Đó cũng là một điều mà có thể là đội tuyển Thái Lan và đoàn thể thao Thái Lan cũng phải chú ý ở những lần tham dự SEA Games tiếp theo. Anh Khắc Cường đã nói về điểm hẹn tại đứng ở sân bên này. Vẫn đúng cái phần sân đấy đúng không ạ? Anh Khắc Cường đã nói về những điểm hẹn tháng 5. Chúng ta đã có những điểm hẹn thực sự trọn vẹn, và rõ ràng là từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều sự kiện khác của thể thao Việt Nam, và rõ ràng là chúng ta đã bắt đầu một năm rất là tuyệt vời với một chiến thắng bóng đá, và nửa năm 2022 đã kết thúc rất là trọn vẹn rồi. Và từ nay đến cuối năm, hy vọng rằng là vừa rồi chúng ta có cái giải AFF Champions League của Đông Nam Á, Hoàng Gia Lai đã rất hay. Tôi hy vọng rằng đội tuyển lần này trở lại AFF Cup, khi các cầu thủ Hoàng Gia trở lại, các tiền đạo Hoàng Gia trở lại phong độ, thì cái sự lựa chọn, cái sự hàng công sẽ đa dạng hơn rất nhiều. Chúng ta rất tiếc là vừa rồi chúng ta cũng có một đôi chút xuống phong độ của cầu thủ Hoàng Gia Lai. Nhưng vừa rồi cái giải AFF Cup vừa rồi trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, là tôi cho rằng Hoàng Gia Lai đã trở lại, thì đấy là một trong sự lựa chọn. Lực lượng sẽ rất đa dạng của thầy trong vấn đề sử dụng con người cho đội tuyển tới AFF Cup cuối năm. Trước khi anh Cường nói về cuộc hẹn tháng 5 thì có lẽ là nhân đây chúng ta nói thì chắc là muốn nói đến 0 giờ đêm cũng được, đúng không? Nhưng ở đây chúng ta có lẽ cũng phải nói đến một hai ý mà tôi xin phép chia sẻ đấy, bởi vì các anh huấn luyện viên, các anh nhà báo vừa rồi thì hỏi rất là nhiều thầy Park về câu chuyện của ông Ngô Kyun thì thế nào, U23 tương lai ra sao, thì tôi nghĩ ở cái thời khắc này tôi nghĩ là chúng ta cũng phải dành lời cảm ơn cho những trung tâm đào tạo Hà Nội, Viettel, PVF, rồi Hoàng Anh Gia Lai, rồi rất là nhiều những địa phương khác nhau. Có lẽ anh Đức là người hiểu hơn cả, có bột mới gột đến hồ mà. Tất cả những cái trung tâm đấy, những thành công như này chính là động lực cho họ để tiếp tục đào tạo, tìm ra những con người. Và chúng ta biết là không chỉ thế hệ các cầu thủ bây giờ sẽ đá những giải, ví dụ như giải U23 châu Á tới, mà đội của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn U17 mới đi tập huấn ở Đức về, sắp tới cũng đá giải U vòng loại U17 châu Á. Thì tôi nghĩ rằng tất cả những điều đấy hết sức quan trọng, hết sức quan trọng cho mục tiêu mà chúng ta cũng nói nhiều là World Cup 2026, và xa hơn có thể là World Cup năm 2030. Thì tôi nghĩ rằng cái vai trò của các trung tâm đào tạo cũng rất là xứng đáng nhận được cái lời cảm ơn ở thời điểm vinh quang như thế này. Vâng, chắc chắn là như vậy, có sự đóng góp của rất là nhiều trung tâm. Chúng ta thấy từ giải U23 Đông Nam Á đầu năm, tất cả cho dù là league đang tập trung nhưng mà cũng đóng góp các cầu thủ để sang Campuchia thi đấu, và bây giờ chúng ta thấy là rất nhiều cầu thủ của các trung tâm đã đóng góp vào thành công của U23 Việt Nam. Còn anh Khắc Cường sẽ là lời kết của chương trình bình luận ngày hôm nay. Vâng, khi mà chúng ta đã có rất là nhiều chiến thắng từ đầu năm đến giờ với trận đấu tại vòng loại World Cup, rồi thì giải U23 Đông Nam Á và bây giờ là SEA Games, thì tôi nghĩ rằng càng ngày chúng ta sẽ càng tham lam nhiều hơn về những cái chiến thắng của bóng đá Việt Nam. Chúng ta sẽ thi đấu tại giải U23 châu Á, rồi cuối năm nay là AFF Cup, rồi sang năm sau lại là SEA Games nữa. Thì những cái chiến thắng, những cái giải đấu như vậy sẽ khiến chúng ta càng lúc càng ngày càng chờ đợi nhiều hơn, và càng ngày càng muốn là đội tuyển sẽ thi đấu giải nào cũng là chiến thắng. Nhưng bóng đá là thể thao mà, một cái đội tuyển hùng mạnh thì cũng không bao giờ có thể ở mãi mãi trên đỉnh cao vinh quang, thì chúng ta sẽ phải chờ đợi, kiên nhẫn và kiên trì, giống như cái sự kiên trì mà ngày hôm nay U23 Việt Nam đã có được. Đấy, thì chúng ta cũng phải biết tin tưởng và kiên trì như vậy để tiếp tục hướng đến những cái thành công khác, những thành công lớn lao hơn.
nó luôn là hai vế của một vấn đề. Rõ ràng là chúng ta có sức ép thì chúng ta mới trưởng thành và thành công, nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải kiên trì và dành sự tin tưởng cho các huấn luyện viên cũng như là các cầu thủ, bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng thành công được, mà chúng ta phải sau mỗi lần mỗi giải đấu thì chúng ta hy vọng là các đội tuyển sẽ thi đấu tốt hơn. Sự lao động miệt mài, sự lao động miệt mài và sự tin tưởng, lao động miệt mài và niềm tin, đấy chính là sự thắng lợi. Đội tuyển quốc gia chúng ta thấy U23 chúng ta đối với thầy Park thế thôi, các cháu hay lao động, các cầu thủ hay lao động và phải có niềm tin. Chúng ta lao động, chúng ta chăm chỉ, chúng ta hãy tin chúng ta sẽ có chiến thắng. Tôi cho đấy là hay một chỗ rất quan trọng trong các cầu thủ trẻ, trong quá trình đào tạo. Lao động đi, tập luyện đi và tin rằng mình sẽ trưởng thành, tin rằng mình sẽ là ngôi sao. Vâng, chắc chắn, và đó là một cái vòng quay không ngừng, bởi vì chỉ sau đây 1-2 ngày thì đội U23 sang Uzbekistan, đội tuyển quốc gia cũng sẽ tập trung trở lại, một cái vòng quay không ngừng, và tháng 6 thì các đội cũng chuẩn bị để V-League tháng 7 trở lại rồi. Thực sự là những guồng quay bóng đá và thể thao luôn rất sôi động. Còn chương trình ngày hôm nay với tấm huy chương vàng trọn vẹn của SEA Games 31 của bóng đá nam cũng đã khép lại. Một lần nữa cảm ơn sự đồng hành của quý vị khán giả trong hơn 2 tuần vừa qua, khi mà SEA Games diễn ra không chỉ có bóng đá mà có rất nhiều những môn thể thao khác nhau. Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều những cảm xúc đáng quý. Cảm ơn hai bình luận viên, cảm ơn các vị khách mời, và chúng ta sẽ còn hẹn gặp lại nhau ở những giải đấu tiếp theo, và cùng hy vọng là các giải đấu đó chúng ta cũng được chia sẻ niềm vui như buổi tối ngày hôm nay, khi mà bên ngoài đường Nguyễn Chí Thanh ở Đài Truyền Việt Nam thì chúng ta thấy là bầu không khí rất là sôi động rồi. Và hy vọng quý vị khán giả sẽ có một đêm ăn mừng, chúng ta tuân thủ những chỉ dẫn của lực lượng chức năng để buổi ăn mừng ngày hôm nay với tấm huy chương vàng của bóng đá nam trở nên trọn vẹn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.